Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1041, Hỏa Diễm bỏ cạp. Một bên nguyên bản chuẩn bị xem kịch bao dục đào cùng bao dục cường. Hai người bọn họ xứng sở nhìn dưới mặt đất lên não túi bị đập nát khổng phi. Bọn họ ánh mắt là chừng đến như là đèn lồng lớn nhỏ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới mới một hồi thời gian Diệp Thần Phong vậy mà đột phá đến tông cấp đỉnh phong. Với lại khổng phi lại còn bị Diệp Thần Phong cho một chiêu miểu sát. Cái này khiến bao dục đào cùng bao dục cường là hoàn toàn không bình tĩnh, lấy Diệp Thần Phong vừa mới bẩy ra tốc độ là hoàn toàn mạnh hơn tôn cấp trung kỳ cao thủ. Tuy nhiên lực lượng chỉ ước chừng cùng tôn cấp trung kỳ cường giả ngang hàng, nhưng là chỉ dựa vào phần này tốc độ Diệp Thần Phong cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì tôn cấp trung kỳ cường giả. Bao dục đào cùng bao dục cường đôi huynh đệ này hai tròng mắt ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức cầm trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, lấy Diệp Thần Phong vừa mới biểu hiện, hiện tại bao dục đào liên thủ với bao dục cường cũng không có trăm phần trăm tự tin có thể chiến thắng Diệp Thần Phong. Lại mà Diệp Thần Phong bên này còn có có thể chiến đấu thẩm minh hiên, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn, cái này khiến bao dục đào cùng bao dục cường cảm thấy không ổn, trong nội tâm sinh ra một tia thoại ý. Bao dục đào tại cầm trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên về sau, hắn không có lập tức động thủ, trong miệng thăm dò tính hỏi, Diệp Thần Phong, giữa chúng ta ân oán không bằng trước tiên để qua một bên như thế nào chờ chúng ta cùng rời đi tại đây chúng ta sảng khoái đến đâu chiến một trận đúng anh của ta nói không tệ hiện tại chúng ta hẳn là đoàn kết thời điểm ai biết cái này dưới sa mạc còn có cái gì nhân vật nguy hiểm bao dục cường cũng vội vàng phụ họa nói hắn biết mình ca ca dụng ý hiện tại đối với bọn hắn hai huynh đệ tới nói chỉ hoãn thời gian sống sót mới là thật Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra: "Ta nhưng không có đem địch nhân giữ ở bên người thói quen, các ngươi hai cái đối với ta tới nói chẳng khác gì là hai quả bom hẹn giờ, chỉ sợ nếu để cho các người bắt lai like cơ hội, các ngươi hẳn là sẽ không chút do so dự đối với chúng ta động thủ đi." "Vừa mới các ngươi không phải còn cũng phách lối sao? Các ngươi hai cái có thể cùng tiến lên, ta cũng đúng lúc có thể bắt các ngươi hai cái tới luyện tay một chút." Diệp Thần Phong cười lạnh tiếp tục nói: nhìn thấy Diệp Thần Phong căn bản không tiếp thu bọn họ ý kiến, cái này khiến bao dục đào cùng bao dục cường biết là không có cách nào cùng Diệp Thần Phong nói tiếp, hai người bọn họ muốn sống sót chỉ có cầm Diệp Thần Phong giải quyết. Bao dục đào mịt mờ cho bao dục cường làm một cái ánh mắt, sau đó, bao dục đào thỉnh cầu nói, Diệp Thần Phong, các người muốn thế nào mới bằng lòng tạm thời buông tha chúng ta? Chỉ cần các người đưa ra yêu cầu hợp lý, hai chúng ta đều có thể đáp ứng, thậm chí tại cái này dưới sa mạc cho các ngươi sung phong, dạng này các ngươi nguy hiểm cũng có thể giảm mạnh. Thần phong đừng nghe bọn họ, trực tiếp cầm hai cái này tạp trùng giải quyết. Trình đại hổ quệt miệng ba nói ra. Nhưng mà, coi như trình đại hổ mở miệng nói chuyện thời điểm, vừa mới vẫn còn ở cầu xin tha thứ bao dục đào bỗng nhiên hướng về diệp thần phong tiến hành công kích. Bao dục cường cũng vội vàng đuổi theo ca ca bao dục đào tốc độ, hai người bọn họ vừa mới cầu xin tha thứ chỉ là vì là che giấu tai mắt người, bọn họ chân chính con mắt là thừa dịp chưa chuẩn bị công kích Diệp Thần Phong, dạng này bọn họ giết chết Diệp Thần Phong xác suất mới có thể tăng lên trên diện rộng. Thẩm Minh Hiên nhìn thấy bất thình lình bạo khởi bao dục đào cùng bao dục cường, trong miệng hắn vội vàng nhắc nhở Thần Phong, cẩn thận. Diệp thần phong vừa mới chú ý lực mặc dù là bị trình đại hổ ngôn ngữ hấp dẫn, nhưng hắn cũng không phải một cái sẽ ở địch nhân trước mặt buông lỏng cảnh giác người, tại bao dục Đào cùng bao dục Cường thân ảnh di động sát na, Diệp Thần Phong cũng đã có chuẩn bị, hắn nhìn xem hướng chính mình lướt qua tới bao dục Đào cùng bao dục Cường, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, nếu như vừa mới ba người các ngươi cùng một chỗ đối với ta tiến hành công kích, có lẽ còn có năng lực cầm ta đánh bại. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có các ngươi hai cái, các ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong dưới chân sử xuất bạo huyền bộ pháp. Tại né tránh bao dục đào cùng bao dục cường công kích đồng thời, Diệp Thần Phong song quyền bỗng nhiên đánh vào bao dục đào cùng bao dục cường trên lưng, ầm. Ầm, hai tiếng trầm đục, bao dục đào cùng bao dục cường dưới chân một cái lảo đảo, té ngã trên đất bên trên thời điểm, hai người bọn họ trong mồm còn phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch, bạch, từ Diệp Thần Phong trong tay bên trong bay vụt ra hai cái ngân châm, cái này hai cái ngân châm phong bế bao dục đào cùng bao dục cường trên thân huyệt vị, để cho hai người này tạm thời vô pháp động đậy. Diệp thần phong còn muốn từ nơi này trong miệng hai người hiểu biết một chút liên quan tới thiên minh sự tình. Trình đại hổ khi nhìn đến bao dục đào cùng bao dục cường mất đi năng lực hành động về sau, hắn ma quyền sát trưởng đi tới, cười ha hả nói ra, hôm nay gặp được này thiên minh người về sau, trong nội tâm của ta cũng không có thiếu biệt khuất qua, thần phong, trước hết để cho ta tới qua qua tay nghiện. Nằm trên mặt đất bị phong bế huyệt vị bao dục đào cùng bao dục cường, hai người bọn họ ngọ nguậy bờ môi lần nữa muốn nói chuyện, coi như làm lúc này, từ hướng cửa thành truyền ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Làm diệp thần phong bọn người ánh mắt hướng về thành môn nhìn lại thời điểm, bọn họ ánh mắt bên trong nhất thời xuất hiện vẻ khó tin, chỉ gặp một cái toàn thân phát hồng cự đại bò cạp từ thành môn bên trong đi tới, cái này bò cạp chiều cao tối thiểu nhất có 2 mét, cao có chừng một mét, đang nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bọn người bên này đi tới. Bởi vì vừa mới Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bị dây leo kéo vào trong cửa thành về sau, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cũng không có tâm tình đi dò xét trong cửa thành tình huống, cho nên bọn họ vừa mới cũng không có phát hiện cái này hồng sắc bỏ cạp, cái này hồng sắc bỏ cạp có thể là bởi vì nơi này động tĩnh mới có thể bị kinh động. Cái này hồng sắc bỏ cạp từ hai bên phân biệt mọc ra bốn đầu bắp chân, tại phía trước nó có hai cái hỏa hồng sắc kìm lớn, sau lưng nó mang theo độc châm cái đuôi là nhổng lên thật cao, nó đôi mắt kia bên trong tràn ngập tà ác chi ý, để cho người ta nhìn qua trong nội tâm thận đến hoảng. Hóa, đây là cái gì quỷ đông Tây? Đừng nói cho ta đây là bò cạp, cái này dưới sa mạc còn có bao nhiêu kỳ quái sinh vật. Trình đại hổ khi nhìn đến hồng sắc bò cạp về sau, hắn không có tâm tình tại bao dục đào cùng bao dục cường trên thân qua tay nghiện. Diệp Thần Phong nhìn xem không ngừng tiếp cận Hồng Sắc Bỏ Cạp, tay phải hắn cầm Lâm Hân Di thân thể kẹp ở bên hông, hắn cảm giác cái này Hồng Sắc Bỏ Cạp tuyệt đối không phải dễ trêu mặt hàng. Hắn đối Thẩm Minh Hiên bọn người nói ra: "Minh Hiên, chúng ta trước tiên lui sau khi một chút." Nằm trên mặt đất vô pháp động đậy bao dục đào cùng bao dục cường, bọn họ nhìn thấy loại này không biết sinh vật khủng bố đang không ngừng tiếp cận, cái này khiến hai người bọn họ hoàn toàn gấp Bao dục đào trong cổ hỏng quát, các ngươi không muốn đi, trước tiên cứu lấy chúng ta. Nhưng tại Bao dục đào trong miệng hét to thời điểm, cái này hồng sắc bỏ cặp đã xuất hiện tại Bao dục đào trước mặt, cái này hồng sắc bỏ cặp cái đuôi trực tiếp đâm vào Bao dục đào trong thân thể, chỉ là 2 3 giây thời gian, Bao dục đào liền lập tức mất mạng. Tại Bao dục đào mất mạng về sau, cái này hồng sắc bỏ cặp hai cái kìm lớn xé rách lấy Bao dục đào huyết nhục, cầm Bao dục đào huyết nhục từng miếng từng miếng nuốt vào trong mồm mặt một bên bao dục cường, trên người hắn bị ca ca của mình máu tươi cho tung tóe đầy, nhìn xem ca ca của mình huyết nhục không ngừng bị hồng sắc bỏ cạp nuốt chừng. Cái này khiến hắn dọa đến là cái chán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, liền ngay cả đại tiểu tiện cũng trong nháy mắt bài tiết không kiềm chế, trong cổ họng là liên tục nôn khan lấy, đâu còn có một chút tôn cấp trung kỳ cường giả phong phạm. Tại cái này hồng sắc bỏ cạp cầm bao dục đào thịt toàn bộ ăn sạch sẽ về sau, hắn mục tiêu lại chuyển rời đến bao dục cường trên thân, cái này bao dục cường thấy thế, trong cổ họng hắn khàn cả giọng quát không, không, không. Có thể trả lời bao dục cường là bỏ cặp cái đuôi bên trên độc châm, tại độc tố tiến vào bao dục cường trong thân thể về sau, bao dục cường cũng tại 2-3 giây bên trong tử vong, cái này hồng sắc bỏ cạp liền lại bắt đầu nuốt bao dục cường huyết nhục, cái này khiến nơi xa bị diệp thần phong kẹp ở bên hông lâm hân di là từng đợt buồn nôn, trước mặt loại này hình ảnh thật sự là quá ác tâm. Tiêu lập viễn trong cổ họng gian nan nuốt nước miếng, hỏi thần phong, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Phía sau chúng ta hoàn toàn không có đường lui, muốn rời khỏi tại đây chỉ có thể đi vào cửa thành bên trong tìm xem manh mối. Đúng, ta nhớ được cha ta đã từng đối với ta nói qua một cái cố sự, cố sự này nhân vật chính cũng là hỏa diễm bọ gặp, Trước mặt cái này hồng sắc bỏ cạp cùng cha ta năm đó cố sự bên trong hỏa diễm bỏ cạp cơ hồ giống như đúc. Nhưng ta cha nói qua hỏa diễm bỏ cạp chỉ là trong truyền thuyết sinh vật. Tại cái này tử vong chỗ dưới sa mạc tại sao có thể có hỏa diễm bỏ cạp tồn tại. Cha ta cố sự bên trong hỏa diễm bỏ cạp thế nhưng là vô cùng nguy hiểm một loại sinh vật. Cái này muốn so khổng phi bọn họ phiền phức nhiều. Thẩm Minh Hiên cao mày cầm trong nội tâm suy nghĩ đến sự tình nói ra. Trường 1042 có tác dụng lớn. Hỏa diễm bỏ cạp. Diệp Thần Phong bọn người nghe được Thẩm Minh Hiên lời nói về sau, Diệp Thần Phong không khỏi hỏi, Minh Hiên, ngọn lửa này bỏ cạp có hay không cái gì nhược điểm? Thẩm Minh Hiên trực tiếp hồi đáp, "Thần Phong, năm đó cha ta cũng chỉ cho ta giảng liên quan tới hỏa diễm bỏ cạp cố sự, ai biết ngọn lửa này bỏ cạp vậy mà thật tồn tại. Ta cũng không biết nói nhược điểm, bất quá" từ vừa mới hỏa diễm bỏ cạp nuốt thiên minh thành viên huyết nhục, chúng ta liền có thể nhìn ra ngọn lửa này bỏ cạp tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Từ thẩm minh hiên lời nói bên trong diệp thần phong có thể phán đoán, ngọn lửa này bỏ cạp là trong tương lai mới từ dưới sa mạc rời đi, mà trầm kinh vũ nói với thẩm minh hiên liên quan tới hỏa diễm bỏ cạp cố sự hẳn là thật. Rất có thể ngọn lửa này bỏ cạp là tại trầm kinh vũ ở kiếp trước thời đại kia mới xuất hiện tại nhân loại trước mặt, cho nên loại sinh vật này liền ngay cả Diệp Thần Phong đều không gặp qua. Thân thể to lớn hỏa diễm bọ cạp, nó đang ăn xong bao dục cường huyết nhục về sau, nó ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong bọn người, nó trong đôi mắt tràn ngập giã tính hung tàn, hẳn là cái này hỏa diễm bọ cạp còn không có ăn no, nó lại lần nữa hướng phía Diệp Thần Phong bọn người tiến lên. Diệp Thần Phong cầm kẹp ở bên hông Lâm Hân Di để cho thẩm minh hiên vịn, hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái sắc bén khai sơn đao, hắn đối thẩm minh hiên bọn người, nói ra các ngươi trước tiên ở một bên nhìn xem, ta đi thử xem ngọn lửa này bỏ cạp. Nói, Diệp Thần Phong liền hướng thân thể to lớn hỏa diễm bỏ cạp nghênh đón, ngọn lửa kia bỏ cạp nhìn thấy Diệp Thần Phong chủ động công kích, nó trực tiếp dơ lên hai cái hồng sắc kìm lớn, ý đồ muốn cầm Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa mà diệp thần phong thân ảnh xuất hiện tại hỏa diễm bỏ cạp trước mặt về sau hắn hai chân bỗng nhiên đạp địa cả người thân thể trong nháy mắt lăng không bay vào đến hỏa diễm lưng bò cạp phía trên trong tay cầm khai sơn đao bỗng nhiên hướng phía hỏa diễm lưng bò cạp chém tới kết sụp đổ kết sụp đổ kết sụp đổ diệp thần phong hai chân đứng yên đứng ở hỏa diễm bò cạp hậu trên lưng hắn cầm trong tay khai sơn đao cùng hỏa diễm lưng bò cạp tiếp xúc thời điểm Tại trong khoảnh khắc đứt gãy thành tam tiết, bởi vậy có thể thấy được hỏa diễm lưng bò cạp sát ngoài 10 phần cứng rắn. Diệp Thần Phong đứng tại hỏa diễm bò cạp hậu trên lưng cử động, cái này hoàn toàn đem cái này hỏa diễm bò cạp cho chọc giận, nó cái đuôi lập tức hướng phía Diệp Thần Phong đầu vung tới, ý đồ muốn đem phần đuôi độc châm bên trên độc tố bắn vào Diệp Thần Phong trong đầu. Diệp Thần Phong trong đan điền hồng sắc khí thể tuy nói có giải độc tác dụng, nhưng vừa vặn bao dục đào cùng bao dục cường chúng chiêu về sau, hai người bọn họ có thể chỉ chống đỡ 2 3 giây. Cho nên Diệp Thần Phong vẫn là không có ý định mạo hiểm như vậy, hắn chân phải sử xuất sở hữu toàn lực bỗng nhiên đá vào hỏa diễm lưng bò cạp, cả người hắn thân thể nhất thời thoát ly hỏa diễm bò cạp. Có thể ngọn lửa này lưng bò cạp tại tiếp nhận Diệp Thần Phong tông cấp đỉnh phong linh hồn lực một chân sau khi, thượng diện vẫn là không có xuất hiện bất kỳ vết thương cái này khiến Diệp Thần Phong càng phát ra cảm thán hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài cứng rắn. Cách đó không xa quan chiến thẩm minh hiên, lâm hân di, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn. Bọn họ nhìn thấy hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài cường ngạnh về sau, bọn họ cả đám đều nhíu mày tới. Thẩm Minh Hiên nói ra, thậm chí ngay cả thần phong đều không phá nổi ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài. Xem ra chúng ta là không có cách nào đối phó ngọn lửa này bỏ cạp, ta muốn ngọn lửa này bỏ cặp tốc độ nhất định so ra kém chúng ta, thực sự không được chúng ta trước tiên có thể tránh mũi nhọn. Trình Đại Hổ nói ra, Minh Hiên, cái này có thể chưa hẳn, người quên thần phong trong tay có được hóa cốt nước sao? Ngọn lửa này bỏ cặp tuy nhiên cường hãn, nhưng nó trí tuệ không so với nhân loại, lại mà hắn thân thể có khổng lồ như vậy, thần phong khẳng định có thể dùng hóa cốt nước rơi vãi bên trong nó. Tiếp theo, Trình Đại Hổ lập tức quát, thần phong, ngươi thử một chút ngươi loại kia hóa cốt nước. Nơi xa nghe được trình đại hổ nhắc nhở Diệp Thần Phong. Hắn không gian giới chỉ bên trong còn có 5 bình hóa cốt nước, hắn lập tức xuất ra một bình hóa cốt nước đến, thân ảnh lần nữa hướng phía hỏa diễm bỏ cạp lao đi. Ngọn lửa này bỏ cạp nhìn thấy Diệp Thần Phong lại chào đón, lần này nó vung vẩy hai cái kìm lớn tốc độ càng tăng nhanh hơn, đáng tiếc là Diệp Thần Phong tại ở gần về sau, Hắn trực tiếp cầm nguyên một bình hóa cốt nước vẩy vào hỏa diễm bỏ cạp hậu trên lưng, sau đó, hắn lại trong nháy mắt rời xa hỏa diễm bỏ cạp. Chỉ tạ thế bộ bên trên bị hóa cốt nước rơi vãi bên trong hỏa diễm bỏ cạp, thân thể nó bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, thân thể trên mặt đất liên tục đánh ba cái cút, phần lưng bên trên không có chút nào bị ăn mòn dấu vết, bất quá, căn cứ vừa mới hỏa diễm bỏ cạp biểu hiện đến xem, Diệp Thần Phong trong tay hóa cốt nước vẫn là để nó có chút khó chịu. Diệp Thần Phong gặp hóa cốt nước đều không có cầm hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài cho ăn mòn mảy may, cái này khiến hắn ánh mắt cũng hoàn toàn ngưng trọng lên. Có thể ngọn lửa này bỏ cạp đi qua Diệp Thần Phong liên tục khiêu khích, nó tính tình là càng phát ra vội vàng sao động, hướng phía Diệp Thần Phong nhanh chóng tới gần. Diệp Thần Phong nhìn xem không ngừng tiếp cận hỏa diễm bỏ cạp, trong lòng của hắn ngược lại là có một cái ý nghĩ, hắn muốn hoàn toàn giết ngọn lửa này bỏ cạp ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài đã như vậy cứng rắn cùng kháng ăn mòn. Như vậy nếu như dùng ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài tới làm một kiện phòng ngự áo, cái này không phải tương đương với tại thời khắc nguy cấp cỡ nào một cái mạng đi. Bất quá, muốn giải quyết ngọn lửa này bỏ cạp vẫn tương đối phiền phức, tại hỏa diễm bỏ cạp càng phát ra sau khi đến gần, Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm bỏ cạp cặp mắt kia, ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài xác thực đủ cứng rắn cùng kháng ăn mòn, có thể ánh mắt nó hẳn là nó yếu ớt bộ phận A. Thế là, Diệp Thần Phong trong tay lại thêm ra một bình hóa cốt nước, tại cái này hỏa diễm bỏ cặp cách hắn xa một mét thời điểm, Diệp Thần Phong bỗng nhiên cầm hóa cốt nước hướng phía hỏa diễm bỏ cặp ánh mắt vẩy tới, xúc sinh này cuối cùng chỉ là xúc sinh, nó cũng không có đi tránh né hắt vẫy mà đến hóa cốt nước, đợi cho hóa cốt nước hắt vẫy đến ánh mắt nó phía trên, nó mới cảm giác được không thích hợp. Chỉ gặp cái này hỏa diễm bỏ cặp hai con mắt đang nhanh chóng bị ăn mòn, máu tươi không ngừng theo nó trong mắt chảy ra, cái này khiến nó trong nháy mắt mất đi thị giác, hai con mắt bị ăn mòn về sau, ngọn lửa này bỏ cặp là hoàn toàn thuộc về nổi giận trong trạng thái, thân thể liên tục xông về phía trước đụng phải, giống con con ruồi không đầu một dạng. Tại cầm hỏa diễm bỏ cặp ánh mắt lộng mù về sau, Diệp Thần Phong trở lại Thẩm Minh Hiên bọn người bên cạnh, Thẩm Minh Hiên nói ra, Thần Phong tất nhiên hiện tại hỏa diễm bỏ cạp mù, như vậy nó hẳn là phát hiện không chúng ta, chúng ta có thể thừa dịp hiện tại đi vào cửa thành nội bộ. Diệp thần phong trực tiếp lắc đầu, nói ra ta muốn hoàn toàn đến cầm ngọn lửa này bỏ cạp giải quyết, ngọn lửa này bỏ cạp với ta mà nói chỗ hữu dụng. Thẩm Minh Hiên không rõ Diệp Thần Phong ý tứ, hắn nói ra, Thần Phong, coi như hiện tại hỏa diễm bỏ cạp mù, có thể nó sát ngoài vô cùng cứng rắn, chúng ta căn bản không có biện pháp phá vỡ hắn sát ngoài. Diệp thần phong vừa cười vừa nói, không cần phải phiền phức như thế phá vỡ nó sát ngoài, chỉ cần để nó nuốt vào hóa cốt nước, dạng này liền trực tiếp có thể đưa nó ngũ tạng lục phủ cho ăn mòn sạch sẽ. Các người tiếp tục ở một bên nhìn xem tốt, ta một người có thể ứng phó nó. Nói, Diệp thần phong liền lại lần nữa hướng phía mù hỏa diễm bỏ cạp lao đi, hai chân trực tiếp đứng tại hỏa diễm bỏ cạp hậu trên lưng, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một bình hóa cốt nước, làm ngọn lửa này bỏ cạp vung vẩy cái đuôi thời điểm. Diệp thần phong trực tiếp cầm hóa cốt nước rót vào hỏa diễm bỏ cạp khẽ trương khẽ hợp trong mồm, để cho ngọn lửa này bỏ cạp là thuận lợi nuốt vào cả bình hóa cốt nước. Tại làm xong đây hết thảy về sau, diệp thần phong thân thể trong nháy mắt rời đi hỏa diễm lưng bỏ cạp, mà vừa lúc này hỏa diễm hạt vĩ ba cũng vừa cũng may trên lưng vung qua, diệp thần phong là kinh nghiệm tránh thoát một kích này. Nuốt vào nguyên một bình cực kỳ đậm đặc hóa cốt thủy hỏa diễm bọ gặp, thân thể nó bất thình lình trên mặt đất liên tục uốn éo, theo nó trong mồm phát ra xì 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 âm thanh, máu tươi liên tục theo nó trong mồm chảy ra. Ước chừng sau 3 phút, cái này to lớn hỏa diễm bỏ gặp liền không động đậy được nữa, nó ngũ tạng sáu võ hẳn là toàn bộ bị hóa cốt nước cho ăn mòn sạch sẽ, Diệp Thần phong thong rong bình tĩnh đi đến hỏa diễm bỏ gặp bên cạnh, dùng ngón tay gõ gõ hỏa diễm bỏ gặp sát ngoài từ hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài bên trong truyền ra trống rỗng âm thanh, bây giờ cái này hỏa diễm bỏ cạp khẳng định chỉ còn lại có cái này hoàn chỉnh sát ngoài. Tại xác định hỏa diễm bỏ cạp tử vong về sau, Diệp Thần Phong trực tiếp cầm hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài thu vào không gian giới chỉ bên trong, chờ lần này rời đi tử vong chi địa về sau, là hắn có thể đủ lợi dụng ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài tới làm một bộ trang phục phòng hội. Dù sao bây giờ Diệp Thần Phong thực lực cũng không tính quá cường hãn, lấy ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài cường ngạnh trình độ đến xem, về sau Diệp Thần Phong lại có thể cỡ nào một tấm bảo mệnh bài, ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài đối với hắn tới nói là có tác dụng lớn a à. Lần này Diệp Thần Phong tới tử vong chi địa có thể nói là thu hoạch tương đối khá, nhưng bây giờ muốn làm sao rời đi cái này dưới sa mạc mới là một vấn đề. chương 1043, cơn lũ bỏ cạp. Muốn xong đời lễ tập hợp, gặp diệp thần phong cầm cái này hỏa diễm bỏ cặp giải quyết về sau thẩm minh hiên bọn người là đi tới bọn họ đối với diệp thần phong loại này điên cuồng hành vi căn bản là không cảm thấy kinh ngạc tính cách ngay thẳng trình đại hổ cười nói thần phong người thật đúng là đem những người kia giải quyết a à. lần này cần không phải có người cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tử vong chi địa sợ là chúng ta ngay cả khổng phi bọn họ một cửa ải kia cũng qua không chớ nói chi là gặp được loại này đại gia hỏa Lần này Diệp Thần Phong hết thảy tại Tử Vong chi địa bên trong thu hoạch 32 khỏa sa mạc chi tâm, bởi vì hắn đã vừa mới là phục dụng rơi một khỏa, như vậy trong tay hắn còn có 31 khỏa sa mạc chi tâm, hắn cũng coi là cùng Thẩm Minh Hiên bọn người xuất sinh nhập tử, cho nên hắn dự định xuất ra 4 khỏa sa mạc chi tâm cho Thẩm Minh Hiên bọn người phục dụng. Diệp Thần Phong trên thân thể linh hồn lực nhất động, 4 khỏa đỏ như máu sa mạc chi tâm liền xuất hiện trong tay hắn hắn thuận miệng nói ra, đây là sa mạc chi tâm, các người hiện tại có thể nuốt vào phục dụng. Audio điện tử võ tấn bền Gặp Diệp Thần Phong đột nhiên xuất ra bốn khỏa sa mạc chi tâm, mặc kệ là thẩm minh hiên vẫn là trình đại hổ, liền ngay cả lâm hân di đều trừng to mắt, ở cửa thành bên trong Diệp Thần Phong thu hoạch sa mạc chi tâm thời điểm, cái này Lâm Hân Di là ở vào hôn mê trong trạng thái, cho nên nàng đương nhiên cũng không biết Diệp Thần Phong tìm tới sa mạc chi tâm sự tình. Thẩm Minh Hiên dẫn đầu lấy lại tinh thần lấy ra, từ Diệp Thần Phong trong tay tiếp nhận một khỏa sa mạc chi tâm về sau, hắn chân thành tha thiết nói một tiếng cảm ơn. Về phần Diệp Thần Phong là thế nào đạt được sa mạc chi tâm? Cùng Diệp Thần Phong đạt được bao nhiêu sa mạc chi tâm? Hắn căn bản không có đi hỏi thăm, bởi vì hắn biết bọn họ những người này mệnh cũng là Diệp Thần Phong cứu, Diệp Thần Phong thu hoạch được sa mạc chi tâm sự tình bọn họ trước kia cũng không biết, bây giờ Diệp Thần Phong có thể tự nguyện xuất ra bốn quả sa mạc chi tâm, cái này cũng liền đại biểu cho Diệp Thần Phong coi bọn họ là làm bằng hữu. Trình Đại Hổ cũng hào sảng tiếp nhận Diệp Thần Phong trong tay sa mạc chi tâm, cười láo lĩnh nói, dù sao con giận cỡ nào không ngứa, ta cũng thiếu thần phong ngươi nhiều như vậy, lại thiếu một mình ngươi tình cũng không quan trọng, thần phong, vậy ta tiêu lập viễn cũng không già mồm, người đối với ta ân tình ta vẫn cứ ghi sâu trong lòng. Tiêu lập viễn vỗ ngực một cái nói ra. Về phần vừa mới khôi phục thân thể năng lực hành động lâm hân di, nàng đang do dự một lúc sau, nàng cũng đưa tay tiếp nhận một khỏa sa mạc chi tâm, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nói ra, diệp thần phong, chúng ta chuyện khi trước xóa bỏ, ta cũng không cùng ngươi tính sổ sách. Cái này trình đại hổ, tiêu lập viễn cùng lâm hân di, đồng dạng cùng thẩm minh hiên có giống nhau ăn ý, bọn họ cũng không hỏi cái này sa mạc chi tâm lai lịch cùng số lượng, trong lòng bọn họ mặt đều phi thường cảm kích Diệp Thần Phong có thể cầm sa mạc chi tâm cùng bọn hắn chia sẻ. Diệp Thần Phong trong nội tâm cũng hết sức hài lòng thẩm minh hiên bọn người thái độ, dù sao cái này sa mạc chi tâm cơ hồ là dùng tính mạng hắn đổi lấy, bây giờ hắn có thể xuất ra bốn khỏa đến cho thẩm minh hiên bọn họ, cái này đại biểu cho Diệp Thần Phong coi bọn họ là làm bằng hữu. Tốt, các ngươi chuẩn bị là ở chỗ này phục dụng đâu? Vẫn là chúng ta tìm được trước đường ra." Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Trình Đại Hổ xông lên trước nói ra, "Thần Phong, chúng ta đương nhiên là ở chỗ này trực tiếp phục dụng, ai biết cái này dưới sa mạc còn không có hắn quái vật tồn tại. Cỡ nào một phần thực lực, chúng ta liền cỡ nào một phần năng lực tự vệ." "Thần Phong, Đại Hổ nói không tệ, chúng ta trước tiên liền đem thực lực tăng lên một cái cấp độ." Người ở một bên chờ chúng ta một hồi. Thẩm Minh Hiên cũng đồng ý Trình Đại Hổ thuyết pháp. Đón lấy, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn, bốn người bọn họ lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, trực tiếp cầm sa mạc chi tâm cho từng miếng từng miếng nuốt vào trong bụng. Tại cầm sa mạc chi tâm nuốt vào trong bụng về sau, bốn người này lập tức điên cuồng hấp thu lên sa mạc trong lòng bộ năng lượng, mà Diệp Thần Phong thì trong lúc rảnh rỗi ngồi ở một bên hắn từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một đâm bia trực tiếp mở ra một bình từng miếng từng miếng uống cái này dưới sa mạc nhiệt độ cũng không thấp a à. đi qua trải qua chắc trở về sau diệp thần phong là miệng đắng lưỡi khô vừa vặn uống mấy bình bia tới hiểu biết giải khát nhìn diệp thần phong cái này nửa nằm trên mặt đất nhàn nhã uống bia bộ dáng cái này căn bản liền giống như là trong nhà thoải mái tự tại bộ dáng a à. bất quá Diệp thần phong tính cảnh giác nhưng cho tới bây giờ không có buông lỏng qua, trong cơ thể hắn linh hồn lực thủy trung thuộc về ngoại phóng trạng thái, chung quanh chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Bây giờ diệp thần phong linh hồn lực là đến tông cấp đỉnh phong, khoảng cách thần cấp linh hồn lực trung gian còn xa tôn cấp, thánh cấp cùng đế cấp cái này ba cái tầng thứ, nếu như muốn cầm thiên minh cho diệt trừ, như vậy hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thần cấp linh hồn lực. Còn có một năm về sau cổ võ giới kết giới chi môn một lần nữa mở ra thời điểm, hắn còn muốn quay về một chuyến cổ võ giới, dù sao hắn nữ nhân Hạ Tử Ninh cùng hắn ngoại thái công bọn người còn bị vây ở cổ võ giới bên trong đây. Có thể nói Diệp Thần Phong trên thân gánh là phi thường nặng, nội tâm của hắn vẫn muốn mau sớm cầm sở hữu phiền phức đều diệt trừ, sau đó an an ổn ổn bồi bạn người nhà mình, chờ con trai của hắn cùng nữ nhi xuất sinh, hắn liền có thể trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày trêu chọc những tiểu tử này. Đây mới là Diệp Thần Phong thầm nghĩ muốn qua sinh hoạt. Từ trong suy tư lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần Phong bỗng nhiên cầm một lon bia toàn bộ đổ vào trong mồm mặt, thuận tay cầm lon bia cho bóp nghiến, tiện tay ném ở một bên, nhìn xem vẫn còn ở tăng thực lực lên Thẩm Minh Hiên bọn người, hắn là lại mở ra một lon bia uống. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau khi, Thẩm Minh Hiên trên thân linh hồn lực ba động bất thình lình sinh ra biến hóa hắn thuận lợi từ tôn cấp sơ kỳ bước vào tôn cấp trung kỳ mà tại thẩm minh hiên tăng lên xong thực lực về sau trình đại hổ trên thân cũng lập tức có biến hóa hắn đồng dạng là thuận lợi từ tông cấp trung kỳ đột phá đến tông cấp đỉnh phong làm trình đại hổ mở to mắt nhìn thấy diệp thần phong đang quát bia thời điểm hắn vui tươi hớn hở nói ra thần phong vứt một lon bia cho ta thực lực tăng lên tư vị thật đúng là thống khoái bây giờ để cho trình ra ra ta gặp lại hỏa diễm bọ cạp ta không phải muốn cùng nó đại chiến cái 300 hiệp. Đại hổ, nhắm lại ngươi miệng quả đen đi, ngọn lửa này bỏ cạp cũng không phải dễ trêu, coi như thực lực chúng ta tăng lên, đoán chừng cũng sẽ không là xúc sinh kia đối thủ. Tiêu lập viễn bỗng nhiên mở to mắt, hắn cũng thuận lợi từ tông cấp trung kỳ đột phá đến tông cấp đỉnh phong. Bây giờ chỉ còn lại có Lâm Hân Di một người vẫn còn đột phá bên trong, dù sao Lâm Hân Di thực lực thuộc về tông cấp đỉnh phong, Nàng muốn từ một cái đại tầng thứ đột phá đến một cái khác đại tầng thứ tự nhiên muốn khó khăn một chút, cái này Thẩm Minh Hiên bọn người là tại cùng một cái tầng thứ bên trong đột phá một cái tiểu tầng thứ mà thôi. Bất quá, thực lực đột phá là hẳn là muốn ăn mừng một trận. Tiêu Lập Viễn đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, tiện tay cầm lấy một lon bia uống. Lại qua 7-8 phút sau khi, Lâm Hân Di trên thân linh hồn lực đồng dạng là sinh ra biến hóa. Bốn phía không khí đang điên cuồng hướng về nàng bốn phía hội tụ, khiến cho Lâm Hân Di tóc dài là phất phới đứng lên, cái nào đó trong nháy mắt, Lâm Hân Di bất thình lình mở ra hai tròng mắt, từ nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo tinh quang, nàng thuận lợi từ tông cấp đỉnh phong đột phá đến tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Nhìn thấy Lâm Hân Di cũng thuận lợi sau khi đột phá, Trình Đại Hổ cười nói tốt, tốt, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, gặp lại bốn tên tôn cấp trung kỳ cường giả cũng không cần e ngại. Thần Phong, chúng ta bây giờ đi vào cửa thành bên trong tìm kiếm tình huống A. Chúng ta cũng không thể dù sao là ở lại đây. Thẩm Minh Hiên mở miệng nói ra. Làm Diệp Thần Phong vừa định yếu điểm đầu đồng ý thời điểm, hắn ngoại phóng linh hồn lực bất thình lình cảm giác được một điểm động tính. Hắn lập tức nói ra, Minh Hiên, từ trong cửa thành truyền ra một chút động tính, tựa như là khác gì sinh vật tại hướng chúng ta tới gần. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, thẩm minh hiên mấy người cũng nhao nhao ngoại phóng linh hồn lực, khi bọn hắn cảm thấy được trong cửa thành động tĩnh về sau, bọn họ là từng cái không khỏi nhíu mày tới. Thần phong, hướng chúng ta tới gần sinh vật số lượng phi thường to lớn. Thẩm minh hiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tại thẩm minh hiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, chỉ gặp từ trong cửa thành xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, theo điểm đỏ tới gần. Diệp thần phong bọn họ là thấy rõ ràng những này điểm đỏ chân thực diện mạo, đây rõ ràng cũng là từng con thân thể to lớn hỏa diễm bỏ cạp đi. Diệp thần phong bọn họ là gặp được cơn lũ bỏ cạp, hướng bọn họ tới gần hỏa diễm bỏ cạp số lượng tối thiểu nhất có chừng 30 chỉ. Diệp thần phong tuy nhiên đối với hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài cảm thấy rất hứng thú, nhưng là trong tay hắn hóa cốt nước chỉ còn lại có hai bình, căn bản đối phó không nhiều như vậy hỏa diễm bỏ cạp. Nếu như Diệp Thần Phong bọn họ cứng rắn muốn cùng số lượng này to lớn hỏa diễm bỏ cạp đối kháng, như vậy chỉ sợ bọn họ sau cùng chỉ có xong đời phân. chương 1044, nhất đường chạy như điên. Nói thế nào cái gì tới cái gì a à? Ngọn lửa này bỏ cạp số lượng không khỏi cũng quá nhiều a à? Những vật này đến là từ đâu chui ra? Trình Đại Hổ vừa mới còn nói muốn cùng hỏa diễm bỏ cạp đại chiến 300 hiệp. Có thể thấy cái này chừng 30 chỉ hỏa diễm bỏ cạp hướng bọn họ cuồn cuộn mà tới. Trong cổ họng hắn là 10 phần gian nan nuốt nước bọt. Diệp thần phong con mắt chăm chú nhìn chầm chầm những này cuồn cuộn mà tới hỏa diễm bỏ cạp, hắn cảm giác những ngọn lửa này bỏ cạp sao động bất an, hắn phỏng đoán nói, vừa mới bị ta giết chết cái kia hỏa diễm bỏ cạp có thể là cái này bầy bỏ cạp bên trong 10 phần trọng yếu nhân vật, những bỏ cạp này có thể là cảm thấy được vừa mới cái kia bò cạp chết, cho nên chúng nó mới có thể thành quần kết đội hướng chúng ta mà đến. Diệp thần phong biết hiện tại không thích hợp chậm trễ thời gian, tuyệt đối không thể cùng những ngọn lửa này bỏ cạp lên xung đột chính diện, bằng không bọn hắn đối mặt cái này cơn lũ bỏ cạp khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp thần phong lập tức còn nói thêm, ngọn lửa này bỏ cạp tốc độ không có chúng ta nhanh, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể đủ lợi dụng điểm này, chúng ta muốn bắt hỏa diễm bỏ cạp hậu sau lưng làm ván cầu, tại những ngọn lửa này bỏ cạp không kịp phản ứng tình huống dưới. Đi vào cửa thành nội thành trong ao, tìm kiếm rời đi cái này dưới đất phương pháp. Thần phong biện pháp này tương đối đáng tin, ta xem có thể thử một lần, bằng không chúng ta chỉ có cùng hỏa diễm bầy bỏ cạp đối kháng chính diện phân. Tiêu lập viễn phi thường đồng ý nói ra. Lâm hân di nhìn xem cái này từng con khua tay hồng sắc kìm lớn hỏa diễm bỏ cạp, trong nội tâm nàng là một trận ác tâm, nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian hành động đi. Diệp thần phong tay đưa ra phía trước hướng phía cơn lũ bỏ cạp chạy tới. Đang đến gần cái này cơn lũ bò cạp thời điểm, hắn hai chân bỗng nhiên đạp, thân thể lăng không nhún nhảy, hai chân đứng yên tại một cái hỏa diễm bò cạp hậu trên lưng, còn không có đợi cái này hỏa diễm bò cạp phát cuồng. Diệp thần phong lại nhảy đến một cái khác bò cạp trên lưng, như thế lặp đi lặp lại, diệp thần phong thân ảnh là không ngừng hướng về thành môn tới gần. Tại diệp thần phong hành động về sau, thẩm minh hiên cùng lâm hân di mấy người cũng lập tức hành động, bọn họ học Diệp Thần Phong bộ dáng nhanh chóng hướng phía cửa thành tới gần, rất nhanh, Diệp Thần Phong bọn người liền vượt qua cơn lũ bỏ cạp hướng về trong cửa thành chạy như điên. Cái này chừng 30 chỉ hỏa diễm bỏ cạp nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn người dẫm lên chúng nó phía sau lưng, vượt qua chúng nó, một cử động kia là hoàn toàn đem bọn nó cho chọc giận, chúng nó lập tức thay đổi phương hướng cũng hướng về trong cửa thành phóng đi, với lại chúng nó tốc độ tăng lên không ít. Mà dù sao vẫn là không có Diệp Thần Phong bọn người nhanh, làm diệp thần phong bọn người bóng lưng sẽ biến mất tại những ngọn lửa này bỏ cạp trong tầm mắt thì từ nơi này chút hỏa diễm bỏ cạp trong mồm phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Một đường chạy như điên vào thành trong môn diệp thần phong bọn người một bên nhìn xem trong cửa thành cổ kính kiến trúc, một bên không có chút nào dừng lại tiếp tục chạy nhanh, nếu như nếu như bị những hỏa diễm đó bỏ cạp cho đuổi kịp, như vậy cái này thật là không phải nói đùa. Nghe từ phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp, Trình Đại Hổ nói ra, thần phong, những ngọn lửa này bỏ cạp khẳng định là đuổi không kịp chúng ta, ta thấy bọn nó là phẫn nộ đang gầm thét. Diệp thần phong hơi hơi lắc đầu nói ra, cái này cũng không nhất định, cái này cũng có thể là ngoài cửa thành những hỏa diễm đó bỏ cạp tại truyền đạt tin tức gì. Ta xem nói không chừng thành này môn bên trong còn có một nhóm hỏa diễm bỏ cạp tồn tại. Thần phong, người cũng không nên làm ta sợ, nếu như lại xuất hiện một nhóm hỏa diễm bỏ cạp lời nói, chúng ta không phải muốn bị lưỡng diện giáp kích sao. Đến lúc đó thật là không có địa phương để cho chúng ta trốn. Đối với Diệp Thần Phong phán đoán, Trình Đại Hổ vẫn là vô cùng tin tưởng, cho nên trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi nghe, Thẩm Minh Hiên bất thình lình mở miệng nói ra. Chỉ nghe thấy từ tiền phương truyền đến rất nhỏ chấn động âm thanh theo thời gian chuyển rời chấn động âm thanh là càng rõ ràng. Diệp Thần Phong lập tức dừng lại, nói ra, không tốt, thật đúng là bị ta đoán chúng, chúng ta phía trước còn có một nhóm hỏa diễm bỏ cạp. Đoán chừng số lượng so với chúng ta đằng sau còn muốn to lớn. Càng là tại thời khắc nguy cấp, thì càng phải gìn giữ tỉnh táo, Diệp Thần Phong liếc nhìn liếc một chút cảnh vật chung quanh, hắn yên lặng 5 giây về sau, hắn vội vàng nói, chúng ta lập tức đi đến chung quanh những kiến trúc này nóc phòng chúng ta có thể lợi dụng vừa rồi tại ngoài cửa thành thoát khỏi những hỏa diễm đó bỏ cạp biện pháp, tại trên nóc nhà theo thứ tự nhảy vọt, lấy dạng này phương pháp tới rời đi tòa thành trì này. Diệp thần phong lời nói để cho thẩm minh hiên bọn người là nhãn tình sáng lên, bọn họ không thể không thừa nhận diệp thần phong không những thực lực cường hãn, liền ngay cả trí lực cùng quan sát năng lực cũng phải cường hãn hơn bọn họ nhiều. Tại diệp thần phong chỉ huy dưới, bọn họ là hai ba lần nhảy lên một căn phòng nóc nhà, có thể là những kiến trúc này thời đại quá xa xưa. Diệp thần phong bọn họ đứng lên nóc nhà về sau, từ bọn họ chân đạp dưới nóc nhà truyền tới CKIT. T, T rồi, CKIT, T, T rồi, âm thanh. Mà tại diệp thần phong bọn họ chân trước vừa mới đạp vào nóc nhà từ phía trước liền xuất hiện từng con thuộc về tức giận hỏa diễm bỏ cạp. Cái này nhóm thứ hai hỏa diễm bỏ cạp số lượng khoảng chừng hơn 60 cái. Những ngọn lửa này bỏ cạp tại phát sát diệp thần phong bọn người đứng tại trên nóc nhà về sau. Chúng nó là nổi điên giống như dùng thân thể khổng lồ đụng chạm lấy phòng lấy hỏa diễm bỏ cặp thân thể cường ngạnh trình độ, những năm này phân đã lâu phòng lại như thế nào có thể tiếp nhận. Chỉ gặp Diệp Thần Phong bọn họ chỗ đứng lập phòng rất nhanh liền trở nên lung la lung lay đứng lên. Diệp Thần Phong gọn gàng mà linh hoạt nói ra, đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần Phong liền tăng lên lên thể nội linh hồn lực, từ một tòa phòng nóc phòng nhảy đến một cái khác tòa nhà phòng nóc phòng, mà thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn người là chặt chẽ giống như sau lưng Diệp Thần Phong. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau khi Diệp Thần Phong bọn họ liền hoàn toàn vứt bỏ cái này nhóm thứ hai hỏa diễm bỏ cạp, bất quá, bọn họ chưa có trở lại trên mặt đất hành tẩu, ai biết vẫn sẽ hay không có nhóm thứ ba hỏa diễm bỏ cạp xuất hiện. Thẳng đến Diệp Thần Phong bọn họ đi vào một chỗ khác rời đi thành môn, bọn họ trong cổ họng cuối cùng là thở ra một hơi đến, bởi vì dọc theo con đường này là không còn có gặp được hắn hỏa diễm bầy bỏ cạp diệp thần phong từ một ngôi nhà trên nóc nhà nhảy xuống về sau hắn trực tiếp đẩy ra đã mục nát cỗ nát thành môn hắn nhìn thấy hiện ra tại bọn họ trước mặt là một đầu trông không đến cuối cùng đường thẩm minh hiên mở miệng nói ra thần phong những ngọn lửa này bỏ cạp dù sao là đuổi theo tại chúng ta đằng sau cũng không phải biện pháp chúng ta dừng lại nghỉ ngơi cũng không an lòng diệp thần phong gật gật đầu trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra hai đại thùng xăng nguyên bản những này xăng là cho không gian giới chỉ bên trong xe Hammer dự bị, mà bây giờ có thể tới một cái hỏa thiêu hỏa diễm bỏ cạp, coi như không thể cầm những ngọn lửa này bỏ cạp thiêu chết, cũng cần phải có thể cầm những ngọn lửa này bỏ cạp vây ở cái này thành trì bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần Phong từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra hai đại thùng xăng, Thẩm Minh Hiên đôi mắt sáng lên, nói ra, Thần Phong, ngươi là muốn dùng lửa đến đem hỏa diễm bỏ cạp vây ở trong thành trì. Diệp thần phong hồi đáp, ngọn lửa này bỏ cặp sở dĩ gọi hỏa diễm bỏ cặp, hẳn là chúng nó trên thân thể màu sắc, ta nhớ chúng nó cũng hẳn là hoảng sợ hỏa diễm, hiện tại chúng ta chỉ có đem chọn tòa thành chỉ biến thành đại hỏa biện pháp. Diệp thần phong trực tiếp cầm lên một thùng xăng hắt vấy ở cửa thành bên trên, trình đại hổ cũng hỗ trợ cầm một cái khác thùng xăng hắt vẫy ở cửa thành phía trên, sau đó, diệp thần phong từ trong túi xuất ra một cái cái bật lửa, cầm cái bật lửa sau khi đốt, hắn trực tiếp đem cái bật lửa ném về thành môn. Oanh, một tiếng, hai phiến thành môn trực tiếp bị nhen lửa, cháy hừng hực đứng lên đại hỏa theo thành môn hướng về trong thành trì lan tràn đi qua, rất nhanh trong thành trì các loại công trình kiến trúc cũng đều bị nhen lửa, đại hỏa đang càng phát ra mãnh liệt lên, cái này đại hỏa tản ra nhiệt độ nóng bỏng, để cho chung quanh nhiệt độ không khí lại tăng lên một chút. Ta đoán chừng ngọn lửa này chỉ có thể tạm thời vây khốn hỏa diễm bỏ cạp, chúng ta không cần ở chỗ này dừng lại lâu, đi xem một chút phía trước có không hề rời đi tại đây lối ra. Diệp thần phong không có nói nhảm nhiều, tiếp tục hướng mặt trước chạy mà đi, lần này tại tử vong chi địa bên trong hắn đã đạt được số lượng rất nhiều sa mạc chi tâm, còn ngoài ý muốn đạt được một cái hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài, đây đối với hắn tới nói lần này tử vong chi địa hành trình có thể kết thúc. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người liếc nhau về sau, Bọn họ cũng lập tức cầm tốc độ tăng lên một đường chạy như điên lấy, từ khi đi vào tử vong chi địa tại tử vong hồ nước gặp được Thiên Minh người về sau, có thể nói Thẩm Minh Hiên bọn họ là một lần một lần tao ngộ sinh tử tồn vong, mấy người bọn hắn sở dĩ có thể một lần lại một lần biến nguy thành an, đây hết thảy cũng là bởi vì Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong trong lòng bọn họ địa vị cũng một mực đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. chấm 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 chương 1045, lại nhiều năm con dê béo. Dưới sa mạc, Diệp Thần Phong bọn người ở tại đem chọn tòa cổ xưa thành trì sau khi đốt, bọn họ là lại lần nữa một đường chạy vội đứng lên, bọn họ là không muốn tại cái này cổ quái dưới ở lâu chỉ chốc lát. Trước đây sau khi gặp được hấp huyết đằng mạn cùng hỏa diễm bỏ cặp về sau, bọn họ cũng từ bỏ thăm dò cái này dưới đất suy nghĩ, dù sao thực lực bọn hắn còn quá mức thấp, không phải mỗi lần đều có thể có tốt nhất vận khí. Diệp Thần Phong bọn người liên tục chạy đồng thời, bọn họ phát hiện dưới chân địa xu thế đang không ngừng tăng cao, phát hiện này, để cho Diệp Thần Phong trong nội tâm có, cái này cũng liền chứng minh Diệp Thần Phong bọn họ tại hướng về chỗ cao chạy, chỉ cần chạy đến con đường này cuối cùng, bọn họ hẳn là có thể đủ thuận lợi rời đi cái này dưới sa mạc. Cùng lúc đó, trên sa mạc, sắc trời đã là dần dần tối xuống, làm cho không người nào có thể chịu đựng nóng rực nhiệt độ đang từ từ lui ra đến hai bóng người đặt song song lấy tại lung la lung lay hướng phía trước bôn tàu. Cái này hai bóng người chính là một người trung niên phụ nữ cùng một tên hơn 20 tuổi thiếu nữ. Cái này trung niên phụ nữ bộ dáng 10 phần tú lệ, dáng người cũng 10 phần hoàn mỹ. Nàng tên là Chu Nhược Hồng, một tên khác thiếu nữ cùng trung niên phụ nữ dáng dấp có mấy phần tương tự. Bộ dáng kia cũng là 10 phần xinh đẹp, nàng là Chu Nhược Hồng nữ nhi Chu Mỹ San. Hai mẹ con này giờ phút này bộ dáng là phi thường chật vật, sợi tóc sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi áp sát vào trên trán hai người bọn họ y phục trên người cũng đã ướt đẫm thậm chí có thể loáng thoáng đã gặp các nàng hai cái mê người nội y các ngươi hai cái tiện nữ nhân các ngươi lập tức dừng lại cho ta gầm lên giận dữ từ chu nhược hồng cùng chu mỹ san sau lưng vang lên tại hai mẹ con này sau lưng cách đó không xa đi theo ba cái trung niên nam nhân vừa mới gào thét là chu nhược hồng lão công lục mãn sơn mặt khác hai cái đem lên áo toàn bộ bỏ đi, bộ dáng phi thường vớ va vớ vẩn nam nhân, bọn họ phân biệt gọi tiễn phong đa cùng triệu thất phân. Cái này tử vong chỗ sa mạc xem như hoa hạ biên cảnh khu vực, tại ở gần tử vong chi địa mấy tòa thành thị trị an cũng không phải là phi thường tốt, cái này lục mãn sơn chính là một cái chính cống dân cờ bạc, trước đó không lâu đưa trong tay chỉ có tư sản là thua không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả phòng trọ đều bán đi, Cùng đường mặt lộ Lục Mãn Sơn đem đầu óc động đến lão bà của mình cùng trên người nữ nhi, hắn phát dồ cầm lão bà của mình cùng nữ nhi bán cho địa phương một cái thuộc về thổ phỉ tính chất bang hội. Có thể Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San đã sớm là đối Lục Mãn Sơn thất vọng cực độ, hai người bọn họ làm sao nghe theo Lục Mãn Sơn yêu cầu, cho nên mẹ con này hay tìm một cơ hội trốn tới, nhưng tại chạy trốn thời điểm để cho Lục Mãn Sơn phát hiện sau cùng Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san cắn răng một cái chạy đến cái này tử vong chỗ bên trong. Hy vọng có thể lợi dụng tử vong chi địa tiếng xấu, tới để cho Lục Mãn Sơn bọn người không dám truy vào tới. Mà cùng Lục Mãn Sơn cùng một chỗ tiến phong đa, triệu thất văn, bọn họ là cái kia thổ phỉ tính chất trong bang hội hai tên nhân viên, bởi vì Lục Mãn Sơn đã nhận cái kia bang hội tiền, bây giờ Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san lại chạy trốn, thế là cái kia bang hội phái ra tiến phong đa cùng triệu thất văn tới hiệp trợ Lục Mãn Sơn đuổi bắt Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San. Lục Mãn Sơn, người cái đáng chết tôn tử, làm sao ngay cả mình nữ nhân cùng nữ nhi đều xem không được. Ta nhìn ngươi sống trên thế giới này cũng không hề dùng. Tiễn Phong Đa trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Bởi vì Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san tiên tiến đi vào tử vong chi địa, chờ đến Tiễn Phong Đa bọn họ tiến vào tử vong chi địa, Đồng thời tìm kiếm được Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san thời điểm, bọn họ thể lực đã cực độ tiêu hao, kết quả là bọn họ thủy chung là bị quăng ở phía sau. Không thể lập tức đuổi kịp hai mẹ con này. Lục Mãn Sơn, cái này tử vong chỗ cũng không phải cái gì phổ thông địa phương, lần này ngươi thật là đem chúng ta cho hại thảm, nếu không phải không thể thương tổn hai nữ nhân này, lão tử ta đã sớm đối với các nàng nổ súng. Triệu Thất Văn cũng khó chịu nói ra lục mãn sơn khúm núm nói ra tiền ca triệu ca các ngươi hai cái bất giận chờ chúng ta đuổi kịp hai cái này tiện nữ nhân tuy nhiên nữ nhi của ta chu mỹ san không thể động nhưng là lão bà của ta chu nhược hồng các ngươi hai cái trước tiên có thể thật tốt hưởng thụ một phen dù sao nàng đã không có lần thứ nhất ta nghĩ các ngươi mặt sẹo ca khẳng định nhìn không ra tiễn phong đa cùng triệu thất văn đang nghe lục mãn sơn đề nghị về sau hai người bọn họ trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ khát vọng bọn họ thế nhưng là biết chu nhược hồng tướng mạo tuần này nếu chu nhược hồng bình thường cùng chu mỹ san phóng tới cùng một chỗ chỗ nào như là một đôi mẫu nữ càng giống là một đôi tỷ muội vừa nghĩ tới có thể tại cái này trong sa mạc hung hăng trà đạp như thế một gái đào mật nữ nhân cái này khiến tiễn phong đa cùng triệu thất văn là lập tức nhiệt tình người phần chạy ở phía trước cách đó không xa chu nhược hồng cùng chu mỹ san bên trong chu Mỹ san hai chân bên trong là càng ngày càng nặng nặng, nàng cắn thật chặt khô giáo bờ môi, trong cổ họng là liều mạng nuốt nước bọt. Nói ra, mụ, ta nhanh không kiên trì nổi. San san, ngươi lại kiên trì một hồi, lục mãn sơn tên xúc sinh kia không bằng đồ vật, hắn thậm chí ngay cả bán vợ bán nữ sự tình đều làm được, chúng ta nếu như rơi vào cái kia bang hội trên tay, ta ngược lại thật ra không sao, san san ngươi đời này liền kết thúc. Chu Nhược Hồng khích lệ nữ nhi nói ra. Phù phù. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Chu Mỹ san một cái lảo đảo, nàng là trực tiếp té ngã trên đất trên mặt, theo sát phía sau lục mãn sơn, triệu thất văn cùng tiễn phong đa, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức sử xuất bú sữa thoải mái hướng phía Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san phóng đi. Chu Nhược Hồng muốn đem nữ nhi của mình Chu Mỹ san từ dưới đất nâng đỡ, nhưng vừa vặn nâng đỡ, Chu Mỹ San lại lần nữa té ngã trên đất trên mặt, mà Tiến Phong đa bọn người thừa dịp cơ hội này, bọn họ là hoàn toàn gặp phải hai mẹ con này, Triệu Thất Văn ngăn ở hai mẹ con này sau lưng, mà Lục Mãn Sơn cùng Tiến Phong đa thì là ngăn ở hai mẹ con này trước người. Các ngươi hai cái tiện nữ nhân, các ngươi để cho chúng ta truy thật khổ a. À. Lục Mãn Sơn đối mặt Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San là không có biểu lộ ra bất cứ tia cảm tình nào đến, trong mắt hắn Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San chẳng khác gì là có thể bán ra đồ vật. Tốt, tốt, trước tiên đừng nói nhảm, lão tử ta muốn ở chỗ này trước tiên hưởng dụng một chút lão bà ngươi. Tiễn Phong đa đối Lục Mãn Sơn nói ra. Lục Mãn Sơn không có bất kỳ cái gì bất mãn nói ra, tiền ca, người tốt nhất hưởng thụ, đợi chút nữa triệu ca còn muốn bên trên đây. Bồi tiếp nữ nhi ngồi xổm dưới đất Chu Nhược Hồng, nàng đang nghe lần này đối thoại về sau, nàng trong đôi mắt hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng trong cổ họng nghiêm nghị gầm thét lên lục mãn sơn người có còn hay không là người người làm sao có thể đối xử với chúng ta như thế mẫu nữ ta làm sao đối đãi các ngươi hiện trong tay ta không có tiền thật sự nếu không đem thiếu tiền cho trả hết như vậy ta liền bị tươi sống chém chết ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ta rơi vào dạng này kết cục a lục mãn sơn thuận miệng nói ra ôn chuyện lời nói chờ ta thoải mái đủ, ta để cho các ngươi chậm rãi trò chuyện. Dù sao hôm nay là không thể rời bỏ cái này tử vong chỗ. Đang lúc tiến phong đa chuẩn bị đi cởi quần thời điểm, mặt đất hạt cát bất thình lình rung động đứng lên, với lại rung động tần suất càng ngày càng rõ ràng. Triệu thất văn cau mày một cái, nói ra: lão tiền chúng ta sẽ không phải gặp được phiền toái gì a? À? Cái này tử vong chỗ có thể cũng không phải là một cái bình tĩnh phương. ầm um, âm, um, ầm. Um. Ầm, um, ầm. Um. Triệu Thất Văn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cách đó không xa địa phương đột nhiên đất cát phấn khởi, từ dưới mặt đất sông tới năm bóng người, đợi cho Sa Trần Tiêu tán về sau, Tiễn Phong đa đem ánh mắt tập trung ở cái này năm bóng người bên trong trên người một người, người này cũng là Lâm Hân Di, Diệp Thần Phong bọn họ là thuận lợi từ dưới đất trở về mặt đất bên trên. Diệp Thần Phong bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy Tiễn Phong đa bọn người bọn họ cũng không nghĩ tới mới vừa từ dưới mặt đất rời đi, ngay tại bên ngoài gặp được người sống, với lại lấy trước mắt tình thế đến xem, đây rõ ràng là muốn bá vương ngạnh thượng cung lễ tập hợp. tiễn phong đa lập tức từ bên hông rút ra một cây súng lục đến, cầm tối om họng súng là đối đúng diệp thần phong bọn người, cười lạnh nói, vậy mà lại nhiều năm cái dê béo. Lão triệu, xem ra tối nay chúng ta có thể thoải mái thống khoái. Triệu thất văn tại sướng sờ sau một lát, ánh mắt của hắn cũng tập trung ở Lâm Hân Di trên thân, Lâm Hân Di tư xác muốn so Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san mạnh, cái này khiến Triệu Thất Văn hoàn toàn xem nhẹ Diệp Thần Phong bọn người, lại nói trong tay bọn họ mặt có súng, bọn họ cũng căn bản không cần đến e ngại Diệp Thần Phong bọn họ. Triệu Thất Văn gật gật đầu, lè lưỡi liếm liếm miệng, nói ra, không tệ, rơi vào ta ca hai. Trường 1046, cái gọi là dê béo. Tiền ca, triệu ca, đợi chút nữa các ngươi ăn thịt ta có thể hay không hút miếng canh lục mãn sơn ánh mắt hiếu ý vô ý mắt nhìn lâm hân di tiếp tục nói tiền ca triệu ca ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân đây ta cho là ta lão bà cùng nữ nhi đã là tuyệt sắc mỹ nữ hiện tại xem ra ta ý tưởng này hoàn toàn sai lầm lục mãn sơn đừng nói là ngươi liền ngay cả ta đều không có gặp qua như thế nũng nịu mỹ nhân xem ra lần này chúng ta tiến vào tử vong chi địa là không có lỗ vốn A. Bằng không tại sao có thể có loại này phúc khí đâu. Tiễn Phong Đa vừa cười vừa nói. Lục Mãn Sơn, người cũng ít nói nhảm, xem ở lần này người cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tử vong chi địa phân thượng cho chúng ta hưởng thụ song sau, chúng ta lưu cho người uống khẩu thang. Triệu thất văn sảng khoái nói ra, hắn đã không kịp chờ đợi muốn chiếm hữu lâm hân di thân thể, tại những người bình thường này trong mắt lâm hân di không thể nghi ngờ là tiên nữ cấp bậc lão triệu hai chúng ta tìm tới tiền su quyết định do ai tới trước hưởng thụ mỹ nhân này nếu như tiền xu chính diện hướng lên trên như vậy thì bởi ta tới trước hưởng thụ người trước hết thích hợp cầm lục mãn sơn lão bà vui a à, vui a à. nếu như cái này tiền xu chính diện hướng xuống như vậy thì bởi người tới trước hưởng thụ người thấy thế nào tiễn phong đã đầy hứng thú đề nghị bọn họ là tự cho là trong tay có súng liền không sợ trời không sợ đất. Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san đối với mẫu thân ngồi trồm hổm ở trên mặt đất, các nàng hai thân thể là run lẩy bẩy, theo các nàng hôm nay khẳng định không cách nào đào thoát, hai người bọn họ hướng về Diệp Thần Phong bọn người đầu đi một vòng thật có lỗi thần sắc, theo các nàng là mình liên lụy Diệp Thần Phong bọn người. Diệp Thần Phong bọn họ nghe tiếng phong đa bọn người thao thao bất tuyệt nói chuyện, Bên trong Lâm Hân Di trên mặt nộ hỏa là càng ngày càng tràn đầy, bị Tiễn Phong đa bọn họ dạng này rác rưởi đàm luận, cái này khiến Lâm Hân Di trong nội tâm đổ đắc hoảng. nàng nguyên bản trong nội tâm liền đối với nam nhân có loại bản năng căm ghét, nàng làm sao có thể đủ chứ nhấn Tiễn Phong đa bọn họ loại hành vi này. Ha ha ha, là chính diện hướng lên trên, xem ra hôm nay vận khí ta cũng thực không tồi. Tiễn Phong đa làm càn cười ha ha cầm trong tay tiền xu tại triệu thất văn trước mặt lắc lắc triệu thất văn mặt mũi tràn đầy suối quẩy bĩu bĩu môi nói ra lão tiền ngươi cho ta tranh thủ thời gian xong việc đợi chút nữa không cần lề mà lề mề tiễn phong đa đắc ý khoát khoát tay cầm trong tay súng đưa cho lục mãn sơn nói ra lục mãn sơn đợi chút nữa ta cùng lão triệu làm sự tình thời điểm ngươi cho ta dùng súng để bọn hắn an phận một chút ta muốn chút chuyện này ngươi tổng hẳn là có thể đủ làm tốt ha à? Tiếp nhận súng lục lục mãn sơn, hắn trực tiếp cầm tối om họng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong bọn họ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Tiền ca, điểm ấy ngươi liền cho ta thả 100 cái tâm, có cái đồ chơi này tại, bọn họ còn dám động cái gì lệch ra đầu óc sao?" Trừ phi bọn họ không muốn sống. Lục Mãn Sơn đi theo Tiễn Phong Đa đi đến Diệp Thần Phong trước mặt bọn hắn, Tiễn Phong Đa ánh mắt trực tiếp dừng lại tại Lâm Hân Di trên thân, tận lực ôn nhu nói ra, "Mỹ nữ nếu như ngươi có thể thuận theo ta lời nói, như vậy ta cam đoan sẽ không đối với ngươi quá mức thô lỗ, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể đem ngươi cùng ngươi những người bạn này đều thả, ngươi thấy thế nào? Diệp thần phong lười nhác xuất thủ giải quyết mặt hàng này, huống hồ hắn cũng nhìn ra được Lâm Hân Di đang tại nổi nóng, vừa vặn để cho Lâm Hân Di cầm những này rác rưởi hả giận. Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, đối tiễn phong đã nói ra, huynh đệ, đầu năm nay nữ nhân đều không dễ chọc, người cũng phải cẩn thận thì tốt hơn. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói, Tiễn Phong đa đối Lục Mãn Sơn nói ra, người còn thất thần làm gì? Khiến cái này vướng bận ra hỏa lăn đến đi một bên, bớt ở chỗ này ảnh hưởng ta làm chính sự. Lục Mãn Sơn đem tối om họng súng tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn hắn lắc lắc, nói ra có phải hay không muốn để ta mở một lượng súng. Các ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc đó người chết, đối với tất cả mọi người không tốt. Minh Hiên, Đại Hổ, lập Viễn, chúng ta đừng ở chỗ này ảnh hưởng bọn họ chuyện tốt. Ta nghĩ một lát bọn họ nhất định sẽ thoải mái đến bảo Diệp Thần phong dưới chân bước chân xê dịch mấy bước, hắn cũng không lo lắng Lâm Hân Di sẽ xảy ra chuyện. Phải biết Lâm Hân Di bây giờ thế nhưng là tôn cấp sơ kỳ cao thủ, thực lực thế này tại người bình thường trong mắt thuộc về là thần tiên cấp bậc, giống Tiễn Phong đa loại này rác rưởi làm sao có thể đủ thương tổn Lâm Hân Di đây? Trình Đại Hổ vừa đi theo Diệp Thần Phong tốc độ, trong mồm một bên nói lầm bầm, đúng, 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 chúng ta không cần ở chỗ này quấy dày người khác chuyện tốt, hân di, đợi chút nữa người cần phải thật tốt hưởng thụ một chút ra. Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn tự nhiên cũng là làm việc nghĩa không chùn bước đi theo Diệp Thần Phong, mà Tiễn Phong đã nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn họ như thế phối hợp, hắn cười lạnh đối với Lâm Hân Di, nói ra, mỹ nữ, xem ra ngươi nhân duyên cũng không phải là rất tốt ra ngươi những người bạn này đều mặc kệ ngươi an nguy muốn hay không về sau đi theo chúng ta chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn chúng ta phương diện kia yêu cầu chúng ta có thể cho ngươi vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt lão tiền ngươi còn dài dòng cái gì ta vẫn chờ trước tiên thưởng thức thưởng thức mỹ nữ này thân thể đây ngươi cho ta nhanh lên đem trên người nàng y phục cho thoát một bên đứng tại chu nhược hồng trước người triệu thất văn hắn không có lập tức đầu tuần nếu chu nhược hồng mà chính là chờ lấy thưởng thức xong Lâm Hân Di thân thể, hắn mới chịu hưởng thụ Chu Nhược Hồng. Mỹ nữ, ta bằng hữu kia đều đang thúc giục gấp rút ta, tất nhiên không nguyện ý chính mình cởi quần áo, như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi một cái. Nói, Tiễn Phong Đa liền dựa vào gần Lâm Hân Di mấy bước, đưa tay muốn đi cầm Lâm Hân Di y phục trên người cho xé rách hạ xuống. Mà Lâm Hân Di trong lòng phẫn nộ đã sớm là nhảy lên tới cực điểm, trên mặt nàng là lạnh lùng như băng, giọng nói của nàng băng lãnh nói ra, người biết vì sao bọn họ không xuất thủ giúp ta sao? Bởi vì bằng vào ta một người liền có thể giải quyết ngươi. Xòe bàn tay ra tiến phong đa cười nói, mỹ nữ, người đây là đang làm ta sợ sao? Ta tiến phong đa cũng không phải bị hoảng sợ lớn, lúc trước ta trải qua nữ nhân cũng nhiều đi, ngươi trong tay ta lật không nổi bọt nước tới. Lâm Hân Di đã là không muốn cùng tiến phong đa nói nhảm, nàng càng xem tiến phong đa trong nội tâm căm ghét cảm giác lại càng lớn, trong thân thể tập trung lấy tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, bỗng nhiên một chân hướng phía tiến phong đa bên hông đá vào. Lấy lâm hân di bày ra tốc độ, tiến phong đa căn bản ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có, chỉ nghe thấy bên hông hắn liên tục truyền ra răng giác. Răng rác, răng rác, tiếng xương gấy, cả người hắn thân thể nhất thời hướng phía khía cạnh bay ra ngoài. Trong cổ họng thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, Tiến Phong Đa cũng đã là bị một chân đá chết. Thay đổi hết thầy để cho triệu thất văn, Lục Mãn Sơn cùng Chu Nhược Hồng mẫu nữ hoàn toàn sửng sốt, Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra ta đã sớm nhắc nhở qua hắn nữ nhân không phải dễ trêu, riêng là lạnh giống căn kem nữ nhân. Lục Mãn Sơn đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, hắn là ngay đầu tiên lấy lại tinh thần, lâm hân di một chân đá chết Tiến Phong Đa hình ảnh là hoàn toàn chấn nhiếp hắn để cho thân thể của hắn không khỏi rời xa diệp thần phong bọn họ một chút mà đứng tại chu nhược hồng trước người triệu thất văn hắn khi nhìn đến một màn này về sau trong lòng của hắn cảm thấy không ổn ngay cả lâm hân di nữ nhân này đều có lần này thực lực như vậy hơn mấy nam nhân đâu cái này khiến hắn cảm thấy được là đá vào trên miếng sắt triệu thất văn vội vàng quát lục mãn sơn lập tức mở cho ta súng lập tức mở cho ta súng Lục Mãn Sơn thân là thâm niên dân cờ bạc, bình thường tiếp xúc người cũng là tam giáo cửu lưu, nổ súng giết người loại chuyện này hắn lúc trước cũng không phải không có làm qua. Hắn đang nghe Triệu Thất Văn tiếng quát về sau, hắn đầu tiên nhắm ngay Diệp Thần Phong bóp cò, sau đó lại đối chuẩn bị Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn theo thứ tự bóp cò. Về phần đứng tại Chu Nhược Hồng trước mặt Triệu Thất Văn, hắn hiện tại đã không lo được Lâm Hân di mỹ mạo, hắn vẫn tương đối để ý tính mạng mình. Hắn tiện tay hướng phía Lâm Hân Di bóp cỏ về sau, trong cổ họng hắn cuối cùng là thở ra một hơi. Mà ngồi liệt trên mặt đất Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san hai mẹ con này, các nàng đang nghe từng tiếng súng vang lên về sau, hai người bọn họ là hoảng sợ che miệng. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bọn người, bọn họ cũng không có bị viên đạn bắn chúng, mà chính là tiện tay cầm viên đạn cho tiếp đó giống như chỉ là bình thường không có gì lạ tại tiếp một bông hoa miễn cưỡng. Cái này khiến lục mãn sơn, triệu thất văn, còn có ngồi liệt trên mặt đất chu nhược hồng mẫu nữ trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc, bọn họ nhất thời cầm ánh mắt chừng đến to lớn vô cùng. Diệp thần phong bọn người cũng là cái gọi là dê béo. Cái này khiến triệu thất văn cùng lục mãn sơn là hoàn toàn sụp đổ, triệu thất văn hiện tại bắt đầu hối hận vừa mới tại sao phải ham lâm hân di mỹ mạo. Tay không tiếp viên đạn, những người này căn bản không thuộc về nhân loại phạm trù. chương 1047, bất kỳ yêu cầu gì đều thỏa mãn ngươi. Chết phong chỗ sa mạc. Trong bầu trời đêm treo một vòng tròn lắc lắc mặt trăng, màu trắng bạc ánh trăng vung vãi tại trên sa mạc. Triệu thất văn cùng lục mãn sơn hai chồng mắt hoảng sợ nhìn xem diệp thần phong bọn người, mà chu nhược hồng cùng chu Mỹ san hai mẹ con này trong đôi mắt đẹp bắn ra hy vọng quang mang hai mẹ con này tại kiến thức đến Diệp Thần Phong bọn người tay không tiếp viên đạn năng lực về sau. Các nàng biết chỉ cần Diệp Thần Phong cầm triệu thất văn cùng Lục Mãn Sơn giải quyết, hai người bọn họ liền có thể được cứu. Triệu thất văn thủ trưởng run dày cầm dơ súng buông ra, hắn biết viên đạn là đối Diệp Thần Phong bọn họ không có hiệu quả, trước mắt hắn muốn sống chỉ có cầu xin tha thứ, hắn chấn định một chút tâm tình. Nói ra, chúng ta xem như không đánh không quen biết, ta xem chuyện này tình vẫn là cứ như vậy quên, Lão đại ta lý mặt sẹo là phụ cận thành thị bang hội đầu, ta muốn lấy lão đại ta tính khí, hắn hiện tại đã tại tử vong chi địa lối vào các loại, đến lúc đó các người muốn đối mặt cũng không phải một lượng khẩu súng. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch bốn tay, chỉ cần các người nguyện ý thả ta, ta cam đoan chuyện này có thể cùng bình giải quyết. Ngồi liệt trên mặt đất Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san mẫu nữ, các nàng đang nghe triệu thất văn lời nói về sau hai người bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong bọn người, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sầu lo, nếu như Diệp Thần Phong bọn người thật muốn cùng triệu thất văn hóa giải mâu thuẫn, chỉ sợ mẹ con các nàng hai cuối cùng vẫn chạy không khỏi vận mệnh bi thảm. Diệp Thần Phong khóe miệng mỉm cười, hưu, một tiếng, trong tay hắn một viên đạn hướng thẳng đến triệu thất văn bay qua, chuẩn xác không sai bắn vào triệu thất văn trong nghi tâm, triệu thất văn ánh mắt chừng đến to lớn vô cùng, miệng khẽ nhếch thân thể hướng phía đằng sau ngã xuống. Nhìn thấy Diệp Thần Phong động thủ giải quyết triệu thất văn, Lục Mãn Sơn là dọa đến hai chân run rẩy lên, còn không có đợi Lục Mãn Sơn nói chuyện thẩm minh hiên bọn người liền cầm viên đạn bắn vào Lục Mãn Sơn trong thân thể. Ngồi liệt trên mặt đất Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san hai mẹ con này, khi nhìn đến triệu thất văn cùng Lục Mãn Sơn sau khi chết, hai người bọn họ cũng không vì vì là lục mãn sơn là các nàng lão công cùng phụ thân mà thương tâm dù sao lục mãn sơn loại hành vi này đã để hai người bọn họ là thật tuyệt nhìn, trong lòng các nàng phi thường thống hận lục mãn sơn. Chu nhược hồng từ dưới đất đứng lên, sau đó nàng cầm nữ nhi của mình cũng nâng đỡ, hai mẹ con này run run rẩy rẩy đi đến diệp thần phong bọn người trước mặt. Đối với Diệp Thần Phong các loại loại này có được vượt qua nhân loại phạm trù năng lực người, hai mẹ con này biểu hiện 10 phần bất an, Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ sàn âm thanh run rẩy nói ra, "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi." Diệp Thần Phong thụ khoát tay nói ra, "Chỉ là vừa lúc bị chúng ta gặp được mà thôi, chúng ta cũng chỉ là thuận tay hỗ trợ." Ngược lại, Diệp Thần Phong lại đối Thẩm Minh Hiên đám người nói, "Minh Hiên, hôm nay chúng ta cũng không thể rời bỏ cái này tử vong chỗ, chúng ta không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, lên đi." Thẩm Minh Hiên bọn người đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó Diệp Thần Phong từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra năm lều vải, hắn có được không gian giới chỉ sự tình cũng không cần thiết hướng về Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San giấu giếm cái gì, mà Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San hai mẹ con này khi nhìn đến Diệp Thần Phong bỗng dưng cầm năm lều vải tới này làm cho các nàng hai cái trong nội tâm là càng thêm kinh ngạc các nàng xem hướng về Diệp Thần Phong ánh mắt chậm chậm bắt đầu tràn ngập kính sợ. Diệp Thần Phong nhìn một chút Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San, bởi vì hắn không gian giới chỉ bên trong chỉ có 5 lều vải, cho nên hắn cầm chiếc kia xe Hammer cho lấy ra đối Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San, nói ra các ngươi hai cái tối nay liền ngủ ở trong xe đi. Sau đó, Diệp Thần Phong lại từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một chút thức ăn nước uống đưa cho Chu Nhược Hồng. Hai mẹ con này khi nhìn đến Diệp Thần Phong lại bỗng dưng thay đổi ra một cỗ hammer cùng rất nhiều thực vật, hai người bọn họ chỉ có thể hung hăng đối với Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ. Tại Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san hai mẹ con này đi đến xe Hammer về sau. Diệp Thần Phong mấy người cũng nhen nhóm đống lửa, xuất ra một chút thịt ăn tới đổ nướng. Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san sự tình đối với Diệp Thần Phong bọn họ tới nói chỉ là một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Thẩm Minh Hiên hỏi Thần Phong, chờ lần này rời đi tử vong chi địa, người khác gì dự định? Diệp Thần Phong trầm ngâm một hồi, nói ra: Ta chuẩn bị bồi dưỡng được một nhóm thuộc về mình linh hồn lực chiến sĩ đi. Các ngươi cũng biết Thiên Minh Minh chủ thực lực muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ, chỉ sợ đến lúc kia đối với ta và các ngươi Diệt Thiên Minh tới nói cũng là một trận tai nạn. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời về sau, Thẩm Minh Hiên lại yên lặng một hồi. Hắn là phi thường hy vọng Diệp Thần Phong có thể lưu tại Diệt Thiên Minh, nhưng hắn cũng biết Diệp Thần Phong cũng không thích bị người hạn chế hắn nói ra, thần phong, ta hy vọng chính như phụ thân ta và lâm thúc thúc nói tới như thế, tại tương lai người có thể cầm thiên minh cho diệt trừ. Tại diệp thần phong cùng thẩm minh hiên lúc nói chuyện đợi, xe hammer bên trong. Chu Mỹ San ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, Chu Nhược Hồng ngồi ở phía sau chỗ ngồi, Chu Nhược Hồng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ nhìn xem Diệp Thần Phong, nàng đối với mình nữ nhi, nói ra, San San, chúng ta cùng những người này không quen nhau, chỉ sợ rời đi tử vong chi địa về sau, bọn họ liền sẽ không đăng quản chúng ta, nhưng chúng ta nhất định phải trốn được rời nguyên lai chỗ ở phương xa xa, cho nên san san, mụ muốn, mụ muốn. Nói, nói, Chu Nhược Hồng gương mặt liền đỏ bừng, nàng hàm răng cắn thật chặt bờ môi, chỉ chỉ ngoài cửa sổ Diệp Thần Phong, tiếp tục nói ta nhìn hắn là năm người này bên trong hạch tâm, ta muốn đem thân thể ta cho hắn, hy vọng hắn có thể mang bọn ta đến một cái an toàn địa phương. Chu Mỹ San nghe mẫu thân mình nói tới, nhìn ngoài cửa sổ Diệp Thần Phong hình dáng phân minh khuôn mặt, nàng biết nàng và mẫu thân của nàng là tay không tất sắt nữ nhân, trước mắt biện pháp này có lẽ là tốt nhất. Thấy mình nữ nhi chậm chạp không mở miệng, Chu Nhược Hồng còn nói thêm, San San, ngươi có phải hay không cho rằng mụ là một cái thủy tính dương hoa, dâm loàn, nữ nhân? Mụ ta, Chu Nhược Hồng lời nói bị Chu San San cắt đứt mụ, ta biết ngươi là vì ta an toàn, người mới có thể lựa chọn làm như thế chúng ta xác thực cùng những người này bèo nước gặp nhau ta không thể để cho mụ một mình ngươi hy sinh dù sao ta nhìn hắn cũng không ghét nếu như hắn đáp ứng đem chúng ta đưa đến an toàn địa phương như vậy ta có thể đem ta lần thứ nhất cho hắn san san người đây là chu nhược hồng vội vàng hỏi mụ ta đây là tự nguyện kinh lịch trải qua nhiều chuyện như vậy dù sao tương lai ta lần thứ nhất cũng không biết sẽ bị người nào cho đoạt đi có thể đem lần thứ nhất cho một cái cũng không chán ghét nam nhân, ta không hối hận." Chu Mỹ San kiên định nói ra. Chu Nhược Hồng thở dài một hơi về sau, nàng đi xuống xe Hammer, đi vào bên ngoài nóng bừng bừng đẩy bên cạnh, Đối Diệp Thần Phong nói ra, "Xin hỏi ngươi có thể tới hay không một chuyến trên xe, ta có một ít lời nói muốn nói cho ngươi." Diệp Thần Phong nghi hoặc mắt nhìn Chu Nhược Hồng, bất quá, hắn vẫn là đứng dậy cùng đi theo bên trên xe Hammer chỗ ngồi phía sau mà thẩm minh hiên bọn người nhìn xem diệp thần phong đi đến xe hammer, trình đại hổ cười láo lĩnh nói cái kia không phải hai nữ nhân này xem ra thần phong a à. thẩm minh hiên gật gật đầu nói ra ta xem có khả năng này, bằng không các nàng tại sao không gọi chúng ta lên xe nói chuyện phiếm một bên lâm hân gì bỗng nhiên cầm một cây củi ném vào trong đống lửa, nàng khi nhìn đến diệp thần phong đi theo chu nhược hồng bên trên xe hammer lại nghe được Trình Đại Hổ cùng Thẩm Minh Hiên nói chuyện về sau, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên băng lãnh một mảnh, Thẩm Minh Hiên bọn người gặp Lâm Hân Di biểu lộ không đúng, bọn họ lập tức là ngậm miệng lại. Xe Hammer bên trong Diệp thần phong theo Chu Nhược Hồng ngồi lên chỗ ngồi phía sau về sau, hắn trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi có chuyện gì tình muốn tìm ta. Chu Nhược Hồng hàm răng cắn cắn miệng môi, ngượng ngùng thấp giọng nói ra ta, ta nguyện ý đem thân thể ta cho ngươi, chỉ cần ngươi đem mẹ con chúng ta hai đưa đến an toàn địa phương. Diệp Thần Phong thật không nghĩ tới Chu Nhược Hồng gọi hắn tới trên xe là vì tới đàm luận chuyện này, tại hắn ngây người thời khắc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đầu tuần nước Mỹ San, nàng vượt đến chỗ ngồi phía sau vị trí, đồng dạng nói ra, mẹ ta nói không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý mang bọn ta đến an toàn địa phương, ta còn nguyện ý đem ta lần thứ nhất cho ngươi. Thấy mình nữ nhi đều mở miệng, Chu Nhược Hồng trong nội tâm nếu không muốn nữ nhi của mình Lâm vào tiến đến, sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng một chút, run run rẩy rẩy vươn tay, nắm chặt Diệp Thần Phong cổ tay, cầm Diệp Thần Phong tay đè tại nàng này no đủ đầy co giãn bộ ngực bên trên, cắn hàm răng nói ra, nữ nhi của ta còn nhỏ, người có bất kỳ yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Thần Phong đều bị đặt tại Chu Nhược Hồng bộ ngực bên trên về sau, hắn vô ý thức nhào nặn mấy cái Khiến cho Chu Nhược Hồng trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng rên nhẹ, xem ra tuần này nếu Chu Nhược Hồng thuộc về một cái phi thường mẫn cảm người. Chương 1048, nhất cái không dư thừa. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Chu Nhược Hồng sẽ như thế chủ động, để cho hắn trong lúc nhất thời là có chút không có đem nắm lấy, bất quá, hắn tự khống năng lực vẫn là vô cùng cường hãn, hắn vội vàng ngay đầu tiên đưa bàn tay cho rút về. Gặp Diệp Thần Phong đưa bàn tay thu hồi đi, Chu Mỹ San cũng chán bên trên Diệp Thần Phong, nàng dùng chính mình thân thể mềm mại liên tục hướng về Diệp Thần Phong trên thân gián, cái này khiến Diệp Thần Phong trong nội tâm khát vọng chi hỏa là liên tục tăng lên, hắn cũng không phải loại kia trà đạp nữ nhân rác rưởi, huống chi Chu Mỹ San vẫn là một cái nơi, theo Diệp Thần Phong phá nữ nhân lần thứ nhất về sau, hắn nhất định phải hướng về đối phương phụ trách. Thế là, Diệp Thần Phong cầm Chu Mỹ San cũng đẩy ra, Chu Mỹ San không buông tha vẫn là hướng về Diệp Thần Phong trên thân dựa vào, cái này khiến Diệp Thần Phong là cau mày một cái, hắn nói ra các ngươi thật muốn dùng thân thể tới đổi an toàn sao? Chu Mỹ San là không chút do dự gật gật đầu, sau đó, Chu Mỹ San mẫu nữ Chu Nhược Hồng cũng gật đầu, Diệp Thần Phong nhìn xem đối với dây dưa nhân mẫu nữ, khóe miệng của hắn bất thình lình xẹt qua một vòng tà tà nụ cười, nói ra, đã như vậy, như vậy ta liền thành toàn các ngươi đến lúc đó các ngươi hai cái cũng không nên hối hận. Nói, Diệp Thần Phong trước tiên một tay lấy Chu Nhược Hồng kéo mặt, Chu Nhược Hồng bản năng muốn dẫy dụa, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Diệp Thần Phong trực tiếp cầm Chu Nhược Hồng y phục cho giải khai, hai đoàn bị áo ngực bao trùm sáng choang nhất thời hiện ra trong không khí. Cầm Chu Nhược Hồng ôm vào trong ngực mặt về sau, Diệp Thần Phong lại đem Chu Mỹ San cũng kéo vào trong ngực, đồng dạng là cầm Chu Mỹ San áo cho giải khai, Diệp Thần Phong một tay sở lấy Chu Nhược Hồng bằng phẳng bụng dưới, một tay sở lấy Chu Mỹ San bằng phẳng bụng dưới, hai mẹ con này trong đôi mắt nhau nhau thoáng hiện thất kinh thần sắc. Diệp Thần Phong đột nhiên lại buông ra Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San, cái này khiến hai mẹ con này là mười phần không hiểu, Diệp Thần Phong khôi phục chứng trạc đàng hoàng thần sắc, nói ra tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng, vậy liền coi là là ta nhận các ngươi thủ lao, dù sao chúng ta cũng phải rời đi nơi này, Đem các người mang lên cũng chỉ là thuận tiện sự tình, còn có về sau không cần lấy thân thể tới làm trao đổi, dù sao giống như ta vậy chính nhân quân tử thật sự là quá ít. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Chu Nhược Hồng hơi hơi sững sờ, tiếp theo nàng là vui vô cùng mà khóc, trực tiếp ôm chặt lấy Diệp Thần Phong, nói ra cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Chu Mỹ San cũng ôm lấy Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi là một người tốt, ngươi là một người tốt bị đôi mẫu nữ hoa này ôm lấy diệp thần phong ở ngực cùng trên cánh tay rõ ràng cảm giác được đôi mẫu nữ hoa này bộ ngực co giãn cái này khiến diệp thần phong trong nội tâm gọi là khổ liên tục bản năng sinh ra nam nhân hẳn là có sinh lý phản ứng chu mỹ san bất thình lình cảm giác được chính mình bụng dưới giống như bị một cây cứng rắn đồ vật cho đỉnh lấy cái này khiến chưa nhân sự nàng đưa tay muốn đi cầm cây kia đồ vật cho rời cái này khiến diệp thần phong trong nội tâm không khỏi là hít một hơi lãnh khí hắn cũng không thể đủ lại để cho đôi mẫu nữ hoa này ở trên người hắn đùa lửa diệp thần phong vội vàng đem chu nhược hồng cùng chu san san cho đẩy ra mà lúc này chu mỹ san trắng nõn trong lòng bàn tay còn nắm tiểu diệp thần phong bị đẩy ra chu mỹ san nhìn thấy trong tay mình chỗ nắm đồ vật về sau nàng cuối cùng là kịp phản ứng đây là cái gì đồ vật trong lúc nhất thời sắc mặt là xấu hổ đỏ bừng về phần chu nhược hồng nhìn thấy một màn này về sau trên mặt nàng cũng là hiện ra lấy ngượng ngùng chi ý. Diệp thần phong biết mình không thể tại xe Hammer bên trong ngốc, hắn ho khan hai tiếng, đối chu Mỹ san nói ra, người có thể hay không đem ngươi đều cho buông ra. chu Mỹ san giống con trấn kinh tiểu thỏ tử, nàng cúi đầu vội vàng đem bàn tay của mình cho buông ra, mà Diệp thần phong cũng trực tiếp đi xuống xe Hammer, tại bên cạnh đống lửa thẩm minh hiên cùng trình đại hổ bọn người là ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp thần phong, về phần Lâm Hân Di đối với Diệp Thần Phong thì là đối xử lạnh nhạt đối lập. Trong miệng băng lãnh nói ra, vô sỉ, xem ra cái này Lâm Hân Di là nhận định Diệp Thần Phong đối với xe Hammer trong kia đôi mẹ con hoa làm chuyện gì tình. Diệp Thần Phong không có làm nhiều giải thích buông buông đều, vì tiện ăn một ít gì đó về sau, hắn liền tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, làm Thái Dương từ Đông Phương chậm rãi dâng lên thời điểm diệp thần phong bọn người ăn một bữa đơn giản điểm tâm về sau bọn họ liền hướng về rời đi tử vong chi địa phương hướng đi đến bởi vì chu nhược hồng cùng chu mỹ san hai mẹ con này là người bình thường diệp thần phong làm cho các nàng hai cái ngồi tại xe hammer bên trên để cho cùng là nữ nhân lâm hân di phụ trách điều khiển mà diệp thần phong bọn họ thì là đi tại xe hammer phía trước để phát sinh bất luận cái gì tình huống đặc biệt có thể kịp thời để cho lâm hân di các nàng từ xe hammer bên trên đi xuống tại Diệp Thần Phong bọn họ hướng về tử vong chi địa lối ra tiến đến thời điểm. Giờ phút này, tử vong chi địa sa mạc lối đi ra, đâm mười mấy đại trướng bồng, một tên má phải bên trên có nói thật sâu vết sẹo nam nhân, hắn đang ngồi ở một cái ghế bên trên, ở trước mặt hắn để đó bia ướp lạnh, người này tên là Lý Đao Ba, hắn cũng là tiến phong đa cùng triệu thất văn lão đại, lần này lục mãn sơn cầm lão bà cùng nữ nhi bán cho hắn, mà Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san lại tại hắn dưới mí mắt chạy trốn. Cái này Lý Đao Ba lúc trước còn không có gặp được như thế mất mặt sửa tình. Thế là, hắn để cho Tiễn Phong đa cùng Triệu Thất Văn cùng đi lục mãn sơn tiến vào tử vong chi. Địa, còn hắn thì mang nhất bang tiểu đệ chú đóng ở tử vong chi địa lối ra, chờ đến cầm Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san bắt được về sau. Hắn lập tức muốn làm trận làm Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ san, đồng thời để cho hắn tiểu đệ từng cái hưởng thụ, Hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn Lý Đao Ba không phải dễ trêu. Theo thái dương càng lên càng cao, tử vong chi địa lối đi ra nhiệt độ cũng càng phát ra cao, cái này khiến đứng tại Lý Đao Ba bên cạnh hai tên tiểu đệ nhiệt là mồ hôi đầm đìa, bên trong một người nói ra, Đao Ba ca, tiền này phong cỡ nào cùng Triệu Thất Văn làm sao còn không có đem hai cái đàn bà cho mang ra. Bọn họ sẽ không phải chết trong sa mạc a? Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này một mực chờ một chút đi sao? Lý Đào Ba sảng khoái uống một ngụm bia ướp lạnh, nói ra, đợi thêm hai ngày, nếu như hai ngày sau đó, bọn họ còn có không có từ trong sa mạc đi ra, như vậy chúng ta cũng liền rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mười mấy giờ sau khi, trên bầu trời nóng bỏng Thái Dương dần dần đi phía tây hạ xuống, sắc trời cũng đang từ từ tối xuống. Đang lúc Lý Đào Ba muốn đi vào trong lều vải đi nghỉ ngơi thời điểm, bên cạnh hắn một tên tiểu đệ, nói ra, Đào Ba ca, người mau nhìn, nơi xa giống như có mấy người cùng một cỗ xe lại hướng bên này tới. Lý Đao Ba hít mắt nhìn một chút, nói ra, làm cho tất cả mọi người cầm vũ khí đi ra. Tại cái này tử vong chỗ biên giới gặp được chúng ta, đây coi như là bọn họ vận khí không tốt. Tại Lý Đao Ba nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn họ thời điểm, Diệp Thần Phong bọn họ cũng nhìn thấy Lý Đao Ba bọn người ngồi tại xe Hammer bên trong Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San tại nhìn thấy lối đi ra Lý Đao Ba thì mẹ con các nàng hai quyển có thể có chút khẩn trương lên. Dừng lại, đều dừng lại cho ta. Một tên Lý Đao Ba tiểu đệ tại Diệp Thần Phong bọn họ đến gần về sau, không khỏi gào thét. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người là dừng lại, lầm Hân Di cũng từ xe Hammer bên trên đi xuống, đồng thời để cho Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San cũng đi xuống xe theo Lâm Hân Di loại này người bình thường căn bản không đủ e ngại, trong bọn họ bất kỳ một cái nào người đều có thể thoải mái cầm những người này toàn bộ giải quyết. Lại là các ngươi hai cái đàn bà thúi. Lý Đao Ba khi nhìn đến Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San về sau, hắn lập tức trước khi đi mấy bước, trong miệng là hùng hùng hổ hổ nói ra. Đón lấy, Lý Đào Ba lại nhìn xem Diệp Thần Phong, chất vấn các ngươi là ai? Các ngươi có hay không nhìn thấy ta hai cái tiểu đệ? ta khuyên các người vẫn là ăn ngay nói thật, ta lý đao ba cũng không phải một cái rất có kiên nhẫn người. Diệp thần phong lạnh nhạt nói ra, người tiểu đệ đều chết, hiện tại các ngươi có phải hay không muốn đi bồi bồi bọn họ. Lý đao ba vừa định muốn mắng diệp thần phong ngu ngốc, diệp thần phong dưới chân bước chân liền động, hắn không có tâm tình ở chỗ này lãng phí thời gian, với lại giống lý đao ba những người này căn bản chính là chết không có gì đáng tiếc. Tại Diệp Thần Phong hành động về sau, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng tiêu lập viễn bốn người này, bọn họ cũng xông vào lý đao ba bọn người trong đám người, năm bóng người là không ngừng đi đi lại lại du tẩu, loại tốc độ này căn bản không phải người bình thường có thể bắt được. Chỉ là mấy chục giây thời gian, trừ lý đao ba còn sống bên ngoài, lý đao ba tiểu đệ là chết một cái đều không còn lại, cái này lý đao ba là sướng sở đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt cái này thật không thể tin một màn, trong miệng hắn nói lầm bầm, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, chờ mộng tỉnh liền tốt, chờ mộng tỉnh liền tốt. Diệp Thần phong khinh thường lắc đầu, linh hồn lực nhất động, ầm. Một tiếng, Lý Đao Ba đầu liền vỡ ra, có thể nói Lý Đao Ba các loại những người này là chết một cái đều không thừa. Chương 1049, linh hồn trùng tử. Tại cầm Lý Đao Ba bọn người toàn bộ giải quyết về sau, Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San hai mẹ con này cũng yên tâm lại, bất quá, Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San vẫn là không có ý định lưu tại nguyên lai like chỗ ở phương, hai người bọn họ chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong bọn người cùng đi phi trường, muốn đổi một tòa thành thị một lần nữa sinh hoạt. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt Chu Nhược Hồng cùng Chu Mỹ San đơn giản như vậy yêu cầu, bởi vì hôm nay thời gian đã quá muộn, Diệp Thần Phong bọn họ dự định tại phụ cận thành thị trong khách sạn lai like một ngày. Về phần lý đao ba bọn người thi thể, Diệp Thần Phong bọn họ cũng không cần đến đi để ý tới. Qua mấy ngày các loại địa phương cảnh sát phát hiện, tự nhiên sẽ tới xử lý hiện trường. Chỉ sợ đến lúc đó địa phương cảnh sát trong lòng còn muốn âm thầm cảm tạ Diệp Thần Phong bọn họ. Dù sao lý đao ba các loại những người này là cảnh sát trong mắt đau đầu nhân vật. Ngày thứ hai, Diệp Thần Phong bọn người sáng sớm liền đạp vào phi cơ, mà chu nhược hồng cùng chu mỹ san cũng không có cùng diệp thần phong bọn người đồng hành hai mẹ con này lựa chọn đi hướng về hắn thành thi cùng diệp thần phong phân biệt trước đó đối với mẫu thân lại xuất phát từ nội tâm cảm tạ một phen diệp thần phong trả lại diệp thần phong lưu lại số điện thoại đồng thời nói cho diệp thần phong các nàng muốn đi thành thị trở về sau diệp thần phong đi các nàng chỗ thành thị các nàng để cho diệp thần phong nhất định phải liên hệ các nàng Dạng này cũng có thể để cho hai mẹ con này một chỉ chủ nhà tình nghĩa. Lần này rời đi tử vong chi địa về sau, Diệp Thần Phong để cho thẩm minh hiên bọn người không cần liên hệ trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng. Bớt thời gian hai người này lại đi phi trường đón bọn họ, chờ lần này lại đi một chuyến diệt thiên minh về sau. Diệp Thần Phong là thật muốn quay về một chuyến diệp ra, dù sao trong tay hắn đã nắm giữ địa nguyên tâm quả cùng sa mạc tri tâm. Trong lòng của hắn cấp thiết muốn muốn bồi dưỡng được thuộc về hắn chính mình linh hồn lực chiến sĩ. Bốn cái nửa giờ sau, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người là từ Giang Tỉnh thành phố Phi Trường đi tới, sau đó, Diệp Thần Phong lại lựa chọn một cái ẩn nấp địa phương, cầm không gian giới chỉ bên trong xe Hammer cho lấy ra, Trình Đại Hổ phụ trách điều khiển, xe Hammer lái lên đường cao tốc về sau, một đường hướng phía Giang Tô thành phố tiến lên phụ trách điều khiển xe Hammer trình đại hổ, hắn vừa lái xe, vừa nói, thần phong, lần này trở lại diệt thiên minh về sau, ngươi thật muốn đánh quên rời đi sao? Ta đều có chút không nỡ bỏ ngươi, ta phát hiện chỉ cần cùng thần phong ngươi cùng một chỗ, không chỉ có là sinh hoạt tràn ngập kích thích, với lại mỗi đến nguy hiểm thời điểm đều có thể biến nguy thành an. Cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ ngồi ở phía sau chỗ ngồi Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn hai người này, hai người bọn họ trong ánh mắt cũng là mang theo nỗi buồn, những ngày này cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, bọn họ từ dần dần tiếp nhận Diệp Thần Phong, lại đến dần dần tán đồng Diệp Thần Phong, sau cùng lại đến từ tâm lý kính nể Diệp Thần Phong, cái này hàng loạt tâm tình biến hóa, để cho thẩm minh hiên, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn đối với Diệp Thần Phong là sinh ra chân trí hữu tình. Mà ngồi ở tay lái phụ bên trên thờ ơ Lâm Hân Di, nàng đang nghe Trình Đại Hổ lời nói về sau, Nàng đôi mắt đẹp vụng trộm thông qua phản quang kính nhìn xem Diệp Thần Phong, từ khi khuya ngày hôm trước Diệp Thần Phong bị Chu Nhược Hồng kêu lên xe Hammer về sau, Lâm Hân Di tâm tình liền trở nên dị thường bực bội, nàng cũng không biết những này bực bội tồn tại, mà bây giờ lần nữa nghe được Diệp Thần Phong muốn rời khỏi Diệt Thiên Minh, cái này khiến Lâm Hân Di bực bội tâm tình là càng thêm nồng đậm, trong đầu thoáng hiện cùng với Diệp Thần Phong từng ly từng tí. Có lẽ ngay cả Lâm Hân Di chính mình cũng không có phát hiện, nàng hẳn là đối với nam nhân bản năng có một loại căm ghét cảm giác, mà nàng đối với Diệp Thần Phong căm ghét cảm giác đang từ từ biến mất, thậm chí tại nàng tâm chỗ sâu đối với Diệp Thần Phong đang từ từ sinh sôi một loại hào cảm. Diệp Thần Phong nghe được Trình Đại Hổ trong lời nói nỗi buồn về sau, hắn lại nhìn thấy Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn biểu hiện trên mặt biến hóa, hắn là tùy ý nhún nhún vai, vừa cười vừa nói các ngươi từng cái đây là làm sao. Chúng ta cũng không phải sinh ly tử biệt, lần này ta chỉ là rời đi diệt thiên minh mà thôi mấy người các ngươi về sau có rảnh có thể đến kinh thành tới chơi ta mang các ngươi ở kinh thành thật tốt dạo chơi phụ trách điều khiển xe hammer trình đại hổ hắn cười láo lĩnh nói thần phong đây chính là ngươi nói chờ lần này tại diệt thiên minh bên trong nghỉ ngơi mấy ngày thời gian ta cùng minh hiên bọn họ liền đi kinh thành tìm ngươi đúng thần phong đại hổ nói không sai đến lúc đó người cũng không nên bận bịu ngay cả thấy chúng ta thời gian cũng không có. Thẩm Minh Hiên mỉm cười nói. Tiêu Lập Viễn cũng vỗ vỗ Diệp Thần Phong bả vai, nói ra, Thần Phong, các ngươi Diệp ra ở Kinh Thành thế nhưng là đại gia tộc A. Đến lúc đó chúng ta mấy cái cũng đã tới qua hoàn khố đệ tử nghiện. Đối với trình đại hổ bọn người biểu hiện ra ngoài chân thành tha thiết cảm tình, Diệp Thần Phong là theo thứ tự đáp ứng, đi qua cái này trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Thần phong đối với Thẩm Minh Hiên mấy người cũng là phi thường có hảo cảm. 3 giờ sau khi, tại xe Hammer sắp tiếp cận Diệt Thiên Minh Dưỡng Sinh Sơn Trang thời điểm, Thẩm Minh Hiên lúc này mới đánh một chiếc điện thoại cho hắn phụ thân Trầm Kinh Vũ, làm xe Hammer chạy đến Diệt Thiên Minh Dưỡng Sinh Sơn Trang trên quảng trường thì Diệt Thiên Minh Minh Chủ Trầm Kinh Vũ cùng Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng đã ở nơi đó các loại. Bởi vì vừa mới Thẩm Minh Hiên ở trong điện thoại chỉ nói bọn họ sắp đến Diệt Thiên Minh, Trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng cũng không biết Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên thực lực bọn hắn tăng lên, cho nên tại trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng nhìn thấy Diệp Thần Phong bọn người thực lực đều tăng lên một cái cấp độ về sau. Trầm kinh vũ kích động nói ra, Diệp huynh đệ, các người tìm tới sa mạc chi tâm. Còn không có đợi Diệp Thần Phong trả lời, Thẩm Minh Hiên liền đứng ra, nói ra cha, Lâm thúc thúc, lần này chúng ta tại tử vong chi địa bên trong gặp được thiên minh người. Thẩm Minh Hiên đơn giản cầm tại tử vong chi địa bên trong tao một tố thuật một lần, sau đó hắn còn nói thêm cha Lâm thúc thúc, lần này tại tử vong chi địa bên trong chúng ta chỉ cầm tới năm viên sa mạc chi tâm, hơn sa mạc chi tâm tại cùng Thiên Minh người trong chiến đấu toàn bộ hủy đi. Tại Thẩm Minh Hiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trình Đại Hổ cũng mở miệng Minh chủ, phó Minh chủ, Minh Hiên nói không tệ, lần này nhờ có có thần phong tại a bằng không chúng ta đừng nói là cầm tới sa mạc chi tâm, chỉ sợ ngay cả chúng ta tánh mạng đều phải để lại tại tử vong chi địa bên trong. Thẩm Minh Hiên đám người cũng không biết Diệp Thần Phong tìm tới bao nhiêu sa mạc chi tâm. Bất quá, bọn họ có thể sống từ tử vong chi địa đi tới, hơn nữa có thể lợi dụng sa mạc chi tâm tăng lên một cái tiểu tầng thứ, đây đều là bởi vì Diệp Thần Phong, cho nên Thẩm Minh Hiên mới cố ý mở miệng vì là Diệp Thần Phong giấu giếm cả kiện sự tình. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng minh bạch Thẩm Minh Hiên bọn họ dụng ý, tất nhiên Thẩm Minh Hiên bọn người giúp hắn giấu giếm, như vậy hắn cũng liền thuận tay đẩy thuyền, hắn mở miệng nói ra, Thẩm Minh chủ, Lâm phó minh chủ, lần này Tử vong chi địa hành trình cũng kết thúc, ta cũng là thời điểm muốn về một chuyến kinh thành. Trầm Kinh Vũ đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, hắn hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi liền thật không có ý định gia nhập chúng ta Diệt Thiên Minh. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, thẩm minh chủ, trước đó ta cũng đã nói đến phi thường minh bạch, bất quá, tuy nhiên ta không gia nhập diệt thiên minh, nhưng là ta và các người con mắt là một dạng, muốn đem thiên minh từ nơi này trên thế giới diệt trừ. Tốt, kinh vũ, diệp huynh đệ có chính mình dự định, chúng ta liền tôn trọng ý hắn gặp đi. Lâm Khang Thắng thở dài nói ra. Trầm kinh vũ gật gật đầu tiếp tục nói, diệp huynh đệ, lần trước người thắng y đấu thì đấu về sau, thiên minh trong tay thu hồi các loại tài nguyên tu luyện, ta cùng Khang Thắng đã sắp xếp người giúp người trở về Kinh Thành đi. Thẩm Minh Hiên dừng lại một lúc sau, còn nói thêm, Diệp huynh đệ, người tất nhiên muốn bồi dưỡng thuộc về mình linh hồn lực chiến sĩ, như vậy chúng ta diệt thiên minh cũng ra một phần lực đi. Chúng ta diệt thiên minh có thể cho người cung cấp một chút linh hồn chủng tử, đồng thời cầm bồi dưỡng linh hồn lực chiến sĩ quá trình nói cho người biết, có thể hay không cầm linh hồn lực chiến sĩ đại lượng chế tạo ra muốn xem chính ngươi. Linh hồn trùng tử. Diệp Thần Phong biết linh hồn này trùng tử là chế tạo linh hồn lực chiến sĩ nhất định phải có một loại đồ vật, chỉ có cầm linh hồn trùng tử cắm vào trong thân thể, tại thân thể người bên trong mới có thể sinh ra linh hồn lực, nếu như Diệp Thần Phong muốn chính mình nghiên cứu ra linh hồn trùng tử, cái này chỉ sợ thật đúng là muốn phí một phen thời gian, bây giờ Diệt Thiên Minh nguyện ý vì hắn cung cấp linh hồn này chủng tử như thế giảm bớt Diệp Thần Phong không ít phiền phức. Diệp Thần Phong tự nhiên cũng sẽ không ra vẻ già mồm, hắn vừa cười vừa nói, "Thẩm Minh chủ, Lâm phó minh chủ, vậy ta trước hết ở chỗ này cảm ơn các ngươi." Trầm Kinh vũ khoát khoát tay, nói ra, nói lời cảm tạ liền không cần, tối nay tại Diệt Thiên Minh ở nửa một đêm, chúng ta buổi tối hảo hảo uống mấy chén, trời sáng sớm ngày mai chúng ta sắp xếp người tiễn đưa ngươi rời đi." lại nói chuẩn bị linh hồn trùng tử chúng ta cũng cần một chút thời gian. chương 1050, trong nhà nháo lật trời. Diệt thiên minh dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường. Nóng bỏng ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời vung vãi hạ xuống. Tối hôm qua Diệp Thần Phong cùng Trầm Kinh Vũ bọn họ là uống thật sảng khoái. Hôm nay sáng sớm Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng liền vì là Diệp Thần Phong chuẩn bị kỹ càng linh hồn trùng tử. Diệp Thần Phong là cầm linh hồn trùng tử thu vào không gian giới chỉ bên trong, nguyên bản Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng là muốn tiến đưa Diệp Thần Phong, bất quá bị Diệp Thần Phong cho một tiếng cự tuyệt, bây giờ hắn có không gian giới chỉ về sau. Bình thường sinh hoạt là thuận tiện không ít, hắn dự định chính mình trực tiếp điều khiển Hammer đi hướng về phi trường. Đối với Diệp Thần Phong tính cách, Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng là phi thường rõ ràng, tất nhiên Diệp Thần Phong đều khẳng định cự tuyệt. Như vậy hai người bọn họ cũng không còn miễn cưỡng cái gì, Trầm Kinh Vũ nói ra, Diệp huynh đệ, về sau có rảnh cỡ nào tới Diệt Thiên Minh đi đi, chúng ta Diệt Thiên Minh đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng ra. Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang thắng, hắn cũng nói, Diệp huynh đệ, ta chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt thời điểm, ngươi lại có thể để cho ta cùng Kinh Vũ giật mình, ta muốn Diệp huynh đệ ngươi chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng tại đơn giản nói với Diệp Thần Phong vài câu về sau, một bên Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn họ phân biệt cho Diệp Thần Phong một cái ôm ấp, để cho Diệp Thần Phong ở Kinh Thành chờ lấy bọn họ đến. Về phần một bên Lâm Hân Di Nàng thì Thủy Trung Băng lãnh lấy khuôn mặt, từ mặt ngoài nhìn không ra có bất kỳ tâm tình tồn tại, Diệp Thần Phong tại cùng Thẩm Minh Hiên bọn người ôm ấp một lúc sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hân Di, nói ra, hân di, ta đều phải rời diệt thiên minh, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho ta một cái ôm ấp sao? Nói thế nào chúng ta cũng cộng đồng kinh lịch trải qua sinh tử tồn vong. Diệp thần phong hướng phía lâm hân di giang hai cánh tay, mà lâm hân di không nghĩ tới diệp thần phong sẽ nói ra những lời này, trên mặt nàng tuy nhiên còn duy trì lấy băng lãnh biểu lộ, nhưng nàng nhịp tim đập bất tranh khí nhanh hơn dẫn đầu. Nhìn xem khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười Diệp Thần Phong, nàng đầu không biết vì sao bất thình lình nóng lên nàng vậy mà chủ động nghênh đón cho diệp thần phong một cái ly biệt lúc ôm ấp diệp thần phong cùng lâm hân di ôm ấp song sau hắn liền ngồi lên hammer vị trí lái phát động động cơ về sau hắn liền trực tiếp nghênh ngang rời đi trầm kinh vũ bọn người nhìn xem xe hammer dần dần biến mất tại bọn họ trong tầm mắt bọn họ từng cái ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm lâm hân di Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Lâm Hân Di đối với nam nhân có căm ghét chứng, nhưng là bọn họ biết Lâm Hân Di từ nhỏ đã đối với người khác phái lạnh như băng, thậm chí là đối đãi cha mình Lâm Khang thắng. Lâm Hân Di cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình tới. Cho nên, vừa mới Lâm Hân Di chủ động ôm ấp một chút Diệp Thần Phong, này mới khiến Trầm Kinh Vũ bọn người cảm thấy kinh nghi, ôm ấp xong Diệp Thần Phong về sau Lâm Hân Di, nàng trái tim là nhảy lên càng tăng nhanh hơn nàng tại tỉnh táo lại về sau, nàng cảm thấy được trầm kinh vũ bọn người ánh mắt nghi ngờ, cái này khiến nàng lạnh như băng trên gương mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng. nàng không có đối với trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng bọn người làm nhiều giải thích, trực tiếp quay đầu rời đi. trầm kinh vũ nhìn xem lâm hân di rời đi về sau, hắn nói ra, khang thắng, xem ra hân di nha đầu này đối với diệp huynh đệ không ghét ha. nàng có thể chủ động ôm ấp diệp huynh đệ. Cái này nói rõ trong nội tâm nàng thậm chí đối với Diệp huynh đệ còn có một số hảo cảm tồn tại. Lâm Khang Thắng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, không tệ, Hân Di nha đầu này xác thực rất kỳ quái, nếu như hắn có thể cùng Diệp huynh đệ cùng một chỗ, như vậy này cũng cũng coi là một kiện chuyện tốt. Một bên Thẩm Minh Hiên đang nghe trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng nói chuyện về sau, hắn mở miệng nói ra, cha, Lâm thúc thúc, chúng ta qua mấy ngày muốn đi kinh thành chơi đùa. Đến lúc đó Hân Di hẳn là cũng sẽ cùng đi, chúng ta mấy cái có thể tìm cơ hội tác hợp một chút Thần Phong cùng Hân Di, các người thấy thế nào? Đúng, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, ta cũng cảm giác Thần Phong cùng Hân Di rất xứng. Hân Di bình thường dù sao là lạnh như băng, thậm chí ngay cả nam nhân đụng phải tay nàng, nàng đều sẽ lập tức nổi trận lôi đình, nàng có thể cùng Thần Phong chủ động ôm ấp, cái này bên trong có thể nói rõ rất nhiều vấn đề a. À tiêu lập viễn suy tư nói ra. Trầm Kinh Vũ mắt nhìn Lâm Khang Thắng, hỏi, Khang Thắng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Khang Thắng không chút do dự hồi đáp, ta không phải nói rất rõ ràng đi. Ta không phản đối hân di cùng Diệp huynh đệ cùng một chỗ, bốn người các ngươi qua mấy ngày đi kinh thành, các ngươi ngược lại là có thể thử tác hợp một chút Diệp huynh đệ cùng hân di, bất quá, Diệp huynh đệ nữ nhân có thể đã không ít, với lại mỗi cái đều là tuyệt sắc mỹ nữ, hân di nha đầu này không biết có thể hay không tiếp nhận. Tại Trầm Kinh Vũ bọn người thảo luận muốn tác hợp Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di sự tình thì Diệp Thần Phong mở ra Hammer đã sớm rời đi diệt thiên minh thế lực phạm vi, hắn hiện tại là đặc biệt cấp thiết muốn muốn về nhà, lần trước hắn mới vừa từ cổ võ giới trở lại Diệp ra, hắn liền một ngày thời gian đều không có chờ đủ, hắn liền cùng Trầm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng đi vào diệt thiên minh, trong lòng của hắn đối với mình người nhà cùng nữ nhân vẫn là vô cùng áy náy. Đến phi trường về sau, Diệp Thần Phong cầm xe Hammer thu vào không gian giới chỉ bên trong, ở phi trường các loại đại sảnh chờ một lát thời gian, hắn liền ngồi lên bay hướng kinh thành phi cơ. Ước chừng 2 giờ sau khi, Diệp Thần Phong ngồi phi cơ liền bình ổn đáp xuống kinh thành phi trường quốc tế, Diệp Thần Phong từ bên trong phi trường đi tới, bởi vì hắn trên thân không có mang điện thoại di động cho nên hắn cũng không thể trước đó liên lạc một chút người Diệp ra, hắn trực tiếp đánh một chiếc taxi xe quay về Diệp ra biệt thự. Diệp ra cửa biệt thự. Phú Khôn Minh, Vương Lực cùng Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, ba người này là trong lúc rảnh rỗi trò chuyện, bọn họ ánh mắt chính là không hẹn mà cùng nhìn về phía biệt thự trong hoa viên một người trung niên nam nhân. Tên này trung niên nam nhân tên là Hứa Hồng Văn, hắn là chính là Diệp Thiên Minh ba tên thánh cấp cường giả một trong, từ khi Diệp Thần Phong rời đi kinh thành về sau, tại trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng phân phó phía dưới, cái này hứa Hồng Văn là lưu lại phụ trách bảo hộ Diệp ra an toàn. Vừa mới bắt đầu hứa Hồng Văn là trong bóng tối vụng trộm bảo hộ Diệp ra an toàn, bất quá, hắn hôm qua nhận được trầm kinh vũ điện thoại, trầm kinh vũ để cho hắn tiếp tục lưu lại thời gian dài bảo hộ Diệp ra, để cho hứa Hồng Văn cũng không cần dù sao là ở tại chỗ tối, cho nên hứa Hồng Văn cố ý cầm chính mình hành tung bại lộ cho người Diệp ra biết, đồng thời nói cho người Diệp ra hắn ý đổ đến. Phương Lực, người nói trong hoa viên gia hỏa này thực lực cường hãn đến cái tình trạng gì? Diệp Đông Kiện đầy hứng thú hỏi. Phương Lực cười khổ lắc đầu, nói ra thực lực đối phương sâu cạn ta cũng không biết, nhưng ta biết coi như ba người chúng ta liên thủ, cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Vũ Khôn Minh Sát có việc gật gật đầu, nói ra, thật không biết thần phong từ nơi nào mời đến mạnh mẽ như vậy bảo tiêu. Thần phong tiểu tử này thật là đủ bận bịu hiện tại toàn bộ diệp ra bởi vì hắn đều nháo lật trời. Diệp ra biệt thự trong đại sảnh. Diệp thần phong mẫu thân tôn Mỹ Cầm, diệp thần phong nữ nhân võ hiểu phỉ, từ tư mưa cùng bạch tuyết linh bọn người, cùng diệp lão ra tử diệp trấn hồng đều tại. Diệp thần phong rời đi trong khoảng thời gian này, từ tư mưa bụng lại hơi hơi hở ra một chút, Tôn Mỹ cầm nhìn xem võ hiểu phỉ các loại chúng nữ trên mặt sầu não ướt ức thần sắc, nhìn xem từ tư mưa hở ra tới bụng, trong nội tâm nàng là liên tục oán giận con trai mình Diệp Thần Phong, nàng đối Diệp Lão gia tử nói ra cha, Thần Phong đến đi nơi nào. Hắn ngay cả điện thoại cũng không có mang ở trên người, ngài có thể hay không phát động một chút ban ngành liên quan lực lượng, cầm Thần Phong tiểu tử này hành tung tìm cho ra. Diệp Thần Phong phụ thân Diệp Đông Hoa cũng đi vào trong đại sảnh, hắn vừa vặn nghe được tôn Mỹ cầm lời nói, hắn nói ra, Mỹ cầm, cái này sao có thể được đâu. Quốc gia lực lượng không phải nói vận dụng liền có thể vận dụng, ta muốn thần phong tuyệt đối sẽ không có việc. Tôn Mỹ cầm gặp Diệp Đông Hoa nói như vậy, nàng trực tiếp sắt cuống hỏng quát, Diệp Đông Hoa, thần phong là người con ruột, là ta con ruột, là những nữ nhân này lão công, người có thể hay không xuất ra một cái làm cha hẳn là có thái độ tới cái gì gọi là thần phong tuyệt đối sẽ không có chuyện này thần phong ở đâu ngươi lập tức nói cho ta biết a à. từ khi diệp thần phong lần nữa tiêu không một tiếng động rời đi diệp ra về sau giống như vậy tranh cãi mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần mỗi lần cơ hồ cũng là diệp đông hoa chủ động bại lui nếu diệp đông hoa trong nội tâm lại làm sao không lo lắng con trai mình diệp thần phong đây cha mẹ các ngươi không được ầm ý đỡ chúng ta ở chỗ này mỗi ngày chờ lấy thần phong là được thần phong khẳng định không nỡ bỏ xuống chúng ta võ hiểu phỉ kiên định nói ra đúng a à, cha mẹ thần phong lúc trước mỗi lần rời đi diệp ra hắn có lần nào là không có bình an trở về diệp thần phong hơn người nữ cũng nhao nhao khuyên giải nói một bên ngồi ở trên ghế salon diệp lão gia tử diệp trấn hồng hắn nhìn thấy trước mắt một màn này trong cổ họng hắn là bất đắc dĩ thở dài một hơi không có Diệp Thần Phong Diệp ra, căn bản cũng không như cái nhà. chương 1051, Điên Cuồng Tư Tưởng Một chiếc taxi xe chậm rãi đứng ở rời Diệp ra biệt thự cách đó không xa địa phương, Diệp Thần Phong trả tiền về sau, hắn liền từ trên xe taxi đi xuống, bởi vì từ kinh thành phi trường quốc tế bên trong đi ra đến. Diệp Thần Phong cũng lười lựa chọn tại ẩn nấp địa phương cầm không gian giới chỉ phòng trong xe Hammer lấy ra, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đón xe về nhà. Diệp thần phong đưa tay phải ra thủ trưởng che chắn một chút trên bầu trời hỏa nhiệt ánh sáng mặt trời, hắn nhìn thấy diệp đông kiện, vũ khôn minh cùng vương lực đang tại cửa biệt thự nói chuyện phiếm trời ạ. À. Thế là, diệp thần phong bước đi lên đi, tại diệp đông kiện bọn người không nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền mở miệng, tiểu thúc, vũ thúc thúc, vương lực, các ngươi thời gian ngược lại là rất nhàn nhã ha. À. Tại diệp thần phong lời nói truyền vào diệp đông kiện bọn người trong lỗ tai về sau ba người này lập tức nhìn về phía từ nơi không xa đi tới Diệp Thần Phong. Diệp Đông Kiện vội vàng thốt ra, Thần Phong, tiểu tử ngươi chơi mất tích chơi nghiện sao? Ngươi có biết hay không trong nhà bởi vì ngươi sự tình đều huyên náo túi bụi, cha mẹ ngươi đều muốn nhanh nháo ly hôn. Vương Lực nhìn thấy Diệp Thần Phong về sau, hắn chứng chạc đàng hoàng báo cáo, Diệp thiếu ra, ngươi không trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp ra không có phát sinh bất cứ chuyện gì, bất quá, bây giờ Diệp ra cỡ nào một tên bảo tiêu, không biết Diệp thiếu ra người có biết hay không. Vương lực đem ánh mắt nhìn về phía biệt thự trong hoa viên hứa hồng văn. Vũ khôn minh cũng kìm nén không được mở miệng, thần phong, cái này bảo tiêu ngươi đến là từ đâu mời đến. Căn cứ chúng ta đoán chừng ba người chúng ta liên thủ đều không thể chiến thắng hắn. Diệp thần phong đương nhiên biết biệt thự trong hoa viên hứa hồng văn là diệt thiên minh thánh cấp cường giả, chỉ là hắn không nghĩ tới là bây giờ hắn rời đi Diệp Thiên Minh về sau, cái này hứa hồng văn vậy mà không hề rời đi Diệp ra. Diệp thần phong vỗ vỗ vũ khôn minh bả vai, nói ra các ngươi căn bản không phải cùng hắn tại một cái cấp độ bên trên, đừng nói là ba người các ngươi liên thủ, coi như lại thêm ta, cũng trăm phần trăm không phải là đối thủ của hắn. Diệp đông kiện lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nói ra không thể nào. Thần phong, người xác định không có gạt chúng ta thực lực ngươi chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày, liền ngay cả ngươi cũng chiến thắng không hắn. Diệp thần phong không chút do so dự gật gật đầu, nói ra, lần này trở về ta dự định chỉ huy các ngươi tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, để cho các ngươi tương lai thực lực có thể tăng lên cao hơn, bất quá, lần này ta muốn làm sự tình khả năng có một chút sự không chắc chắn, ta không miễn cưỡng bất luận kẻ nào tham dự. Bây giờ Diệp Thần Phong từ Diệt Thiên Minh trong tay cầm tới một nhóm linh hồn trùng tử, nếu như cầm linh hồn này trùng tử cắm vào phổ thông nhân thân trong cơ thể, chỉ có thể để cho người bình thường tiến vào cấp một linh hồn lực tầng thứ. Diệp thần phong muốn sáng tạo ra một nhóm cường hãn linh hồn lực chiến sĩ đến, cái này cần muốn tới ngày tháng năm nào. Hắn là có thời gian chờ đợi, có thể thiên minh nhân tuyệt đúng không sẽ chờ. Cho nên, tại từ diệt thiên minh trở lại kinh thành dọc theo con đường này, từ diệp thần phong trong nội tâm sinh ra một cái điên cuồng tư tưởng, hắn muốn đem linh hồn trùng tử cắm vào cổ võ cao thủ trong cơ thể. Nếu như có thể cầm cổ võ cao thủ trong cơ thể chân kính lực lượng biến thành linh hồn lực lời nói, như vậy Diệp Thần Phong tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một nhóm thực lực không kém linh hồn lực chiến sĩ, chỉ là trước mắt Diệp Thần Phong muốn cân nhắc là như thế nào cầm linh hồn trùng tử cùng cổ võ cao thủ trong cơ thể chân kính lực lượng dung hợp. Diệp Đông Kiệt, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực ba người này, bọn họ đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, bọn họ trong đôi mắt cả đám đều lộ ra tinh quang đến, lúc trước Diệp Thần Phong muốn giúp bọn họ tăng thực lực lên, đều là tăng lên trên diện rộng, bây giờ Diệp Đông Kiện bọn người không có Diệp Thần Phong trợ giúp về sau, thực lực bọn hắn đã là dậm chân tại chỗ thật lâu, hiện tại bất thình lình nghe được Diệp Thần Phong muốn đem bọn họ đưa vào một cái hoàn toàn mới trong lĩnh vực, cái này khiến bọn họ là trực tiếp xem nhẹ Diệp Thần Phong nhắc nhở. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói, "Thần Phong người đây là nói cái gì lời nói có thể tăng thực lực lên sự tình ta diệp đông kiện là nhất định phải tham gia đúng thần phong cũng coi là ta một cái những ngày này ta thế nhưng là mỗi ngày mỗi đêm bảo hộ lấy diệp ra an toàn a à. Người cũng không thể đủ vứt xuống ta vũ khôn minh cũng vội vàng nói ra diệp thần phong lại đem ánh mắt nhìn về phía vương lực khi nhìn đến vương lực một mặt kiên định về sau hắn biết mình nhắc nhở chẳng khác gì là gió thoảng bên tai nếu để cho trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng biết diệp thần phong muốn đem linh hồn chủng tử cùng chân kính lực lượng dung hợp chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ mắng to diệp thần phong điên cuồng theo bọn hắn nghĩ loại hành vi này nguy hiểm dẫn đầu thật sự là quá cao thậm chí căn bản không có khả năng có một tia thành công cơ hội diệp thần phong không có lập tức làm nhiều giải thích hắn đối vương lực nói ra ngày mai ta sẽ đi một chuyến phong vệ doanh để cho phong vệ đội thành viên đều tại phong vệ doanh tập hợp Diệp ra có hứa Hồng Văn bảo hộ hẳn là còn kém không nhiều. Về phần các ngươi đến muốn hay không tham dự sự tình lần này, chờ ngày mai đến phong vệ doanh lại nói. Tại đối với Vương Lực Căn dặn một câu về sau, Diệp Thần Phong liền nhanh chân đi tiến vào biệt thự trong hoa viên, hắn tại hứa Hồng Văn trước mặt dừng lại, mười phần khách khí nói ra, hứa tiên sinh, những ngày này làm phiền ngươi bảo hộ Diệp ra an toàn. Hứa Hồng Văn dương mắt dò xét một phen Diệp Thần Phong về sau, không mặn không nhạt nói ra, Diệp Thần Phong. Tuy nhiên ta một mực đang kinh thành, nhưng là minh chủ ở trong điện thoại nói với ta ngươi sự tình, ngươi cũng giúp chúng ta diệt thiên minh không ít việc, ta ở lại kinh thành bảo hộ các ngươi Diệp ra an toàn hẳn là. Diệp Thần Phong lần nữa đối với hứa Hồng Văn nói lời cảm tạ một tiếng về sau, hắn liền trực tiếp hướng phía Diệp ra biệt thự trong đại sảnh đi đến, hắn mỗi bước ra một bước, trong lòng tư niệm liền nhiều một phần, trong lòng của hắn là 10 phần tưởng niệm ra ra hắn Diệp Lão gia tử, cha mẹ của hắn cùng hắn rất nhiều nữ nhân. Diệp ra biệt thự trong đại sảnh. Diệp thần phong mẫu thân tôn Mỹ cầm cùng phụ thân Diệp đông hoa tranh cãi còn chưa kết thúc. Diệp thần phong chúng nữ là rất có kiên nhẫn khuyên giải lấy. Về phần một bên ngồi ở trên ghế salon Diệp Lão gia tử, hắn cũng vô pháp chịu đựng. Trong cổ họng hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, Mỹ cầm, đông hoa, các người cũng đều yên tĩnh yên tĩnh, nếu trước đó không lâu thần phong đánh cho ta quá điện thoại hắn nói làm xong trong tay sự tình hắn liền lập tức sẽ quay về diệp ra đến ta là sợ các ngươi càng thêm lo lắng ta mới không có cầm chuyện này nói cho các ngươi biết nghe được diệp lão gia tử lời nói về sau tôn mỹ cầm cùng diệp đông hoa tranh cãi lập tức dừng lại tôn mỹ cầm vội vàng hỏi cha ngươi nói cũng là thật thần phong trước đó không lâu gọi qua điện thoại cho ngươi Diệp lão gia tử dở khóc giờ cười gật gật đầu nói ra Mỹ Cầm ngươi cho là ta sẽ lừa ngươi sao? Mà đang lúc Diệp lão gia tử vừa dứt lời thời khắc Diệp Thần Phong liền nghênh ngang đi vào trong đại sảnh. Hắn nhìn thấy gia gia mình mẫu thân phụ thân cùng chúng nữ đều tại. Hắn vừa cười vừa nói gia gia cha mẹ các ngươi đều ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tại khai gia đình hội nghị sao? Thần Phong tôn Mỹ Cầm nhìn thấy Diệp Thần Phong về sau nàng trong cổ họng là nhịn không được hét to lên, trong đầu tư duy dừng lại một hai giây về sau, tôn Mỹ cầm hướng thẳng đến Diệp Thần Phong chạy tới, cầm Diệp Thần Phong cho một cái ôm vào trong ngực. Diệp Thần Phong bị mẫu thân mình cho ôm thật chặt, trong lòng của hắn tuy nhiên phi thường ấm áp, nhưng là trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, hắn vỗ vỗ tôn Mỹ cầm phía sau lưng nói ra, mụ, người nhanh ôm ta không thở nổi. Nghe vậy, Tôn Mỹ cầm lại đem Diệp Thần Phong cho buông ra, cha cha khóe mắt ướt át, sắc mặt lập tức bản khởi đến, nói ra, Thần Phong, người còn có hay không đem tại đây đương ra. Tại đây cũng không phải là tân khách, người có thể thành thành thật thật trong nhà ngây ngốc mấy ngày thời gian sao. Ngồi ở trên ghế salon Diệp Lão Gia Tử, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong về sau, hắn cũng từ trên ghế salon đứng lên, nói ra, Thần Phong, mẹ ngươi nói không tệ, Lần này ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không cần đang bận tiến vào bận bịu ra. Võ Hiểu phỉ các loại chúng nữ cũng là từng cái tràn ngập chờ mong nhìn xem Diệp Thần Phong, có thể Diệp Thần Phong trong nội tâm nhưng là có khổ khó nói a. À. Thiên minh tòa này cự đại vùng núi luôn luôn đặt ở bả vai hắn phía trên, hắn bây giờ muốn làm liền là mau chóng sáng tạo ra một cố cường hãn thế lực đến, dạng này mới có thể cam đoan bên cạnh hắn người an toàn lại mà linh hồn trùng tử cùng chân kính lực lượng kết hợp, Diệp Thần Phong còn nhất định phải hoàn toàn đầu nhập nghiên cứu một phen, hắn nhiều nhất chỉ có thể hôm nay bồi tiếp người nhà mình, bất quá, hắn không có đem chuyện này tình nói ra, trong miệng vừa cười vừa nói tốt, 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 lần này ta nhất định ở kinh thành lưu thêm một thời gian ngắn. Diệp Thần Phong này cũng cũng không phải là đang nói láo, cái này phong vệ doanh là ở kinh thành vùng ngoại ô chỉ sợ từ ngày mai bắt đầu Diệp Thần Phong muốn tại phong vệ doanh bên trong vượt qua. chương 1052, có thể kết hợp thành công sao? Ngày thứ hai, phong vệ doanh một gian trong phòng thí nghiệm. Diệp Thần Phong sáng sớm liền vụng trộm rời đi Diệp ra, đương nhiên rời đi Diệp ra thời điểm, hắn không có chuyện trước tiên nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là tại Diệp ra đại sảnh trên mặt bàn lưu lại một tờ giấy. Làm tôn Mỹ cầm bọn người nhìn thấy tờ giấy này về sau, bọn họ từng cái là cầm Diệp Thần Phong hoàn toàn không có cách. Cũng may Diệp Thần Phong bây giờ cũng không có rời đi kinh thành, chỉ là đi kinh thành vùng ngoại ô huấn luyện chàng mà thôi, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức đuổi theo Diệp Thần Phong. Lần này Diệp Thiên Minh hết thảy cho Diệp Thần Phong 30 khỏa linh hồn trùng tử, đồng thời nói cho hắn biết bồi dưỡng linh hồn trùng tử biện pháp, chỉ gặp phòng thí nghiệm trên mặt bàn trưng bày từng con bình nhỏ, tại mỗi một cái trong bình đều để đó một khỏa màu trắng trùng tử, cái này màu trắng trùng tử lớn nhỏ cùng bộ dáng phi thường giống hạt gạo, tại hạt giống này mặt ngoài lóe ra thánh khiết ánh sáng, đây chính là dùng cho sáng tạo linh hồn lực chiến sĩ linh hồn trùng tử. Linh hồn này trùng tử có thể thẩm thấu tiến vào xương người cách bên trong, bây giờ Diệp Thần Phong muốn suy nghĩ là như thế nào cầm linh hồn trùng tử cùng chân kính lực lượng dung hợp. Cũng may Diệp Thần Phong đối với cổ võ cao thủ trong cơ thể chân kính lực lượng cũng là phi thường hiểu biết, trong đầu một lần một lần diễn toán linh hồn trùng tử tiến vào cổ võ cao thủ trong cơ thể sẽ sinh ra phản ứng gì. Hắn đến lúc đó lại hẳn là muốn khai thác loại nào biện pháp. Cái này mỗi một bước đều nhất định muốn chú ý cẩn thận, bởi vì có chút một tơ một hào sơ sẩy, cái này rất có thể sẽ dẫn đến cắm vào linh hồn trùng tử người tử vong, cho nên Diệp Thần Phong không thể không cầm sở hữu khả năng chuyện phát sinh đều suy nghĩ ở bên trong. Diệp Thần Phong ở trong phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ thời điểm, Phong vệ doanh thao luyện trên trận. Sở Hữu phong vệ đội thành viên đều tập trung ở tại đây, bởi vì lúc trước có một nhóm phong vệ đội chủ lực thành viên đi cổ võ giới, bây giờ cũng còn không có từ cổ võ giới bên trong đi ra, cho nên hiện tại phong vệ đội phá thiên tri cảnh thành viên hết thảy có 9 người, tiên thiên tri cảnh hết thảy có 50 người, dư thành thành viên cũng là tiên thiên phía dưới. Diệp Thần phong muốn đem phong vệ đội thành viên đưa vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực sự tình đây đã là tại phong vệ doanh bên trong hoàn toàn truyền ra, dẫn đến từng cái phong vệ đội thành viên trong nội tâm đều tràn ngập vô hạn kỳ chờ đợi, bọn họ chờ mong Diệp Thần Phong từ trong phòng thí nghiệm đi tới thời điểm. Hai ngày sau, tại hai ngày này thời gian bên trong, Diệp Thần Phong là một bước cũng không có rời đi phòng thí nghiệm, mà Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng vương lực bọn người mỗi ngày đều tại phong vệ doanh thao luyện trên trận chờ. Diệp Đông Kiện nhìn xem phòng thí nghiệm phương hướng, hắn nói ra, vương lực, khôn minh, các ngươi nói thần phong còn bao lâu nữa mới có thể từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Lần này hắn lại có thể để cho chúng ta thực lực tăng lên bao nhiêu. Chẳng lẽ trong lòng các ngươi mặt liền không có bất luận cái gì chờ mong sao? Vương lực mở miệng nói, bây giờ Diệp ra thêm một cái cường hãn bảo tiêu, lần trước Diệp thiếu ra rời đi kinh thành thời điểm, cũng là bởi vì có một cái người thần bí tới tìm hắn, nếu như ta phỏng đoán không nói bậy, lần này chỉ sợ diệp thiếu gia gặp được cường hãn hơn đối thủ bằng không hắn mới vừa vặn trở lại kinh thành hắn hẳn là muốn lưu tại diệp gia ở vài ngày vương lực thần sắc trên mặt bất thình lình trịnh trọng lên hắn tiếp tục nói còn nhớ rõ hai ngày trước diệp thiếu gia nói chuyện sao hắn nói sự tình lần này khả năng có sự không chắc chắn nhưng là vua ta lực cái này một thân thực lực là diệp thiếu gia cho mặc kệ sự tình lần này có hay không nguy hiểm ta đều sẽ làm việc nghĩa không chùn bước tham dự, hy vọng tại tương lai có thể giúp được việc Diệp Thiếu ra một chút bận biểu. Diệp Đông Kiện nghe được vương lực lần này chân thành tha thiết lời nói về sau, hắn là hơi hơi sững sờ, nếu Diệp Đông Kiện cũng không phải là một cái ngu xuẩn người, trong đầu hắn suy nghĩ một chút Diệp thần phong hành vi về sau, hắn thu hồi trên mặt cười tâu tuyết biểu lộ, nói ra, vương lực, lời này của người ta liền không thích nghe, thần phong là ta thân chất tử, ta cái này làm thúc thúc nhất định sẽ ủng hộ thần phong đến. Từ trước kia đến bây giờ một mực là thần phong một người đang cố gắng, ta cũng hy vọng có thể giúp hắn chia sẻ rơi một chút trọng lượng. Các ngươi hai cái cũng không cần ở chỗ này già mồm, chúng ta đứng ở chỗ này tất cả mọi người, có thể có hôm nay thực lực này, có ai không phải là bởi vì thần phong tiểu tử này. Ta xem chỉ cần thần phong một câu nói, phong vệ đội thành viên cho dù chết cũng sẽ không nhíu một cái lông mày, chúng ta vẫn là chờ thần phong từ trong phòng thí nghiệm đi ra rồi nói sau. Vũ Khôn Minh cũng chen miệng nói. Phong vệ đội sở hữu thành viên lại các loại hơn 2 giờ về sau, Diệp Thần Phong thân ảnh cuối cùng là xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt, chỉ gặp Diệp Thần Phong tóc rối tung, y phục trên người cũng lộ ra phi thường lộn xộn. hắn từng bước một đi vào phòng vệ doanh thao luyện trên trận, vừa mới vẫn còn ở nghị luận ẩm ý phong vệ đội thành viên, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong về sau, thân thể bọn họ lập tức đứng thẳng tắp, cả đám đều nhắm lại miệng mình, xem ra Diệp Thần Phong trong lòng bọn họ địa vị vẫn là vô cùng cao. Diệp Thần Phong liếc nhìn một lần trước mặt những này phong vệ đội thành viên, hắn hắng giọng, nói ra, "Lần này ta dự định đem bọn ngươi đưa vào một cái hoàn toàn mới trong lĩnh vực, bất quá, khi tiến vào lĩnh vực này về sau, thực lực các ngươi có lẽ sẽ so hiện tại yếu, lại có lẽ lại so với hiện tại mạnh, lại có lẽ khi tiến vào lĩnh vực này thời điểm" Các ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút nhân vật nguy hiểm, nhưng là chỉ cần các ngươi chân chính tiến vào lĩnh vực này bên trong về sau, tương lai các ngươi tiềm lực lại là hiện tại gấp 10 lần. Thậm chí là gấp trăm lần. Tại cầm cắm vào linh hồn trùng tử tình huống căn bản nói một lần về sau, Diệp Thần Phong dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, sự tình lần này ta không miễn cưỡng bất luận kẻ nào tham dự, coi như không tham dự tiến đến, các ngươi về sau vẫn là phong vệ đội thành viên các ngươi trước tiên suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Vương lực cái thứ nhất đứng ra, nói ra, Diệp thiếu ra, ta không có gì tốt suy nghĩ, người trước hết giúp ta tiến vào cái kia hoàn toàn mới lĩnh vực bên trong đi. Hóa, vương lực, không mang theo ngươi dạng này, lần này ngươi cũng không cần cùng ta tranh, để cho ta tới trước. Diệp Đông Kiện vội vàng nói, các ngươi hai cái cũng không cần nói, vẫn là để ta tới trước đi. Vũ Khôn Minh cũng lập tức nói ra diệp thần phong nhìn xem cái này đầu tiên đứng ra ba người hắn cũng đoán được sẽ có tình huống như vậy hắn từ trong túi xuất ra ba cái cây tăm nói ra các ngươi rút thăm quyết định đi rút đến ngắn nhất người kia trước hết tới vương lực bọn người ở tại liếc nhau về sau bọn họ đều không có phản đối diệp thần phong đề nghị trực tiếp từ diệp thần phong trong tay rút một cây cây tăm kết quả vương lực rút cây tăm ngắn nhất sau cùng chỉ có thể để cho vương lực tới trước mà Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh khi nhìn đến kết quả này về sau, hai người bọn họ trên mặt là treo dầu dĩ, không vui biểu lộ. Diệp Thần Phong để cho vương lực ngồi xếp bằng trên mặt đất về sau, hắn linh hồn lực nhất động, trong tay bất thình lình xuất hiện một cái bình nhỏ, để cho vương lực đem áo cho bỏ đi về sau, Diệp Thần Phong cầm bình nhỏ bên trong linh hồn trùng tử cho đổ ra. Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng ở đây một đám phong vệ đội thành viên, bọn họ là từng cái nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước mặt một màn này, bọn họ cũng không biết Diệp Thần Phong muốn đem bọn họ đưa vào cái gì lĩnh vực bên trong. Bất quá, ở đây một đám phong vệ đội thành viên, bọn họ khi nhìn đến vương lực bọn người phấn đấu quên mình biểu hiện về sau, trong lòng bọn họ mặt từng cái cũng âm thầm quyết định, mặc kệ phía trước là đao sơn vẫn là biển lửa, bọn họ đều muốn cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ tiến lên. Là Diệp Thần Phong để bọn hắn đến hôm nay độ cao. Tại cầm linh hồn trùng tử cho té ở trong tay phải về sau, Diệp Thần Phong để cho vương lực trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó, tay phải hắn thủ trưởng mãnh mẽ, mẽ đặt tại vương lực phía sau lưng xương cột sống bên trên, trong thân thể linh hồn lực không ngừng tuôn hướng bàn tay phải. Tại linh hồn lực thôi phát phía dưới, Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay linh hồn trùng tử chậm rãi xuyên qua vương lực ra thịt, cuối cùng là chui vào vương lực xương cột sống bên trong. Tại linh hồn trùng tử tiến vào xương cột sống bên trong về sau, vương lực đột nhiên cắn chặt răng răng, hắn chỉ cảm thấy ngay ngắn xương cột sống bên trên là một trận nhói nhói, để cho hắn phảng phất cảm giác mình xương cột sống muốn từng chiếc đứt từng khúc, hắn trên trán là bạo khởi tráng kiện gân xanh. Vương lực, nín thở ngưng thần, đem người trong cơ thể chân kính lực lượng tận lực hướng về ngươi xương cột sống phương hướng hội tụ. Diệp thần phong một bên lợi dụng linh hồn lực xúc tiến vương lực hấp thu linh hồn trùng tử, một bên trong miệng nhắc nhở lấy vương lực. Vương lực đang nghe Diệp Thần Phong sau khi phân phó, hắn là lập tức chiếu Diệp Thần Phong lời nói làm, trong cơ thể hắn chân kính lực lượng không ngừng hướng về chính mình xương cuộc sống nơi hội tụ, nhưng mà, coi là thật sức lực lực lượng hội tụ đến xương cuộc sống thời điểm, cảm giác đau đớn gấp đôi đi lên gia tăng, để cho vương lực đau nhức có loại muốn bất tỉnh đi cảm giác, hắn chỉ có thể dùng hàm răng tới cắn chặt môi, khiến cho trên môi tràn ra từng tia từng tia máu tươi, dùng cái này tới để cho mình duy trì thanh tỉnh trạng thái. Người chung quanh nhìn thấy vương lực thống khổ như vậy biểu lộ về sau, trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, liền ngay cả diệp thần phong lông mày cũng hơi nhíu đứng lên, trong lòng của hắn không xác định linh hồn này trùng tử có phải là thật hay không có thể cùng chân kính lực lượng kết hợp thành công. Coi như vô pháp kết hợp thành công, hắn cũng nhất định sẽ bảo trụ vương lực tánh mạng. Trường 1053, dung hợp thành công kinh thành nhiệt độ không khí nghiêm chỉnh như là một cái đại lò luyện, cực hạn viêm nhiệt ánh sáng mặt trời bạo chiếu chạm đất mặt, liền ngay cả hút vào trong phổi không khí cũng có thể cảm nhận được một trận nóng rực, hành tẩu tại trên đường phố người là càng ngày càng ít. Phòng vệ doanh thao luyện trên trận ở đây sở hữu phòng vệ đội thành viên là mồ hôi chảy hiệp sau lưng, từng khỏa mồ hôi liên tục từ bọn họ trên gương mặt trượt xuống, bất quá, không khí hiện trường là phi thường yên tĩnh, mọi người thậm chí ngay cả hô hấp đều quên, bọn họ ánh mắt chính là chăm chú nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất vương lực cầm thân thể bên trong chân kính lực lượng liên tục hướng về xương cột sống nơi hội tụ vương lực trên mặt hắn biểu lộ dữ tợn mà lại thống khổ thân thể của hắn bắt đầu hơi run rẩy đứng lên trong cổ họng hắn phát ra thanh âm trầm thấp đôi bàn tay là nắm thật chặt thành quả đấm đầu ngón tay hoàn toàn lâm vào trong lòng bàn tay máu tươi liên tục từ hắn trong lòng bàn tay trượt xuống tới trên mặt đất bàn tay phải đặt tại vương lực trên lưng Diệp Thần Phong, hắn lợi dụng linh hồn lực cảm ứng đến vương lực thân thể bên trong mỗi một tơ tầm biến hóa, đồng thời trợ giúp vương lực cầm linh hồn cùng tử hòa chân kính cổ chiết kết hợp lại. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được cắm vào vương lực xương cột sống bên trong linh hồn trùng tử, đã tại bắt đầu chậm rãi hòa tan, mà hòa tan về sau linh hồn trùng tử là hoàn toàn cùng vương lực xương cột sống biến thành một thể. Theo, Vương lực liên tục cầm chân kính lực lượng hướng về xương cột sống hội tụ, hấp thu linh hồn cùng tử xương cột sống là liên tục hấp thu chân kính lực lượng, tại cầm chân kính lực lượng chậm rãi chuyển hóa làm linh hồn lực, cảm thấy được điểm này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là một trận hưng phấn, cái này chứng minh hắn biện pháp này đi đến thông suốt, hắn có thể cầm cổ võ cao thủ biến thành linh hồn lực chiến sĩ. Tại vương lực xương cột sống bắt đầu hấp thu chân kính lực lượng về sau, Vương lực lỗ mũi và trong mồm hô hấp trở nên rồn dập lên, sắc mặt hắn là đỏ lên một mảnh, phảng phất hắn lỗ mũi và trong mồm hô hấp bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt ngóm. Diệp thần phong nhìn xem vương lực trạng thái càng phát ra không ổn định, hắn không muốn lại để cho vương lực lấy sinh mệnh mạo hiểm, bất quá, vương lực giống như có thể nghe được diệp thần phong tiếng lòng, trong miệng hắn khản giọng nói ra, diệp, diệp thiếu ra, tuyệt đối không nên gián đoạn, ta cảm giác thân thể bên trong có vừa cùng tân biến hóa hẳn là lại kiên trì một hồi liền tốt nghe được vương lực kiên định lời nói về sau diệp thần phong do dự một chút hắn dự định xem trước một chút lại nói nhưng là trong lòng của hắn đã làm tốt tùy thời gian đoạn chuẩn bị chỉ cần vương lực trạng thái lại lần nữa chuyển biến xấu hắn liền sẽ lập tức đình chỉ sự tình lần này một bên diệp đông kiện hắn dùng bàn tay xóa sạch một cái trên trán mồ hôi trong cổ họng là khát khô bốc khói Hắn nuốt nước miếng, nói ra, khôn minh, ta xem vương lực tình huống không đúng sức lực A. À. Xem ra thần phong trước đó cũng không phải là tại nói láo giỏ nghe A. À. Vũ khôn minh đồng ý gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi. Có thần phong đang tùy thời chú ý vương lực tình huống, tối thiểu nhất vương lực tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Theo thời gian từng giây từng phút chảy đến, rất nhanh, 15 phút liền đi qua bạo chiếu tại dưới thái dương vương lực, thân thể của hắn phía trên gân mạch toàn bộ bạo xuất đến, đột nhiên, phốc. Một tiếng, từ vương lực trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, vương lực thân thể bên trong chân kính lực lượng sinh ra kịch liệt ba động, sở hữu chân kính lực lượng toàn bộ hội tụ đến hắn xương cột sống bên trong, sau đó, từ hắn xương cột sống bên trong lại phóng xuất ra tinh khiết linh hồn lực. Tại cảm ứng được vương lực thân thể bên trong biến hóa này về sau, Diệp Thần Phong trong nội tâm là hoàn toàn tùng một hơi. Hắn hiện tại có thể xác định vương lực thân thể bên trong chân kính lực lượng cùng linh hồn cùng tử hoàn toàn kết hợp tại linh hồn lực không ngừng tràn ngập vương lực toàn thân về sau vương lực trên thân sinh ra mãnh liệt linh hồn lực ba động khiến cho bốn phía không khí ở bên cạnh hắn sinh ra từng cái vòng xoáy làm vương lực mở mắt lần nữa thời điểm a à, trong cổ họng hắn bạo phát kiểu gào thét một tiếng dâng trào linh hồn lực từ hắn thân thể bên trong phóng lên tận trời, hắn linh hồn lực ổn định tại tông cấp sơ kỳ tầng thứ, nguyên lai vương lực thực lực là phá thiên đỉnh phong, bây giờ hắn chuyển hóa thành linh hồn lực về sau, thực lực dừng lại tại tông cấp sơ kỳ, này cũng không có phi thường to lớn ba động. Tại vương lực mở to mắt về sau, Diệp thần phong vội vàng hỏi, vương lực, người có hay không cảm giác thân thể có chỗ nào không thoải mái? Vương lực hoạt động một chút tứ chi, cảm ứng một chút thân thể nhiễm linh hồn lực, đây chính là Diệp Thần Phong dẫn hắn tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Linh hồn này lực xác thực cùng chân kính lực lượng có chút khác biệt. Vương lực lắc đầu, nói ra, Diệp thiếu ra, ta không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Diệp thần phong cũng giúp vương lực kiểm tra một chút thân thể, tại xác định vương lực thật không có sự tình về sau, hắn đối ở đây tất cả mọi người nói ra, lần này vương lực là thuận lợi tiến vào cái này hoàn toàn mới trong lĩnh vực cái này hoàn toàn mới lĩnh vực cấp bậc là, cấp một linh hồn lực đến 10 cấp linh hồn lực, 10 cấp phía trên chính là vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực, tôn cấp linh hồn lực, thánh cấp linh hồn lực, đế cấp linh hồn lực cùng thần cấp linh hồn lực, bây giờ vương lực thuộc về tông cấp sơ kỳ linh hồn lực. Diệp thần phong đối với ở đây người đơn giản giải thích một lần về sau, hắn linh hồn lực thẩm thấu tiến vào không gian giới chỉ bên trong, hắn không gian giới chỉ bên trong hết thảy có 5 viên cực phẩm nguyên tâm quả, 280 năm viên nguyên tâm quả cùng 27 khỏa sa mạc chi tâm. Bên trong cực phẩm nguyên tâm quả là nhằm vào đế cấp cường giả đột phá đến thần cấp tầng thứ, mà nguyên tâm quả là để cho 10 cấp linh hồn lực cao thủ không trở ngại đột phá đến vương cấp đỉnh phong, về phần sa mạc chi tâm thì là thánh cấp phía dưới cường giả đều có thể phục dụng. Trước mắt thích hợp vương lực phục dụng chỉ có là sa mạc chi tâm, Diệp Thần Phong linh hồn lực nhất động, Hắn từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một khỏa Sa Mạc Chi Tâm đến, cái này khiến ở đây người thấy là sửng sốt một chút, bọn họ cũng không phát hiện Diệp Thần Phong là từ đâu xuất ra một khỏa Sa Mạc Chi Tâm. Diệp Thần Phong không có cho ở đây người giải thích nhiều như vậy, hắn cầm trong tay khỏa này Sa Mạc Chi Tâm đưa cho Vương Lực, nói ra, "Vương Lực, ngươi cầm khỏa này Sa Mạc Chi Tâm nuốt vào, thực lực ngươi liền sẽ lập tức tấn thăng tông cấp trung kỳ." Nghe được Diệp Thần Phong lời nói về sau, vương lực trong miệng vừa nói tạ lấy, một bên tiếp nhận sa mạc chi tâm, trực tiếp ngay tại chỗ cầm sa mạc chi tâm nuốt xuống bụng bên trong, theo, sa mạc chi tâm nuốt xuống bụng về sau, vương lực là điên cuồng hấp thu sa mạc trong lòng năng lượng, cái này sa mạc chi tâm hấp thu đứng lên cũng không có quá lớn nguy hiểm, ước chừng 15 phút về sau, vương lực thân thể bên trong linh hồn lực lại lần nữa tăng vọt, hắn thuận lợi đột phá đến tông cấp trung kỳ tầng thứ. Tình huống như thế nào, Vương Lực tiến vào Tân lĩnh vực về sau, hắn chỉ nuốt một quả đồ chơi kia, hắn liền lại lần nữa đột phá. Xem ra cái này Tân lĩnh vực ta thị phi tiến vào không thể. Diệp Đông Kiện lời thề son sắt nói ra. Vũ Khôn Minh so Diệp Đông Kiện trước tiên bước ra một bước, nói ra, Thần Phong, đón lấy liền để ta tiến vào cái này hoàn toàn mới trong lĩnh vực đi. Ta thao, Vũ Khôn Minh, ta còn không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người đâu đón lấy đương nhiên là hẳn là đến phiên ta. Diệp Đông Kiện khó chịu bắt lấy Vũ Khôn Minh bả vai. Có vẽ vẽ Vương Lực kinh nghiệm về sau, Diệp Thần Phong một lần thao tác hai người cũng không thành vấn đề, hắn nói ra tốt, tiểu thúc, Vũ thúc thúc, các ngươi hai cái cùng một chỗ, bất quá, các ngươi chuyện quan trọng trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Lực vẽ vẽ thống khổ bộ dáng, các ngươi hai cái hẳn là đều nhìn ở trong mắt a. Nghĩ đến vẽ vẽ Vương Lực thống khổ bộ dáng, Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh là thần sắc trịnh trọng lên, vương lực đối với hai người này nói một chút cắm vào linh hồn cùng tử sau khi thống khổ cảm giác, để bọn hắn hai cái trong nội tâm trước tiên có cái. Tại Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh cởi quần áo đi, ngồi xếp bằng trên mặt đất về sau, Diệp Thần Phong lại lần nữa căn cứ vẽ vẽ trình tự cầm linh hồn cùng tử phân biệt cắm vào Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh xương cột sống bên trong. Có vương lực cái này, ví dụ phía trước, Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh là làm tốt tuyệt đối chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên toàn bộ quá trình vẫn là vô cùng thống khổ, nhưng là sau cùng hai người bọn họ đều thuận lợi cầm chân kính lực lượng cùng linh hồn cùng tử kết hợp, bởi vì Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh thực lực chỉ có phá thiên trung kỳ tầng thứ, cho nên hai người bọn họ linh hồn lực chỉ duy trì tại vương cấp đỉnh phong, tại phục dụng hai khỏa sa mạc chi tâm về sau, bọn họ là thuận lợi đột phá đến tông cấp sơ kỳ. Tại vương lực, Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh nhau nhau tiến vào hoàn toàn mới trong lĩnh vực về sau, Phong vệ đội hắn thành viên cũng lập tức muốn đoạt lấy tiến hành chân kính lực lượng cùng linh hồn lực ở giữa chuyển biến, bởi vì phong vệ đội bên trong trừ vương lực bọn người, còn có 6 tên phá thiên điên phong cao thủ, 29 tên tiên thiên trung kỳ cao thủ cùng 21 tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ, cho nên Diệp Thần Phong khiến cái này người trước tiến hành linh hồn trùng tử cắm vào. chương 1054 tăng lên điên cuồng. Giới chỉ mị lực. Một ngày sau khi 6 tên phá thiên điên phong cao thủ toàn bộ trở thành tông cấp sơ kỳ cao thủ, bọn họ tại nuốt sa mạc chi tâm về sau, thực lực lại phân biệt tăng lên tới tông cấp trung kỳ tầng thứ. Về phần 29 tên tiên thiên trung kỳ cao thủ, bọn họ tại cắm vào linh hồn trùng tử về sau, bọn họ linh hồn lực ổn định tại 10 cấp trung kỳ, mà đổi thành bên ngoài 21 tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ, bọn họ tại cắm vào linh hồn trùng tử về sau Bọn họ linh hồn lực ổn định tại 10 cấp sơ kỳ. Trước đây để cho 10 cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ phục dụng Địa Nguyên Tâm Quả về sau, Diệp Thần Phong phát hiện mỗi phục dụng hai quả, 10 cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ liền có thể tăng lên một cái tiểu tầng thứ, nói cách khác mỗi tên 10 cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ, bọn họ nhất định phải phục dụng 8 quả Địa Nguyên Tâm Quả, bọn họ mới có thể đột phá đến vương cấp đỉnh phong cấp độ. Diệp Thần Phong trong tay hết thảy có 280 năm viên địa nguyên tâm quả, hắn để cho 29 tên 10 cấp trung kỳ cao thủ thuận lợi đột phá đến vương cấp đỉnh phong về sau, trong tay hắn địa nguyên tâm quả chỉ còn lại có 53 quả, mà muốn để một tên 10 cấp sơ kỳ cao thủ đột phá đến vương cấp đỉnh phong, mỗi tên 10 cấp sơ kỳ cao thủ đều nhất định muốn phục dụng 10 quả địa nguyên tâm quả, còn thừa 53 quả địa nguyên tâm quả, chỉ có thể để cho 5 tên 10 cấp sơ kỳ cao thủ đột phá đến vương cấp đỉnh phong. Vì biểu bày ra công bằng lý do, Diệp Thần Phong để cho 21 tên 10 cấp sơ kỳ cao thủ rút thăm quyết định, sau cùng rút ra 5 người phục dụng địa nguyên tâm quả, 5 người này cũng thuận lợi đột phá đến vương cấp đỉnh phong. Mà Diệp Thần Phong trong tay còn thừa lại 18 khỏa sa mạc chi tâm, thực lực đột phá đến vương cấp đỉnh phong hết thảy có 34 người, kết quả là Diệp Thần Phong lần nữa sử dụng phương thức rút thăm, từ nơi này 34 người bên trong rút ra 18 người sau cùng cái này 18 người là thuận lợi đột phá đến tông cấp sơ kỳ tầng thứ. Mà bây giờ phòng vệ đội bên trong, tông cấp trung kỳ hết thảy có 7 người, tông cấp sơ kỳ tăng thêm diệp đông kiện chủng vũ khôn minh hết thảy có 20 người. Vương cấp đỉnh phong linh hồn lực hết thảy có 16 người, 10 cấp linh hồn lực cũng có 16 người, diệp thần phong thủ hạ linh hồn lực chiến đội sơ bộ thành hình. Về phần hắn phong vệ đội thành viên thực lực cũng là tại thiên giai phía dưới, đến địa giai tầng thứ hết thảy có 55 người, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực giúp cái này 55 người thực lực tăng lên tới thiên giai tầng thứ, lại lợi dụng trước kia loại nghịch thiên thối thể dược dịch, cầm cái này 55 người thực lực toàn bộ tăng lên tới tiên thiên chi cảnh tầng thứ. Tại cái này 55 tên phong vệ đội thành viên đến tiên thiên chi cảnh sau khi Diệp Thần Phong mới động thủ cầm linh hồn trùng tử cắm vào trong cơ thể của bọn họ, để cho cái này 55 người thuận lợi trở thành 10 cấp linh hồn lực cao thủ, về phần linh hồn trùng tử Diệp Thần Phong là mỗi ngày đều tại bồi dưỡng. Hắn hiện tại không cần đến lo lắng linh hồn trùng tử không đủ dùng sự tình. Tại cầm 55 tên tiên tiên chi cảnh cao thủ biến thành 10 cấp linh hồn lực cao thủ về sau, Phong vệ đội bên trong 10 cấp linh hồn lực cao thủ từ 16 người tăng mạnh đến 71 người, bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói hắn nhất định phải thu thập càng nói thêm hơn lên linh hồn lực thực vật dạng này hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn đem hắn thủ hạ nhóm người này không ngừng lớn mạnh cũng chỉ có dạng này mới có tư cách đối phó với thiên minh kháng cầm có thể chuyển hóa linh hồn lực người đều chuyển hóa song sau cái này lại đi qua hai ngày thời gian hiện tại phòng vệ doanh bên trong là công trình kiến trúc một tòa lại một tòa phòng vệ doanh quy mô cũng đang không ngừng mở rộng bên trong Tại phong vệ doanh chung phong vệ đội thành viên cố ý giúp Diệp Thần Phong kiến tạo một tòa độc lập biệt thự. Giờ phút này, Diệp Thần Phong biệt thự một gian trong phòng huấn luyện. Diệp Đông Kiện, phũ khôn minh chủng vương lực đều tại. Mấy ngày nay Diệp Thần Phong mỗi ngày đều tại đối bọn hắn giảng giải liên quan tới linh hồn lực sự tình. Cái này khiến Diệp Đông Kiện bọn người hoàn toàn hiểu biết linh hồn lực cái này mỗi khái niệm. Đồng dạng càng hiểu biết linh hồn lực tác dụng cái này khiến Diệp Đông Kiện bọn người là càng phát ra hưng phấn. Bây giờ bọn họ là hoàn toàn biết linh hồn lực thật muốn thật sự sức lực lực lượng tốt rất rất nhiều. Diệp Thần Phong đối với Diệp Đông Kiện bọn họ giảng giải liên quan tới linh hồn lực sự tình về sau, lại bởi Diệp Đông Kiện bọn họ hướng về hắn phong vệ đội thành viên trình bày, không phải sao, Diệp Đông Kiện ba người bọn họ mới vừa vặn cho phong vệ đội hắn thành viên trình bày xong, bọn họ liền sôi động đi vào Diệp Thần Phong biệt thự trong phòng huấn luyện. Diệp Đông Kiện tại thể nghiệm đến linh hồn lực các loại mặt chỗ tốt về sau, hắn mấy ngày nay trên mặt cơ hồ là đều tràn đầy nụ cười, không có làm trưởng bối bộ dáng, cười tâu tuét nói ra, thần phong, trên người ngươi còn có hay không tăng lên linh hồn lực đồ vật. Nếu có, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho ta tư tàng, để cho tiểu thúc ta linh hồn lực lại để thăng tăng lên. Đối mặt chơi sỏ lá Diệp Đông Kiện, Diệp thần phong là trợn mắt một cái, nói ra tiểu thúc, người cho rằng tăng thực lực lên phi thường có thể sao? Liền ngay cả ta bây giờ cũng mới tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, ta thế nhưng là dựa vào chính mình từng bước một tăng lên tới bây giờ, mà các người có ta trợ giúp về sau, các người tăng thực lực lên tốc độ chẳng khác gì là đang ngồi thẳng lên phi cơ, ta xem tiểu thúc ngươi cũng cần phải muốn thỏa mãn. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Diệp Đông Kiện là không có ý tứ gãi gãi đầu, hắn còn nói thêm, Thần Phong, những ngày này, ta mỗi ngày nhìn ngươi giống như đều đang thay đổi ảo thuật một dạng trong tay ngươi làm sao lại không khỏi diệu liền xuất hiện một ít gì đó ngươi trước đó cầm những vật này để ở nơi đâu một bên vũ khôn minh chủng vương lực cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn xem diệp thần phong mà diệp thần phong thì là khóe miệng mỉm cười hắn linh hồn lực nhất động tràn ra trong cơ thể linh hồn lực lần nữa chui vào không gian giới chỉ bên trong cầm không gian giới chỉ bên trong hỏa diễm bỏ cặp sát ngoài cho lấy ra hắn là thời điểm đến đem ngọn lửa này bỏ cặp xác ngoài làm một kiện trang phục phòng hội âm uhm, một tiếng đột nhiên nhìn thấy hỏa diễm bỏ cặp cửa đại xác ngoài xuất hiện trên mặt đất cái này diệp đông kiện ba người bọn họ là cho giật mình diệp thần phong cười nói tiểu thúc vũ thúc thúc vương lực các ngươi không cần đến khẩn trương đây chỉ là một không xác mà thôi nghe vậy diệp đông kiện bọn người lúc này mới an tâm lại ba người bọn họ là đánh giá trước mặt hỏa diễm bỏ cặp xác ngoài Bọn họ căn bản không ý nghĩ gì đến trên cái thế giới này còn có cái này sinh vật. Cái này khiến bọn họ phía sau là có chút dùng mình, Diệp Đông Kiện nói ra, "Thần Phong, những người kia ngươi là từ đâu làm ra? Ngươi có chủ tâm muốn cầm thứ này hù dọa chúng ta a?" À? "Đúng." Diệp Đông Kiện trong đầu lại nghĩ tới một cái phi thường mấu chốt vấn đề, hắn lập đi lặp lại nhìn xem Diệp Thần Phong bốn phía, Nhi vấn hỏi, "Thần Phong, những người kia ngươi là từ đâu biến ra?" Trước đó ngươi cũng chỉ là xuất ra một chút tiểu Đông Tây mà thôi, những người kia căn bản không có khả năng giấu ở trên người ngươi. Diệp Thần Phong cũng không cần thiết đối với Diệp Đông Kiện bọn họ giấu giếm không gian giới chỉ sự tình, hắn chỉ chỉ đeo tại ngón trỏ trái bên trên giới chỉ, nói ra, những người kia ta là từ trong giới chỉ lấy ra. A à, Diệp Đông Kiện trong miệng phát ra một trận khinh thường âm thanh, nói ra, Thần Phong, người còn có thể lại vô nghĩa một chút sao? coi như người muốn lập nói láo, người cũng cho ta biên một cái ra dáng một điểm A. À. Người cho rằng tiểu thúc ta là ngu ngốc A. À. Dù sao người muốn tin hay không, nói, diệp thần phong linh hồn lực nhất động, lại đem hỏa diễm bỏ cạp thu nhập không gian giới chỉ bên trong, sau đó, lặp đi lặp lại cầm hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài là thu vào đi, lấy ra. Cái này khiến Diệp Đông Kiện bọn họ là không kịp nhìn, dần ra, Diệp Đông Kiện bọn họ phát hiện một vấn đề. Mỗi khi Diệp Thần Phong xuất ra hỏa diễm bỏ cạp, hoặc là để cho hỏa diễm bỏ cạp biến mất thời điểm, Diệp Thần Phong ngón trỏ trái bên trên giới chỉ đều sẽ hiện lên một đạo quang mang, cái này khiến bọn họ bắt đầu chậm rãi tin tưởng Diệp Thần Phong thật sự là từ trong giới chỉ cầm ngọn lửa này bỏ cạp cho lấy ra. Đang nghĩ đến điểm này về sau, Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh, chủng Vương Lực ba người này, bọn họ cả đám đều không bình tĩnh, cái này nho nhỏ một cái trong giới chỉ lại có thể buông xuống như thế quái vật khổng lồ cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Diệp Đông Kiện nuốt nước miếng, hỏi thần phong, người thật sự là từ nơi này trong giới chỉ xuất ra những vật này tới. Diệp thần phong biểu biểu môi, nói ra tiểu thúc, ta cần phải lừa các ngươi sao. Cái này gọi là không gian giới chỉ, chiếc nhẫn kia bên trong bị cấu tạo ra có thể cất giữ đồ vật không gian, không gian này giới chỉ vẫn là ta thân thủ chế tạo ra. Nghe được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời về sau, diệp đông kiện là sáng mắt lên ha ha cười láo lĩnh nói thần phong người xem tiểu thúc ta bình thường hẳn là đối với ngươi không sai a à. người xem người có thể hay không giúp tiểu thúc ta chuẩn bị một cái không gian giới chỉ đùa giỡn một chút vũ khôn minh cũng không nhượng bộ chút nào nói ra thần phong không gian này giới chỉ rất không tệ người vũ thúc thúc ta thích vô cùng a à. liền ngay cả luôn luôn rất ít nói vương lực hắn tại kiến thức đến không gian giới chỉ mị lực về sau hắn cũng bản năng vô pháp ngăn cản, có chút xấu hổ nói ra, Diệp thiếu ra, có thể hay không cho phong vệ đội lý huynh đệ phân phối một cái không gian giới chỉ. Có không gian này giới chỉ về sau, đây đối với chúng ta về sau chấp hành nhiệm vụ là thuận tiện nhiều. chương 1055, nhất bước sai, từng bước sai. Đối với Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh chủng vương lực yêu cầu, Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ biểu biểu môi, Diệp Đông kiện bọn người còn tưởng rằng không gian này chiếc nhẫn là hàng vỉa hè hàng A. Quang Quang muốn thu tụ cái này chế tạo không gian giới chỉ tài liệu liền 10 phần không dễ. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, tiểu thúc, vũ thúc thúc, vương lực, không gian này giới chỉ tài liệu phi thường khó tìm. Trở về sau ta thu tập được đầy đủ tài liệu, ta cam đoan cho các ngươi một người phân phối một cái không gian giới chỉ. Ngược lại, Diệp Thần Phong còn nói thêm tốt các ngươi nếu như không có hắn sự tình trước tiên có thể rời đi, ta muốn tự mình một người ở chỗ này suy nghĩ một chút sự tình. Diệp thần phong là muốn cầm hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài chế tạo thành trang phục phòng hội, dạng này là hắn có thể đủ sớm một chút cỡ nào một tấm bảo mệnh bài. Mà khi Diệp thần phong tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, ong 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 ong, Diệp thần phong trong túi điện thoại di động bất thình lình chấn động, Diệp thần phong thấy là Diệp lão gia tử đánh tới về sau, Hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa, ra ra, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện sao. Thần phong, ra ra ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Mới về đến nhà không bao lâu, ngươi liền cả ngày ở tại phong vệ doanh bên trong, ngươi có phải hay không nên trở về nhà nhìn xem. Bất quá, hôm nay ngươi cũng không phải vội lấy trở về, những lão đầu tử kia nghe nói ngươi trở lại kinh thành về sau tin tức, bọn họ đều muốn tới phong vệ doanh bên trong nhìn xem ngươi mẹ ngươi chủng ngươi sở hữu nữ nhân cũng đều muốn cùng đi ngươi trước hết chuẩn bị một chút đi chúng ta đại khái một giờ sau khi đến ngươi phong vệ doanh diệp lão gia tử nói đơn giản một lần về sau hắn liền đem điện thoại cho cúc máy lấy diệp thần phong bây giờ thực lực hắn tuy nhiên không cần đến đi cân nhắc những cao tầng đó lão đầu tử cái nhìn nhưng mặt ngoài cái kia có lễ phép vẫn là muốn có lại nói lần này ra ra hắn diệp trấn hồng cũng phải cùng đi mà Vũ An quốc chủng Bạch Hồng Phương cũng là Diệp Thần Phong trưởng bối, từ mọi phương diện suy nghĩ Diệp Thần Phong cũng nhất định phải ra ngoài nghênh đón một chút. Diệp Thần Phong đối Diệp Đông Kiện bọn người, nói ra tiểu thúc, các người đi trước chuẩn bị một chút, kinh thành những lão đầu tử kia một giờ sau khi sẽ đến tại đây, đừng cho bọn họ cảm thấy chúng ta phong vệ đội người không biết lễ nghĩa, các người thuận tiện cầm phong vệ doanh bên ngoài phòng vệ trang bị cũng tạm thời quan bế. bớt thời gian đến lúc đó náo ra cái gì cho cười tới. Diệp Đông Kiện bọn người đối với kinh thành đám kia cao tầng thái độ là không cảm thấy kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ trên cái thế giới này cũng chỉ có Diệp Thần Phong, có thể làm cho kinh thành sở hữu cao tầng đồng thời xuất động, có thể nói Diệp Thần Phong tại đám kia kinh thành cao tầng trong lòng địa vị không cách nào thay thế, bọn họ đem Diệp Thần Phong hoàn toàn là làm hoa hạ tương lai hy vọng. Một giờ sau khi, Phong vệ doanh cửa ra vào hai cánh của lớn là mở rộng ra, Diệp Thần Phong, Diệp Đông Kiện, vũ khôn minh trùng vương lực, bọn họ là đứng tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ. Đương nhiên phong vệ đội bên trong hơn mấy tên tông cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ cũng tại. Về phần hắn phong vệ đội thành viên, diệp thần phong để bọn hắn nỗ lực đi tăng thực lực lên, không cần đều tới cửa chính các loại. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc phiên bản dài hồng kỳ bài kiệu xa chậm rãi lái vào phong vệ doanh bên trong. Tại hồng kỳ bài đằng phía sau xe còn đi theo từng chiếc xe jeep nhà binh xe, Tại Hồng Kỳ Bài Kiệu Sa dừng lại về sau, từ xe díp bên trên đi xuống từng người từng người cầm trong tay hỏa lực vũ khí cảnh sát vũ trang, bọn họ là lễ độ cung kính cầm mấy chiếc Hồng Kỳ Bài Kiệu Sa môn cho mở ra. Đầu tiên từ trên xe đi xuống là nhất hào thủ trưởng hơn năm được mùa, số 2 thủ trưởng Dương Viễn, Diệp Lão gia tử Diệp Trấn Hồng, Võ Lão gia tử Vũ An Quốc trùng Bạch Lão gia tử Bạch Hồng phương bọn người. Tiếp theo từ trên xe đi xuống thì là Diệp Thần Phong mẫu thân tôn Mỹ cầm chủng hắn rất nhiều nữ nhân. Nhưng mà, từ phía sau xe Jeep bên trên đi xuống một cái lão đầu hấp dẫn Diệp Thần Phong ánh mắt, lão nhân này không phải liền là đời trước binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên đi. Nhớ ngày đó cái này Ngô Quốc Thiên thế nhưng là rất xem trọng Diệp Thần Phong, còn cùng Diệp Thần Phong cùng đi nước Mỹ. Phá hủy thôn vệ đế quốc tại nước Mỹ một cái điểm tụ tập, về sau Ngô Quốc Thiên lại đem binh vương tổ thống soái vị trí giao cho Diệp Thần Phong, sau đó Ngô Quốc Thiên liền đến nơi Du Sơn Ngoạn Thủy đi, hắn cũng không biết Diệp Thần Phong không có làm thượng binh vương tổ thống soái sự tình, lần này trở về về sau, hắn mới biết được hắn Du Sơn Ngoạn Thủy trong lúc đó chuyện phát sinh. Lão Ngô, ta nói người tính khí làm sao vẫn là như thế bướng bỉnh Muốn người cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi một cỗ xe, người còn hết lần này tới lần khác không vui nhất hào thủ trưởng hơn năm được ngồi nhìn xem đi tới Ngô Quốc Thiên, trong miệng hắn là trêu gẹo nói ra. Ngô Quốc Thiên khoát khoát tay, nói ra, lão sư, ta cũng không phải cái gì binh vương tổ thống soái ngồi xe gì tử đô là một dạng, lần này cần không phải biết thần phong trở lại kinh thành, ta bộ xương già này còn lười nhác đi ra đi dạo đây. Tại Ngô Quốc Thiên nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong cũng đang nhìn xem Ngô Quốc Thiên, hắn đối với ngô quốc thiên lão nhân này vẫn rất có hảo cảm, vừa cười vừa nói, ngô lão đầu, mấy ngày này ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy rất vui vẻ a à. Ngô quốc thiên cũng không có để ý Diệp Thần Phong đối với hắn xưng hô, hắn cũng biết Diệp Thần Phong cũng là như thế một cái tùy ý người, hắn thở dài, nói ra, người già, không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Ngô quốc thiên nhìn xem hơn năm được mùa bọn người, nói ra, lão sư, ta muốn cùng Thần Phong bọn họ tự ôn chuyện, các người hẳn là sẽ không chú ý a à. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đối Diệp Đông Kiện chủng vũ khôn minh, nói ra tiểu thúc, vũ thúc thúc, các người trước đem dư lão ra tử bọn họ đưa đến biệt thự của ta trong đại sảnh, ta trước cùng mô lão đầu nói mấy câu. Diệp Thần Phong mẫu thân tôn Mỹ cầm chủng võ hiểu vì các loại chúng nữ, các nàng tuy nhiên hận không thể lập tức giữ chặt Diệp Thần Phong, nhưng là tại cái này cỡ nào kinh thành cao tầng trước mặt, các nàng còn có thể khắc chế trong nội tâm tình cảm, Tại Diệp Đông kiện trùng Vũ Khôn Minh chỉ huy dưới, hơn năm được mùa đám người là trước tiên hướng về Diệp Thần Phong biệt thự đi đến. Tại rất nhiều cao tầng toàn bộ rời đi về sau, Vương Lực đối Ngô Quốc Thiên trước tiên mở miệng thống xoái. Thống xoái, hơn mấy tên tông cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ cũng nhao nhao mở miệng nói. Vương Lực bọn họ những người này lúc trước cũng là binh vương tạo thành thành viên, bọn họ đối với Ngô Quốc Thiên vẫn là có một loại đặc thù cảm tình tồn tại. Ngô Quốc Thiên quét mắt một vòng vương lực bọn người, không khỏi gật đầu, nói ra: "Không tệ, không tệ, các ngươi những tiểu tử này tốc độ phát triển thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng a. À. Các ngươi có thể đi theo Thần Phong, đây xem như các ngươi đời này làm qua chuẩn xác nhất lựa chọn." Ngô Quốc Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra: "Thần Phong, lúc trước để ngươi làm binh vương tổ thống soái, ta căn bản không nghĩ tới về sau sẽ phát sinh này nhiều chuyện, bất quá bây giờ ngươi coi không làm binh vương tổ thống soái đều không khác nhau chút nào binh vương tổ một nhóm kia lão thành viên có thể toàn bộ đều bị ngươi đào được ngươi phong vệ đội bên trong tới a năm đó ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định không tầm thường chỉ có điều ta không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền long tường cửu thiên tại ngô quốc thiên chủng diệp thần phong bọn họ đang khi nói chuyện đương nhiệm binh vương tổ thống soái triệu phi sắc mặt hắn khó coi đi tới Binh Vương Tổ hôm nay cũng phụ trách hơn năm được mùa bọn người xuất hành an toàn. Cái này Triệu Phi lúc trước chủng Diệp Thần Phong thế nhưng là có rất nhiều khúc mắc Có thể nói cái này Triệu Phi bởi vì Diệp Thần Phong tốc độ phát triển. Trong lòng của hắn đối với Diệp Thần Phong là ước ao ghen tị. Mà mỗi lần hắn muốn khó xử Diệp Thần Phong thời điểm, mỗi lần cũng là chính hắn làm cho chật vật không chịu nổi. Bây giờ binh vương tổ cái này đã từng cường thịnh nhất thời tổ chức, có thể nói cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa. Vương Lực, các ngươi còn có mặt mũi gặp thống soái sao? Các ngươi lúc trước rời khỏi binh vương tổ, đi theo Diệp Thần Phong thời điểm, các ngươi liền chủng binh vương tổ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Triệu Phi cắn hàm răng nói ra, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần Phong oán hận là không có chút nào giảm bớt. Ngô Quốc Thiên nhìn xem tâm tình kích động Triệu Phi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Triệu Phi, lần này là chính ngươi chọn sai, nếu lúc trước ngươi cũng cần phải muốn đi theo Thần Phong. Nghe được Ngô Quốc Thiên lời nói này về sau, cái này Triệu Phi là hoàn toàn không kìm chế được nỗi nòng. Hắn nói ra, thống soái ta lúc đầu vì sao đi theo Diệp Thần Phong. Ta bằng vào năng lực chính mình, một ngày nào đó sẽ áp đảo Diệp Thần Phong phía trên, các ngươi đều nhìn tốt. Vương lực bọn người nhìn thấy Triệu Phi kích động bộ dáng, bên trong một tên tông cấp trung kỳ linh hồn lực phong vệ đội thành viên, hắn đứng ra, trong thân thể linh hồn lực hướng phía Triệu Phi tập đi qua, tại bọn họ trong suy nghĩ không ai có thể đủ nói Diệp Thần Phong không phải. Phù phù, một tiếng. Triệu Phi bất thình lình cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực, hắn không có chút nào năng lực chống cự, hai chân trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, tên kia tông cấp trung kỳ phong vệ đội thành viên, hắn kiêu ngạo nói ra, Triệu Phi, người vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt Diệp Thiếu ra, ta lúc trước là binh vương trong tổ là đệm tồn tại, mà bây giờ, ta không cần động bất luận cái gì một ngón tay đầu, ta liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi, nếu ngươi sai, ngươi thật sai. Hai chân quỳ xuống đất đương nhiệm binh vương tổ thống soái triệu phi, sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, hắn nhìn xem diệp thần phong này phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng của hắn là càng phát ra khó chịu, đến giờ phút này, trong lòng của hắn cuối cùng là sinh sôi một chút hối hận tâm tình, chỉ có điều, một bước sai, từng bước sai, cái này triệu phi nhất định vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi kịp diệp thần phong, nhất định sẽ bị vương lực bọn họ cho từng chút từng chút vung 10 vạn 8 ngàn bên trong. chương 1056, rất có cỏ mồi tiềm chất. Phong vệ doanh, diệp thần phong biệt thự trong đại sảnh. Diệp Đông Kiện Chủng Vũ Khôn Minh là cầm dư lão gia tử bọn người dẫn tới. Diệp Đông Kiện Chủng Vũ Khôn Minh hoàn toàn xung làm lên phục vụ sinh nhân vật. Tại để cho dư lão gia tử bọn người theo thứ tự nhập tỏa về sau, hai người bọn họ phân biệt cho những này lão gia tử pha một ly nóng hổi nước trà. Về phần diệp thần phong mẫu thân tôn Mỹ cầm chủng võ hiểu phỉ các loại chúng nữ, các nàng tại biệt thự trong đại sảnh phối hợp tìm chỗ ngồi xuống đến, tôn Mỹ cầm là đánh giá diệp thần phong chỗ này biệt thự, khóe miệng nàng bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, hiểu phỉ, tất nhiên thần phong tại cái này phong vệ doanh bên trong có biệt thự này, như vậy chúng ta về sau dứt khoát ở chỗ này tốt, dù sao ta xem biệt thự này cũng rất rộng rãi đầy đủ ở lại chúng ta những người này chúng ta ở chỗ này không có việc gì thời điểm có thể cùng một chỗ đánh một chút mạt trượt chờ thần phong nhàn rỗi hạ xuống thời điểm chúng ta lại có thể bồi tiếp thần phong chủ yếu nhất là các ngươi có thể nỗ lực trùng thần phong cho ta miễn cưỡng tôn tử tôn nữ tư vũ trong bụng hài tử tiếp qua mấy tháng sẽ phải xuất sinh các ngươi có thể cả đám đều không cần rơi xuống hạ phong Tại tôn Mỹ cầm cầm trong nội tâm ý nghĩ nói ra về sau, võ hiểu phỉ các loại chúng nữ trong đôi mắt đẹp nhất thời phóng xuất ra quang mang đến, khi nhìn đến từ tư vũ bụng ngày ngày lớn, võ hiểu phỉ các loại chúng nữ trong nội tâm như thế nào lại ngay cả một điểm ý nghĩ cũng không có chứ. Võ hiểu phỉ xem như diệp thần phong trên danh nghĩa chính thức vị hôn thê, nàng nhấp nhấp môi đỏ, nói ra, ngủ, vậy chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này ở lại, chỉ cần lại để cho thần phong giúp chúng ta chuẩn bị một chút thường ngày đồ dùng là được rồi. Tiểu nha đầu đường hân, nàng nhìn thấy hôm nay có thể cùng nàng thần phong ca ca cùng một chỗ, nàng để là không ngậm miệng được, nói ra, mụ, hân nhi nhất định cho ngài miễn cưỡng cái trắng trắng mập mập đại tôn tử. Tôn Mỹ cầm nhìn thấy đường hân bộ dáng khả ái, nàng ôn nhu vỗ vỗ đường hân mở u bàn tay, nói ra, mụ liền biết hân nhi người lớn nhất ngoan, thần phong tiểu tử này có thể có được các ngươi nhiều như vậy xinh đẹp nàng dâu đây là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí một bên khác tại tôn mỹ cầm bọn người cười ha hả nói chuyện trời đất đợi dư phong niên các loại cao tầng cũng trò chuyện là quên cả trời đất nhất hào thủ trưởng dư phong niên hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi thổi về sau hắn hơi hơi nhấp một cái mùi thơm ngát bốn phía nước trà nói ra chấn hồng ta thế nhưng là thật hâm mộ ngươi có thần phong cái này tốt tôn tử a à. Ngươi xem một chút thần phong bây giờ đem cái này phong vệ doanh là quản lý ngay ngắn rõ ràng, ta xem cái này phong vệ doanh bên trong tùy tiện một người, cái này nếu là phóng tới bên ngoài cũng là tuyệt thế cao thủ. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn cũng vội vàng tiếp lời đến, hắn mắt nhìn một bên Diệp Đông Kiện chủng Vũ Khôn Minh, nói ra, "Trấn Hồng, nhà ngươi Đông Kiện, còn có Vũ lão đầu nhà Khôn Minh, nói câu không dễ nghe, bọn họ nguyên lai like nhiều nhất chỉ là bình thường nhân vật mà thôi." nhưng bây giờ ngươi xem một chút hai người bọn họ tại thần phong điều giáo dưới, bọn họ là hoàn toàn thoát thai hoán cốt, cái này hai tiểu tử cũng không có việc gì ngay tại kinh thành tất cả đại quân khu bên trong mù đi dạo, hai người bọn họ có thể đã trở thành kinh thành trong quân khu hiển nhiên thần tượng. Cần phải là bắt bọn hắn hai cái chủng thần phong so sánh, bọn họ nhưng so sánh thần phong cách biệt quá xa quá xa. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng nghe được sư phong niên chủng dương viễn khích lệ hắn tôn tử, trên mặt hắn nụ cười là càng phát ra rực rỡ, khiêm tốn nói ra, lão sư dư, lão dương, các người đây là khuếch đại tử A. Ngồi ở một bên võ lão gia tử Vũ An Quốc, hắn cũng mở miệng nói, chấn hồng, lão dư chủng lão dương cũng không phải tại khuếch đại tử, nhà ta tiểu tử kia không cùng lấy thần phong trước đó, hắn cũng là một bãi đỡ không nổi tường bùn nháo, người nhìn nhìn lại khôn minh tiểu tử này hiện tại đa thần khí A thần phong người cháu rể này tại ta vũ an quốc xem ra là thật là không có lại nói, chỉ là tiểu tử này vận đào hoa quá mạnh một điểm. Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương cũng cười nói ra, đúng, đúng, đúng. Lúc trước ta còn kém chút lọt mất thần phong cháu gái này tế đây. Cũng may sau cùng thần phong vẫn là trùng tuyết linh nhà đầu này đi cùng một chỗ, bằng không đời ta không phải phải hối hận chết. An Quốc, Hồng Phương, các ngươi hai cái bớt ở chỗ này chiếm tiện nghi lại khoe mẽ, các ngươi là mò lấy một cái hoàn mỹ tôn nữ tế, hôm nay ta trừ đến xem thần phong bên ngoài, ta còn dự định thương lượng với chấn Hồng một việc. Sư phong niên trên mặt hiển hiện một vòng như hồ ly nụ cười. Diệp Trấn Hồng nghi hoặc hỏi, lão sư, ngươi có chuyện gì tình cứ nói đi, không cần đến như thế quanh co lòng vòng. Không đợi dư phong niên mở miệng trả lời, vụ an quốc liền mở miệng, Trấn Hồng, ta nhìn lão sư là nhớ thương bên trên chúng ta thần phong, ta có câu cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, thần phong hiện tại thân bên cạnh nữ nhân thế nhưng là đủ nhiều, nếu là cho thần phong tới giới thiệu đối tượng, ta xem lão sư ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Sư phong niên xấu hổ cười cười, nói ra, an quốc, không có người nói như vậy, ta đại nhi tử nữ nhi dư thi thi, bây giờ ở kinh thành đại học hơn ba đến trường, ta cái này tôn nữ thế nhưng là kinh thành trong đại học nổi danh mỹ nữ, dù sao ta để cho nha đầu kia lại hướng phong vệ doanh bên này, hôm nay trước hết để cho nha đầu kia trùng thần phong gặp mặt một lần lại nói, nói không chừng hai người bọn họ đối đầu mắt đâu. Sư lão đầu, người cũng quá vô sỉ một điểm A. À. Người vậy mà chỉ lo tôn nữ của người hạnh phúc. Đúng A, à, sư lão đầu, người trước đó cũng không thông báo chúng ta một tiếng. Cũng tốt để cho chúng ta tôn nữ chuẩn bị một chút A. À. Ở đây hơn cao tầng đang nghe Dư Phong Niên lời nói về sau, bọn họ là từng cái nhao nhao lao nhao đứng lên, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong nghiêm chỉnh là một cái bánh trái thơm ngon. Một bên số hai thủ trưởng Dương Viễn, hắn cũng không dễ ý tứ mở miệng, chấn hồng, nếu hôm nay ta cũng cho ta tôn nữ Dương Thiên Mỹ Nhi tới phong vệ doanh, ta cái này tôn nữ đồng dạng là kinh thành đại học Mỹ nữ, còn cùng Dư Lão đầu tôn nữ là hảo tỉ muội về sau làm cho các nàng cùng với Thần Phong, như vậy cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Thao, Dương lão đầu, ta nhìn người chủng dư lão đầu là thương lượng xong ha. Các ngươi thật sự là quá bị ổi. Ta xem hôm nay chúng ta là không đùa. Bất quá thần phong bên người mỹ nữ như mây có thể hay không để ý các ngươi hai cái tôn nữ, cái này còn nói không nhất định đây. Hơn kinh thành cao tầng đang nghe Dương Viễn lời nói này về sau, bọn họ từng cái là hoàn toàn không bình tĩnh đứng lên. Có thậm chí là không để ý đến thân phận nổ lên nói tục đến. Phải biết những lão già này đại bộ phận là từ trên chiến trường đi xuống. Bọn họ từng cái tính khí thế nhưng là táo bạo vô cùng. Diệp Trấn Hồng nghe hùng hùng hổ hổ tiếng ồn ào. Tâm tình của hắn ngược lại là 10 phần không tệ. Cháu mình có thể trở thành những lão già này trong mắt bánh trái thơm ngon. Hắn thấy đây cũng là một loại vinh diệu. Lại nói nếu như Diệp ra còn có thể chủng dư ra. Dương ra quan hệ thống ra đây đối với Diệp ra tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, chỉ có điều, Diệp lão gia tử còn phải xem cháu mình Diệp thần phong ý kiến, hắn làm ra ra, hắn sẽ không đi miễn cưỡng Diệp thần phong. Đứng ở một bên đóng vai lấy phục vụ sinh Diệp đông kiện chủng vũ khôn minh, bọn họ vừa mới đang nghe Dương Viễn nửa câu đầu khích lệ thời điểm, hai người bọn họ trong nội tâm là vui xì xì, có thể sau khi nghe được nửa câu rèm pha về sau, hai người bọn họ là hận không thể tìm địa động chui xuống dưới, nhưng bọn hắn biết mình xác thực không có cách nào chủng Diệp Thần Phong so sánh, thậm chí bọn họ tại Diệp Thần Phong trước mặt liền xem như trưởng bối uy nghiêm cũng không có. Có thể Diệp Đông Kiện chủng Vũ Khôn Minh hai người này, bọn họ nghe được Sư Phong Niên chủng Dương Viễn là đến cho Diệp Thần Phong giới thiệu đối tượng, với lại giới thiệu đối tượng vẫn là hai vị này lão gia tử thương yêu nhất tôn nữ. Cái này khiến Diệp Đông Kiện chủng Vũ Khôn Minh là hoàn toàn gặp khó, lại mà nhìn thấy dư lão đầu tử vì là Diệp Thần Phong ngay cả nói tục đều tuôn ra đến, cái này khiến hai người bọn họ càng phát ra cảm thấy thay đổi xoay, ngồi ở chỗ này thật sự là hoa hạ một đám cao tầng sao. Làm sao để bọn hắn hai cái cảm thấy những lão già này đều rất có cỏ mồi tiềm chất. Cũng may, Diệp Đông kiện trùng vũ khôn minh trước đó không có thiếu chịu Diệp Thần Phong đả kích, đối với cái này tàn khốc vô cùng hiện thực, trong lòng bọn họ mặt là một bên chảy nước mắt, một bên tiếp nhận. Bởi vì dư lão gia tử bên này tiếng nói chuyện cũng không kém, một bên tôn Mỹ cầm chủng võ hiểu phỉ bọn người nghe thấy, đang nghe dư phong niên chủng dương viễn muốn cho Diệp Thần Phong giới thiệu nữ nhân về sau, võ hiểu phỉ, bạch tuyết linh, từ tư vũ chủng triệu huyền đình các loại chúng nữ, các nàng từng cái cầm mày nhăn lại đến, trên mặt là một bộ như lâm đại địch biểu lộ, các nàng bên người tỉ muội đã là đủ nhiều, trước đó là Diệp Thần Phong chính mình tìm trở về nữ nhân, lần này là dư phong niên chủng dương viễn giới thiệu. Cái này khiến trong lòng các nàng là không thể đủ tiếp chịu, nghĩ đến phải làm thế nào đem chuyện này cho quấy nhiễu. chương 1057, người đừng vọng tưởng đạt được ta. Phòng vệ doanh ngoài cửa lớn cách đó không xa trên đất trống, một cỗ giã tính 10 phần Hammer đang tại hướng về phòng vệ doanh bên này cấp tốc chạy tới. Điều khiển chiếc này Hammer là một tên hơn 20 tuổi mỹ nữ, nhọn cái cằm, ngang tai tóc ngắn, trên người mặc một kiện hát sắc áo thun, thân dưới mặc một đầu quần sóc ngắn, hai đầu trắng noãn cặp đùi đẹp là hiện ra trong không khí, tên này điều khiển xe hammer mỹ nữ, nàng cũng là dư lão gia tử tôn nữ dư thi thi. Tại chiếc này xe hammer tay lái phụ bên trên, ngồi một tên tương đối cổ điển mỹ nữ, nhu hòa khuôn mặt, rối tung ở đầu vai tóc dài, mặc trên người một kiện lam sắc váy đầm, một cái nhân mày một nụ cười ở giữa là nữ nhân vị mười phần, Nàng chính là dương lão gia tử tôn nữ dương thiên mỹ nhi Cái này dư thi thi chủng dương thiên mỹ nhi hoàn toàn thuộc về hai loại cực đoan hình mỹ nữ Hai người bọn họ trên thân nước Mỹ cũng không có một tia giống nhau địa phương Dư thi thi chủng dương thiên mỹ nhi là đồng thời biết được gia gia mình Muốn đem hai người bọn họ giới thiệu cho diệp thần phong sự tình Cho nên bọn họ hai cái dứt khoát liền cùng một chỗ tới Nhưng là dư thi thi chủng dương thiên mỹ nhi thân là thiên chi kiêu nữ trong lòng các nàng khẳng định vô pháp tiếp nhận một chồng đa thê, lại mà liên quan tới Diệp Thần Phong đủ loại sự tình đã sớm ở Kinh Thành đặc biệt vòng tròn bên trong lưu truyền ra đến. Bất quá, Kinh Thành rất nhiều năm người tuổi trẻ đều không có gặp qua hiện tại Diệp Thần Phong, bọn họ lúc trước nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong vẫn là một cái hoạn có hoảng sợ chứng ngu ngốc, về sau Diệp Thần Phong các loại như bê sự tích không ngừng ở Kinh Thành truyền ra. Cái này khiến rất nhiều kinh thành đại gia tộc tiểu thư chủng thiếu gia, trong nội tâm đều đang hoài nghi những chuyện này đến có phải là thật hay không. Bọn họ càng muốn đi tin tưởng liên quan tới Diệp Thần Phong sự tình cũng là lời đồn, nói hiểu thêm một điểm, bọn họ vô pháp tiếp nhận một cái ngu ngốc tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, vậy mà nhất phi trùng thiên. Thi Thi, thế nào? Người đối với Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú không? Ta nghĩ người ra ra không có ít tại trước mặt ngươi nói lên Diệp Thần Phong được rồi hôm qua ra ra của ta thế nhưng là lại nhải lỗ tai ta bên trong đều muốn lên kén. Dương Thiên Mị Nhi Vũ Mị cười nói. Đang lái xe dư thi thi, nàng lông mày hơi nhíu nhăn, nói ra, Mị Nhi, người nói Diệp Thần Phong thật có tốt như vậy sao? Ta nhớ được chúng ta tại mấy năm trước gặp qua hắn một lần, lúc kia hắn chỉ là một cái để cho người ta trêu đùa ngu ngốc. Coi như hắn đần độn mau bệnh hoàn toàn tốt, hắn hẳn là cũng không có theo như đồn đại lợi hại như vậy a. À. Dương Thiên Mỹ Nhi hơi hơi gật gật đầu, nói ra ta xem Diệp Thần Phong danh tiếng rất có thể là Diệp ra Diệp Lão ra tử cố ý chế tạo ra, mà Diệp ra bây giờ phát triển phong sinh thủy khởi, mọi người chúng ta trong tộc nữ nhân bình thường chỉ có vì gia tộc hy sinh phân. Thế nhưng là Mỹ Nhi, vẻn vẹn muốn cùng Diệp ra quan hệ thống ra lời nói, ta cũng là sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là lần này ra ra người cùng ta ra ra lại muốn đem chúng ta hai cái cùng một chỗ giới thiệu cho Diệp Thần Phong cái này đúng trọng tâm nhất định có cái gì kỳ quặc tồn tại. Dư thi thi cao mày nói ra, Dương Thiên Mỹ Nhi vuốt vuốt trên trán sợi tóc, nói ra yên tâm đi. Dù sao ta hôm nay chỉ là tới đi 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 ngang qua sân khấu, đúng, Đồng Hùng Ôn Hòa Tiêu Sơn hôm qua cũng nghe nói chúng ta sự tình. Hôm nay đồng gia lão gia tử và dịch gia lão gia tử đều tại phong vệ doanh bên trong, ta xem hai người này 89 phần 10 cũng tới tại đây, đến lúc đó để bọn hắn hai cái ở chỗ này làm ẩm ý một chút, Diệp Thần Phong có phải hay không bao cỏ liền vừa nhìn thấy ngay cái này Đồng Hùng Ôn Hòa Tiêu Sơn đồng dạng cũng là kinh thành sinh viên đại học bên trong Đồng Hùng ưa thích Dư thi thi mà dễ dàng Tiêu Sơn ưa thích Dương Thiên Mị Nhi Đồng Hùng Ôn Hòa Tiêu Sơn từ nhỏ cũng là tại trong quân khu lớn lên hai người này tuy nói bây giờ vẫn là học sinh nhưng là thực lực bọn hắn không có chút nào biết buôn loại việc binh sai nghe được đồng hùng ôn hòa tiêu sơn cũng phải tới phong vệ doanh dư thi thi biết hôm nay phong vệ doanh cần phải náo nhiệt đồng hùng ôn hòa tiêu sơn là hai năm này xuất hiện hoàn người nói pha tiếng đệ theo diệp thần phong thoát ly kinh thành hoàn khoa vòng tròn tống gia diệt phong bây giờ đồng hùng ôn hòa tiêu sơn có thể nói là kinh thành hoàn khoa vòng tròn bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật dẫn đầu hai người bọn họ đều là không sợ trời không sợ đất người dư thi thi trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu như đồng hùng ôn hòa tiêu sơn thật đến, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ để bọn hắn có chừng có mực, dù sao hôm nay hoa hạ tất cả đại cao tầng đều tại, đến sau cùng náo tan dã trong không vui, hai chúng ta có thể trả không nổi trách nhiệm này. Tại dư thi thi chủng dương thiên mị nhi sắp đến phong vệ doanh thời điểm. t r u i e n c u a t u i n e t diệp thần phong ích ngô quốc thiên chủng vương lực bọn người, bọn họ cũng không có đi để ý tới quỳ trên mặt đất đương nhiệm binh vương tổ thống soái triệu phi diệp thần phong chủng ngô quốc thiên vừa nói vừa cười hướng về phong vệ doanh bên trong biệt thự đi ra làm diệp thần phong bước vào biệt thự trong đại sảnh hắn nhất thời cảm giác trong đại sảnh bầu không khí có chút không thích hợp không riêng gì mẫu thân hắn chủng một đám nữ nhân nhìn xem hắn liền liền tại trận cao tầng cũng có nhiều ý vị nhìn xem hắn tiền nhiệm binh vương tổ thống soái ngô quốc thiên cười nói các ngươi từng cái làm cái gì vậy? Có cần phải nhìn như vậy lấy thần phong sao? Nhất hào thủ trưởng dư phong niên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng về sau, nói ra, thần phong, hôm nay dư gia gia ta chuẩn bị đem ta thương yêu nhất tôn nữ dư thi thi giới thiệu cho ngươi, không phải dư gia gia ta khoác lác, tôn nữ của ta tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, ngươi xem khẳng định sẽ thích. Số hai thủ trưởng Dương Viễn cũng lập tức mở miệng nói, thần phong, ta đồng dạng muốn đem ta thương yêu nhất tôn nữ Dương Thiên Mị Nhi giới thiệu cho ngươi, tôn nữ của ta một chút cũng so dư lão đầu tôn nữ kém, thần phong, ngươi thấy thế nào? Khó trách ở đây nhiều người như vậy lấy loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Hiện tại Diệp Thần Phong rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hắn mắt nhìn một bên võ hiểu phỉ các loại chúng nữ, bên cạnh hắn nữ nhân đã là đủ nhiều, lại mà, trước mắt Diệp Thần Phong tăng thực lực lên chủng sáng tạo một nhóm cường hãn linh hồn lực chiến sĩ, hắn thấy mới là trọng yếu nhất sự tình hắn nào có ở không đi nói chuyện yêu đương có thể đang lúc diệp thần phong muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm dư lão ra tử lại lần nữa nói chuyện thần phong như vậy đi các ngươi có thể hay không cùng một chỗ ta sẽ không tham dự vào bất quá tôn nữ của ta cũng nhanh muốn đến phong vệ doanh các ngươi có phải hay không gặp mặt lại nói một bên dương viễn cũng liền vội vàng gật đầu nói ra đúng vậy a à. thần phong Tôn nữ của ta Dương Thiên Mị Nhi phi thường sùng bái ngươi a, à. ngươi cũng không thể đủ để cho ta tôn nữ uổng công một chuyến a. À. Sau cùng thậm chí ngay cả mặt ngươi cũng không có gặp. Nghe được sư phong niên chủng Dương Viễn đều đem lời nói đến đây cái phân thưởng, Diệp Thần Phong lại đi cự tuyệt cũng có chút không tốt lắm. Dù sao cũng chỉ là gặp một cái mặt mà thôi. Diệp Thần Phong là tuyệt đối không sẽ cùng Dư Thi Thi, Dương Thiên Mị Nhi cùng một chỗ. Thế là hắn nói ra, được rồi sư lão gia tử ích dương lão gia tử, đã các ngươi tôn nữ cũng đã gần muốn tới, như vậy ta hiện tại liền đi cùng các nàng gặp một lần. Sư lão gia tử trùng dương lão gia tử nhìn thấy Diệp Thần Phong đáp ứng về sau, hai người bọn họ lúc này mới buông lỏng một hơi, sư phong niên nói ra, chúng ta mấy cái lão đầu tử ở chỗ này tiếp tục tâm sự, các ngươi người trẻ tuổi bận biểu việc của mình đi thôi. Diệp Thần Phong là hướng về bên ngoài biệt thự đi đến, tại đi qua võ hiểu phỉ các loại chúng nữ bên cạnh thì hắn thấp giọng nói ra, các vị lão bà, các ngươi yên tâm tốt, các ngươi lão công ta tạm thời không có cho các ngươi gia tăng tỉ muội dự định. Diệp thần phong những lời này là đổi lấy võ hiểu phỉ các loại chúng nữ lúc thì trắng mắt. Cái này dư thi thi chủng dương thiên mị nhi cũng không nhận ra diệp thần phong biệt thự, cho nên diệp thần phong vẫn phải muốn đi một chuyến phong vệ doanh cửa ra vào, làm Diệp Thần Phong lần nữa đi vào gió vệ bổ cửa ra vào thì vừa mới quỷ trên mặt đất Triệu Phi đã rời đi, bởi vì cửa ra vào có bảo hộ rất nhiều cao tầng lão đầu tử võ cảnh chấn giữ lấy, cho nên Diệp Thần Phong liền để trước kia chấn giữ đại môn phong vệ đội thành viên cho tạm thời triệt hạ tới. Tại Diệp Thần Phong đi vào phong vệ doanh cửa ra vào không bao lâu, một cỗ xe Hammer liền chậm rãi lái vào phong vệ doanh bên trong, cửa ra vào cầm trong tay hỏa lực vũ khí võ cảnh cũng không có ngăn cản, bọn họ hẳn là nhận được sư phong niên mệnh lệnh. Xe Hammer tại phòng vệ doanh bên trong dừng lại về sau, tư thế hiên ngang dư thi thi chủng cổ điển Vũ Mị Dương Thiên Mị Nhi bước xuống xe, hai nàng này người lúc trước gặp qua Diệp Thần Phong, các nàng liếc một chút liền nhận ra đứng tại cửa ra vào Diệp Thần Phong, dư thi thi nhìn thấy chung quanh không có người khác tại, nàng trực tiếp đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không cần vọng tưởng đạt được ta dương thiên mị nhi cũng đi tới vừa cười vừa nói diệp thần phong người bộ dáng cũng không tệ bất quá hôm nay ta chỉ là tới nơi này đi cái đi ngang qua sân khấu giữa chúng ta là căn bản không có khả năng đây chính là cái gọi là phi thường sùng bái ta diệp thần phong nhìn xem trước mặt trực tiếp làm dư thi thi chủng dương thiên mị nhi trong lòng của hắn là một trận cười khổ hắn đây là chọc ai gây người nào trước mặt hai nàng này người tự ngã cảm giác không khỏi cũng quá đỡ một ít ha. Trường 1058, thần phong mị lực các ngươi không biết. Diệp thần phong từ trước đến nay là một cái không thích dùng mặt nóng đi dán mông lạnh người. Ở trước mặt hắn liền xem như mỹ nữ cũng không có cái đặc quyền này. Hắn nhìn xem trước mặt tràn đầy tự tin dư thi thi chủng dương thiên mị nhi. Hai nàng này người trong đôi mắt đẹp thậm chí còn mang theo một tia khinh thường vẻ mặt. Cái này khiến Diệp Thần Phong là càng thêm không cần đến nhường nhịn, hắn tùy ý nhún nhún vai, nói ra các ngươi hai cái xác định là tại nói chuyện với ta. Ta lúc nào muốn cho các ngươi hai cái cùng một chỗ? Ta là xem ở Dư lão gia tử trùng dương lão gia tử trên mặt mũi, ta mới đến cùng các ngươi gặp một lần, bằng không ta nào có rảnh rỗi như vậy công phu cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Dư Thi Thi trùng dương thiên mỹ nhi bị Diệp Thần Phong lời nói này cho sặc đến Bình thường nơi nào có nam nhân dám đối với các nàng nói như vậy. Cái này khiến hai người bọn họ khí là sắc mặt đỏ lên một mảnh, Dương Thiên Mị nhi hai tay chống nạnh nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không cần ở chỗ này trang. Chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta hai cái liền không có bất luận cái gì một điểm ý nghĩ? Hừ, Dư Thi Thi trong lỗ mũi là khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói ra, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật, Diệp Thần Phong Ngươi nếu là một người nam nhân liền cho ta thống thống khoái khoái một chút." Diệp Thần Phong buông buông đều, nói ra, "Ta thế nào cảm giác các ngươi như thế không khỏi rượu đâu? Ta Diệp Thần Phong lúc trước có đi đi tìm các ngươi sao? Hôm nay là các ngươi hai cái tới nơi này tìm ta, vừa lên tới liền nói một chút tự cho là đúng lời nói, các ngươi hai cái chẳng lẽ coi là trên cái thế giới này nữ nhân chết hết sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta Diệp Thần Phong đói khát đến muốn tới liếm các ngươi chân?" tốt, đã các ngươi hai cái là tới qua loa, như vậy hiện tại chúng ta xem như đã gặp mặt, đợi chút nữa ta chủng dư lão gia tử, dương lão gia tử nói một chút. Giữa chúng ta là căn bản không đùa, nói, Diệp Thần Phong muốn quay người rời đi. Diệp Thần Phong, ngươi dừng lại cho ta, tư thế hiên ngang dư thi thi bất mãn quát. Diệp Thần Phong, người bộ này không kiên nhẫn bộ dáng tính là gì. Chẳng lẽ ngươi là muốn dựa vào dạng này tới hấp dẫn chúng ta chú ý lực sao? Dương Thiên Mị Nhi đối với mình bộ dáng vẫn là vô cùng có tự tin, nàng không tin Diệp Thần Phong đối với nàng không có chút nào tâm động. Mà trốn ở cách đó không xa đầu ngã dễ võ hiểu vì các loại chúng nữ, tại Diệp Thần Phong rời đi biệt thự về sau, các nàng cũng vụng trộm cùng lên đến, các nàng tuy nhiên không hy vọng bên cạnh mình lại nhiều gia tỉ muội đến nhưng là các nàng cũng tuyệt đối không cho phép người khác dèm pha Diệp Thần Phong, tại vừa mới dư thi thi chủng Dương Thiên Mị Nhi vinh váo tự đắc trực tiếp cự tuyệt Diệp Thần Phong thời điểm. Cái này để cho võ hiểu phỉ trong lòng các nàng tràn ngập phản cảm, mà bây giờ Diệp Thần Phong muốn rời khỏi, dư thi thi chủng Dương Thiên Mị Nhi ngược lại dây dưa bên trên. Cái này khiến võ hiểu phỉ các nàng là không thể chịu đựng được, phải biết võ hiểu phỉ các nàng lúc trước có người nào không phải thiên chi kiêu nữ. Nói chuyện đến tính khí, các nàng so dư thi thi chủng dương thiên mị nhi được không đi nơi nào, các nàng tại diệp thần phong bên người mới cải biến chính mình tính khí. Võ hiểu phỉ các loại chúng nữ đang nhìn nhau liếc một chút về sau. Các nàng hướng thẳng đến diệp thần phong phương hướng đi qua, lấy diệp thần phong nhạy cảm cảm thấy năng lực, hắn là đã sớm phát hiện võ hiểu phỉ bọn người, mà dư thi thi chủng dương thiên mị nhi khi nhìn đến võ hiểu phỉ các loại khuynh quốc huynh thành mỹ nữ về sau, Hai người bọn họ không khỏi sửng sốt, các nàng cũng nghe nói Diệp Thần Phong bên người mỹ nữ như mây. Chẳng lẽ những người này cũng là Diệp thần phong nữ nhân sao? Các ngươi hai cái không khỏi cũng quá có tự tin một điểm. Vì sao ta lão công nhất định phải thích các ngươi? Chẳng lẽ cũng bởi vì các ngươi bộ dáng sao? Kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh băng lãnh chất vấn. Các ngươi cho rằng thần phong ca ca không xứng với các ngươi? ta xem là các ngươi không xứng với thần phong ca ca mới đúng, tỉ muội chúng ta trong đám không chào đón các ngươi dạng này người. Tiểu nha đầu đường hân phồng lên miệng nói ra, nàng luôn luôn là lớn nhất giữ gìn nàng thần phong ca ca. Thần phong mị lực các ngươi hai cái như thế nào lại hiểu? Nếu như các ngươi thật hiểu, như vậy chỉ sợ các ngươi hai cái chết cũng phải quấn lấy thần phong. Kinh thành quân khu nữ thần ninh Vũ Đình cũng lập tức mở miệng nói dư thi thi chủng dương thiên mị nhi nghe chúng nữ liên tục giữ gìn diệp thần phong các nàng là hoàn toàn ngây người các nàng gặp qua kinh thành đệ nhất mỹ nữ bạch tuyết linh chủng quân khu nữ thần ninh vũ đình bọn người phải biết những nữ nhân này thế nhưng là kiêu ngạo đến thực chất bên trong cái này khiến hai người bọn họ không nghĩ ra những nữ nhân này vì sao chịu đi theo diệp thần phong với lại lẫn nhau ở giữa còn có thể ở chung như thế hòa hợp diệp thần phong hào hứng không sai tiện tay ôm võ hiểu phỉ eo nói ra các ngươi hai cái hiện tại hẳn phải biết. Các ngươi bộ dáng đối với ta một điểm sức hấp dẫn cũng không có, trong mắt của ta các ngươi cũng chỉ là không có lớn lên tiểu muội muội mà thôi, tốt, các ngươi hai cái vẫn là cho ta ngoan ngoãn trở lại đến trường. Sư thi thi chủng dương thiên mỹ nhi hai người này, các nàng lúc trước đâu chịu nổi dạng này ủy khuất. Đầu tiên là bị bạch tuyết linh các loại một đám tuyệt sắc mỹ nữ của trách một phen, lại mà bị diệp thần phong cho tuyệt địa phản kích, cái này khiến hai người bọn họ sắc mặt là càng phát ra đỏ lên, thậm chí trong hốc mắt đều có chút ướt át. Đang lúc lúc này, một cỗ màu đen lao vụt tại phòng vệ doanh cửa ra vào tới một cái xinh đẹp vung đuôi, đón lấy, hai cái hơn 20 tuổi thanh niên từ trên xe đi xuống, bên trong một cái lưng hùm vai gấu chính là đồng hùm, một cái khác hơi gầy yếu một chút chính là dịch tiêu sơn, hai người bọn họ là tới ngăn cản dư thi thi, dương thiên mị nhi chủng diệp thần phong gặp mặt chấn giữ tại cửa ra vào võ cảnh đội viên, bọn họ khi nhìn đến một cỗ lao vụt cấp tốc lái tới về sau, ban đầu bọn họ từng cái là cầm trong tay súng cho dơ lên, nhưng là khi nhìn đến đồng hùng cùng dịch tiêu sơn về sau, bọn họ lập tức lại đem súng đem thả hạ xuống. Rất rõ ràng bên trong có người là nhận biết đồng hùng cùng dịch tiêu sơn. Đồng hùng cùng dịch tiêu sơn từ lao vụt bên trên đi xuống về sau, hai người bọn họ là nhanh chân hướng phía dư thi thi, thi chủng dương thiên mị nhi đi qua, khi bọn hắn nhìn thấy dư thi thi chủng dương thiên mị nhi tâm tình không đúng đồng hùng vội vàng hỏi thi thi mị nhi các ngươi hai cái đây là làm sao mà dịch tiêu sơn thì là đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong nói ra thi thi mị nhi có phải hay không hỗn đản này khi dễ các ngươi dư thi thi chủng dương thiên mị nhi đã không có trả lời cũng không có phủ nhận cái này khiến đồng hùng cùng dịch tiêu sơn ánh mắt trở nên bất hữu thiện đứng lên đồng hùng cười lạnh nói đúng người chính là Diệp Thần Phong, cái kia lúc trước Diệp ngu ngốc. Ta lúc trước gặp qua người bị tống ra tống chung trêu đùa lấy chơi, tranh thủ thời gian tới cho thi thi chủng Mị Nhi xin lỗi, không nên ép ta động thủ. Đúng, không cần ngây ngốc lấy, vội vàng xin lỗi. Dịch tiêu sơn cũng lập tức phụ họa nói. Cái này khiến dư thi thi chủng dương thiên Mị Nhi hướng phía Diệp Thần Phong lộ ra một bộ đáng đời ngươi vẻ mặt, mà một bên ninh vũ đình đứng ra, quát, đồng hùng, dịch tiêu sơn, các ngươi hai cái có phải hay không lại thiếu giáo huấn. Vừa mới đồng hùng cùng dịch tiêu sơn vào xem lấy chú ý Diệp Thần Phong, bọn họ không có cỡ nào dò xét Diệp Thần Phong nữ nhân bên cạnh, bọn họ cũng muốn tại dư thi thi chủng Dương Thiên Mị Nhi trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, đang nghe Ninh Vũ Đình lời nói về sau, hai người bọn họ nhất thời đồng tử phóng đại, lễ độ cung kính nói ra, Ninh huấn luyện viên, ngài làm sao ở chỗ này. Cái này Đồng Hùng cùng Dịch Tiêu Sơn đã từng cũng là tiếp thụ qua Ninh Vũ Đình huấn luyện. Ninh Vũ Đình tức giận nói ra, các ngươi hai cái để cho ta nam nhân nói xin lỗi, ngươi nói ta làm sao lại ở chỗ này. Nam nhân của ngươi. Đồng Hùng cùng Dịch Tiêu Sơn ánh mắt chừng đến càng thêm lớn. Nhìn đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Bạch Tuyết Linh chủng võ hiểu phí các loại chúng nữ, cả đám đều là ánh mắt bất hữu thiện nhìn xem bọn họ, cái này khiến hai người bọn họ là liên tục nuốt nước bọt. Diệp Thần Phong trước khi đi một bước, vừa cười vừa nói, tại mấy năm trước, Tống Trung sắc thực trêu đùa qua ta, nhưng bây giờ Tống ra đi nơi nào? Bạch, 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 nghe Diệp Thần Phong câu nói này, nhìn xem Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười, đồng hùng, dịch tiêu sơn, dư thi thi chủng dương thiên mị nhi, bọn họ đều không phải là ngu xuẩn người, từng cái trên lưng bất thình lình dùng mình đứng lên, bọn họ ý đồ muốn từ Diệp Thần Phong biểu hiện trên mặt trông được ra một chút đầu mối tốt, ta cũng không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi nói mò, ta có thể cho các ngươi hai cái một cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đụng phải y phục của ta, ta liền cho các nàng hai cái xin lỗi. Nói, Diệp Thần Phong thân ảnh hướng thẳng đến Đồng Hùng cùng Dịch Tiêu Sơn lao đi, cái này khiến Đồng Hùng cùng Dịch Tiêu Sơn căn bản không có suy nghĩ thời gian, bọn họ chỉ có thể lập tức chủng Diệp Thần Phong đối chiến. Đồng Hùng nói ra, muốn đụng phải quần áo ngươi còn không đơn giản mặc kệ ngươi vừa mới trong khi nói chuyện khác gì ý tứ ngươi liền đợi đến xin lỗi dịch tiêu sơn cũng nói nhưng mà coi như đồng hùng cùng dịch tiêu sơn đưa tay đi bắt diệp thần phong y phục thì diệp thần phong trong thân thể linh hồn lực tràn ra tới trực tiếp đánh vào đồng hùng cùng dịch tiêu sơn ở ngực khiến cho hai người này thân thể là bay rớt ra ngoài xa năm sáu mét cái này khiến dư thi thi chủng dương thiên mỹ nhi xem là sửng sốt một chút hai người bọn họ thế nhưng là biết Đồng Hùng cùng Dịch Tiêu Sơn thực lực, Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả cũng không đụng tới Đồng Hùng cùng Dịch Tiêu Sơn, liền đem hai người này cho đánh bay ra ngoài, cái này khiến Dư Thi Thi chủng Dương Thiên Mị Nhi nhớ tới vừa mới Ninh Vũ Đình nói một câu, Thần Phong mị lực các ngươi hai cái như thế nào lại hiểu. Chương 1059, truyền kỳ nhân vật. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chuyện gì xảy ra? sư phong niên các loại một đám lão gia tử tại trong biệt thự ngồi sau khi, bọn họ thật sự là ngồi không yên, cho nên bọn họ cùng đi nhìn xem Diệp Thần Phong cùng Dư Thi Thi, Dương Thiên Mị Nhi trò chuyện thế nào. Ai biết bọn họ vừa mới đi đến phong vệ doanh cửa ra vào thì liền thấy đồng hùng cùng dịch tiêu sơn bay rất ra ngoài hình ảnh. Một đám cao tầng bên trong đồng lão gia tử cùng dịch lão gia tử, hai người bọn họ nhìn thấy cháu mình xuất hiện tại phong vệ doanh, đồng lão gia tử lập tức đứng ra đối đồng hùng quát, người cái thằng nhãi con, không hảo hảo trong trường học đi học, người tới đây hồ nháo cái gì. Dịch lão gia tử cũng liền bận biểu đối dịch tiêu sơn, quát ngươi xem một chút chính ngươi như cái bộ dáng gì. Đều là cho chúng ta dịch ra mất mặt. Cũng may Diệp Thần Phong vừa rồi cũng không có nghiêm túc, đồng hùng cùng dịch tiêu sơn chỉ là chịu một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Bọn họ khi nhìn đến ra ra mình cùng một đám cao tầng về sau, hai người bọn họ phảng phất là lão thử gặp mèo, nhao nhao đem đầu cho buông xuống trầm thấp. Thần Phong, người nói xem, các ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp lão ra tử Diệp Trấn Hồng mở miệng hỏi. Còn không có đợi Diệp Thần Phong mở miệng trả lời, võ hiểu phỉ liền đứng ra, nói ra, ra ra, sự tình là như thế này. Võ hiểu phỉ cầm vừa mới tại đây chuyện phát sinh là từ đầu chí cuối nói một lần, nghe được dư lão gia tử, dương lão gia tử, đồng lão gia tử cùng dịch lão gia tử là khí dựng dâu trừng mắt. Một bên hơn cao tầng ngược lại là vui vẻ, từng cái cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc đứng lên. Lão sư, xem ra tôn nữ của người còn chướng mắt thần phong tiểu tử này đây. Ta nhìn ngươi cũng không cần mù dính vào. Đúng, còn có lão dương, các ngươi tôn nữ nhãn quang không khỏi cũng quá cao một chút ha. À. Nếu là tôn nữ của ta tuyệt đối sẽ không làm ra như thế cố tình gây sự sự tình. Lão đồng, tôn tử của ngươi lá gan ngược lại là đủ lớn, hắn cũng dám tìm thần phong đối chiến. Ta xem nếu không phải thần phong thủ hạ lưu tình, con cháu của ngươi trong vòng một chiêu tất nhiên sẽ bị thần phong đưa đi gặp Diêm Vương ra. Ta nói lão dịch, ngươi hẳn là phải thật tốt quản giáo quản giáo tôn tử của ngươi, còn tốt thần phong không có cùng tôn tử của ngươi chấp nhận, bằng không hôm nay tôn tử của ngươi coi như không chết, cũng khẳng định phải tàn phế. Ngươi cái bất tranh khí thằng nhãi con, người còn chưa cút tới cho thần phong xin lỗi. Đồng lão gia tử khí gấp bại hoại quát. Người cũng thất thần làm gì, cút nhanh cho thần phong tới xin lỗi. Dịch lão gia tử cũng liền bận biểu đối dịch tiêu sơn nói ra. Đồng hùng cùng dịch tiêu sơn lúc trước còn không có như thế biệt khuất qua, huống chi tại mình thích trước mặt nữ nhân, muốn cho một cái khác nam nhân nói xin lỗi, cái này khiến hai người bọn họ cảm thấy quá mất mặt, cho nên hai người bọn họ là đứng tại chỗ chậm chạp không có nhúc nhích diệp thần phong cũng không có ý định cùng những người này chấp nhận hắn mở miệng nói ra tốt các vị lão gia hôm nay sự tình liền đến này là ngừng đi cũng không cần thiết để bọn hắn hướng về ta nói xin lỗi bọn hắn cũng đều là tiểu hài tử có ai không có tuổi trẻ khí thịnh thời điểm đâu các vị lão gia muốn hay không lại đi biệt thự của ta bên trong ngồi một hồi gặp diệp thần phong như thế khoan hồng độ lược dư lão gia tử đám người trên mặt mới giảm bớt một chút tức giận dư lão gia tử mang theo ái náy nói ra, thần phong, dư gia gia ở chỗ này nói với ngươi câu thật xin lỗi, hôm nay là dư gia gia ta để ngươi khó xử, ta cũng liền không quấy dày ngươi, chờ sau đó lần lại đến cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Theo dư lão gia tử mở miệng nói xin lỗi, dương lão gia tử, đồng lão gia tử cùng dịch lão gia tử ba người này, bọn họ cũng nhao nhao hướng về diệp thần phong biểu thị chính mình áy náy. Phải biết bốn người này thế nhưng là hoa hạ kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật, Bình thường bọn họ nơi nào sẽ hướng về một cái tuổi trẻ người thấp kém xin lỗi. Cái này xem Dư Thi Thi cùng Dương Thiên Mỹ Nhi bọn bốn người là trợn mắt hốc mồm. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là Minh Bạch Diệp Thần Phong tại nhà mình lão gia tử trong lòng địa vị là phi thường trọng yếu. Diệp lão gia tử mở miệng nói, lão sư, Dư, lão dương, lão đồng, lão dịch, những này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đã các ngươi không nguyện ý ngồi một hồi nữa, như vậy các ngươi rời đi trước đi ta còn muốn cùng thần Phong thật tốt tâm sự đây." Võ lão gia tử Vũ An Quốc vừa cười vừa nói, "Đúng, đúng, ta rất lâu không cùng ta người cháu rể này nói chuyện phiếm, ta cũng lưu lại ngồi một hồi nữa." Tất nhiên Vũ lão đầu người cũng còn muốn ngồi một hồi, như vậy ta há có đi trước đạo lý." Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương cũng lập tức cười nói, "Cái này Vũ An Quốc cùng Bạch Hồng Phương nhìn thấy Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cho Diệp Thần Phong giới thiệu đối tượng sự tình thất bại, cái này khiến hai người bọn họ là tâm tình lập tức vui vẻ để làm miệng đều không ngậm miệng được tại diệp thần phong bọn người hướng về biệt thự phương hướng đi đến về sau hơn cao tầng lão đầu tử cũng ngồi xe rời đi phong vệ doanh cửa chính chỉ còn lại có dư phong niên bọn người dư phong niên nhìn xem mình bình thường yêu thương vô cùng tôn nữ dư thi thi hắn thở dài nói ra thi thi coi như ngươi không thích thần phong ngươi cũng không thể làm như thế quá mức a à. Ngươi nói thần phong có chỗ nào không xứng với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng võ hiểu phỉ cùng bạch tuyết linh các nàng đều mắt mù sao? Dương Viễn cũng giàu dĩ không vui nói ra, Mỹ Nhi, ta biết trong lòng ngươi kiêu ngạo đây. Có thể thần phong không còn là lúc trước thần phong, ngươi cho rằng kinh thành lưu truyền sự tình cũng là lời đồn sao? Thần phong năm đó ở quốc tế y học hội giao lưu bên trên ngăn cơn sóng dữ, tại hoa hạ cùng đảo quốc đặc chủng binh hội giao lưu bên trên đánh cho đảo quốc quy tôn tử té cứt té đái. Tại Nam Cảng lời đồn biến dị bệnh truyền nhiễm thì vẫn như cũ là thần phong lấy lực lượng một người hóa giải tràng tai nạn này. Thậm chí năm đó vu an quốc cùng Bạch Hồng Phương cơ hồ đến không có cứu bệnh, cái này cũng cũng là thần phong cứu chưa tốt. Sư phong niên lại tiếp lời đến, nói ra, thi thi, mỹ nhi, ta cùng lão dương là xuất phát từ hảo tâm mới an bài các ngươi cùng với thần phong, Ngươi có thể đi theo Thần Phong là các ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, đáng tiếc các ngươi không có cố mà chân quý a. À. Các ngươi biết Thần Phong tại Hoa Hạ y học giới thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Hoa Hạ sở hữu y học quyền uy tại nhìn thấy Thần Phong thời điểm, bọn họ đều muốn lễ độ cung kính xưng hô Thần Phong một tiếng sư phụ. Sư Phong niên dừng lại một chút tiếp tục nói, còn có lấy Thần Phong thực lực, tại chúng ta Hoa Hạ quân khu căn bản không có một người là đối thủ của hắn từ dưới tay hắn bồi dưỡng được tới cao thủ cũng là nhiều không kể xiết ngay tại cái này phong vệ doanh bên trong tùy tiện kéo ra tới một người chỉ sợ đều trực tiếp có thể miểu sát bất kỳ một cái nào quân khu những binh vương đó thi thi mỹ nhi các ngươi cho là mình so bạch tuyết linh cùng võ hiểu phi các nàng đều mạnh sao bạch tuyết linh cùng võ hiểu phi các nàng vì sao nguyện ý từ bỏ kiêu ngạo đi theo thần phong chẳng lẽ trong lòng các ngươi mặt liền không hảo hảo ngẫm lại sao nguyên bản có một số việc chúng ta tính toán đợi các người cùng thần phong chân chính tiến tới cùng nhau, chúng ta mới chậm rãi nói cho các người biết, có thể các người biểu hiện để cho chúng ta quá thất vọng. Dương lão ra tử than thở nói ra, các ngươi hai cái thằng nhãi con có nghe hay không? Các ngươi dư ra ra cùng Dương ra ra nói toàn bộ là sự thật, các ngươi không phải cũng tôn trọng thực lực sao? Các ngươi không phải vẫn muốn tìm thực lực cường hãn sư phụ sao? nguyên bản ta cùng lão dịch chuẩn bị mặt dày mày dạn cho thần phong nói một chút, để cho các ngươi hai cái cũng gia nhập phong vệ doanh, chỉ cần các ngươi có thể gia nhập phong vệ doanh, liền xem như một bãi bùn nháo, thần phong cũng có thể đem các ngươi nâng lên tường, đến lúc đó thực lực các ngươi muốn quét ngang một cái quân khu đều không phải là vấn đề, nhưng nhìn xem các ngươi hôm nay đều làm cái gì. Đồng lão ra từ hận sắt không thành thép nói ra. Tốt, tốt, các ngươi cũng không cần sướng sở ở chỗ này, chúng ta rời đi trước lại nói, dịch lão gia tử phất phất tay nói ra, sư thi thi, dương thiên mỹ nhi, đồng hùng cùng dịch tiêu sơn bốn người này, bọn họ nghe bốn vị lão gia tử trịnh trọng vô cùng lời nói, nhớ tới vừa mới bốn vị này lão gia tử đối với diệp thần phong xin lỗi chàng cảnh, bọn họ biết bốn vị này lão gia tử cũng không phải là đang nói láo, diệp thần phong thật sự là một cái như thế truyền kỳ nhân vật, sư thi thi cùng dương thiên mỹ nhi hốc mắt là đỏ thấu nhớ tới vừa mới kiêu ngạo vô cùng bộ dáng, bây giờ nghĩ lại các nàng xác thực không thể so với Bạch Tuyết Linh cùng võ hiểu phí các nàng mạnh, các nàng căn bản không có tại Diệp Thần Phong trước mặt kiêu ngạo tư bản, nói không chừng Diệp Thần Phong thật không có coi các nàng là chuyện tình, mà các nàng lại giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng tại Diệp Thần Phong trước mặt tự cho là đúng, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Dư Thi Thi cùng Dương Thiên Mị Nhi nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh mà đồng hùng cùng dịch tiêu sơn nhớ tới vừa mới diệp thần phong không có đụng phải hai người bọn họ, liền trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, bằng vào thực lực thế này liền đầy đủ hai người bọn họ ngưỡng vọng, lại nói bọn họ khẳng định diệp thần phong vừa mới không có sử xuất toàn lực, trong lòng bọn họ là hối hận ruột đều thanh, bọn họ cứ như vậy không công bỏ lỡ một vị như thế cường hãn sư phụ. Tại dư thi thi cùng dương thiên mỹ nhi bọn người trong mắt, nghe diệp thần phong đủ loại sự tích, Diệp Thần Phong nghiêm chỉnh là trở thành một vị mang theo sắc thái thần bí truyền kỳ nhân vật. chương 1060, cực hạn trang phục phòng hộ. Hoa hạ một chỗ tráng lệ trong cung điện. Thiên minh minh chủ nghiêm phi trần ngồi tại một tấm điêu khắc tinh tế hồng mộc trên ghế. Con trai của hắn nghiêm thiên giác lễ độ cung kính đứng ở trước mặt hắn. Liên quan tới tử vong chi địa sa mạc sự tình đã truyền đến thiên minh đến, bây giờ Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn người là từ tử vong chi địa bên trong đi tới, như vậy cái này bảo ngày mai Minh Phái đi vào tử vong chi địa thành viên, hẳn là 10 phần là chết tại tử vong chi địa bên trong. Thiên giác, người bây giờ biết Diệp Thần Phong không đơn giản a à? Lấy người bây giờ tôn cấp trung kỳ thực lực gặp gỡ hắn, đoán chừng ngươi có thể chiến thắng hắn xác suất phi thường nhỏ, cho nên tại không có đến thánh cấp linh hồn lực trước đó, người tốt nhất đừng đi đón tiếp xúc Diệp Thần Phong. Nghiêm Phi Trần nhìn xem con trai mình Nghiêm Thiên Giác nói ra. Từ khi lúc trước phát sinh ở Diệt Thiên Minh Y đấu thi đấu tình về sau, Diệp Thần Phong là hoàn toàn biến thành Nghiêm Thiên Giác trong nội tâm một cái ma chướng. Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều muốn thân thủ cầm Diệp Thần Phong cho giết chết. Có thể Diệp Thần Phong lại tại ngày ngày trưởng thành. Cái này khiến Nghiêm Thiên Giác trong lòng ma chướng là càng phát ra lớn. Nhìn xem con trai mình không phục bộ dáng, Nghiêm Phi Trần tiếp tục nói Thiên Giác ta không sai biệt lắm tại gần nhất trong một tháng liền có thể đột phá đến thần cấp trung kỳ đến lúc đó diệt thiên minh sẽ trở thành ta vật trong bàn tay ta trước tiên có thể không đối diệp thần phong động thủ ta biết diệp thần phong đã trở thành trong lòng ngươi ma chướng cái này ma chướng nhất định phải chính ngươi đi thanh trừ bằng không tương lai sẽ trở ngại ngươi trưởng thành hiện tại đối với ngươi tới nói liền là mau chóng cầm thực lực đột phá đến thánh cấp linh hồn lực thiên minh sở hữu tư nguyên đều vì ngươi khai phóng ta muốn lấy tư chất người muốn đột phá đến thánh cấp linh hồn lực hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Nghe được cha mình muốn đột phá đến thần cấp trung kỳ linh hồn lực, nghe được cha mình muốn đem diệp thần phong lưu cho hắn giải quyết. Này mới khiến nghiêm thiên giác tâm tình tốt một chút, hắn cầm quyền đầu nắm chặt một chút, nói ra cha. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng, diệp thần phong đầu người ta nghiêm thiên giác muốn định. Có tự tin là chuyện tốt, người đi xuống trước tu luyện đi chúng ta thiên minh chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác, ta cũng phải mau sớm trùng kích thần cấp trung kỳ linh hồn lực. Nghiêm phi trần hướng phía nghiêm thiên giác phất phất tay nói ra. Tại nghiêm thiên giác lùi xuống đi về sau, nghiêm phi trần thủ trưởng vỗ vỗ hồng một cái ghế lan can, trong miệng hắn tự nhủ thiên minh cùng diệt thiên minh ở giữa đấu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm muốn làm cái chân chính đoạn. Một tháng về sau, ở cái thế giới này bên trên cũng chỉ có thiên minh tồn tại, Phòng vệ doanh. Diệp thần phong biệt thự một gian huấn luyện trong phòng. Hôm qua tại dư phong niên các loại lão gia tử rời đi về sau, diệp thần phong mẫu thân tôn Mỹ cầm cùng võ hiểu phỉ các loại chúng nữ là trực tiếp ở lại. Diệp thần phong đương nhiên là chỉ có thể hoan nghênh, kết quả là diệp thần phong tại phong vệ doanh bên trong biệt thự này trở nên náo nhiệt lên. Hôm qua đang bồi lấy diệp lão gia tử bọn người tán gẫu xong về sau. Diệp Thần Phong liền để cho Diệp lão gia tử bọn người giúp hắn vận một chút sắc bén nhất cắt chém máy móc đến phòng vệ doanh tới. Diệp Thần Phong là dự định chân chính lấy đều bắt đầu dùng hỏa diễm bỏ cặp xác ngoài chế tác trang phục phòng hộ. Giờ phút này, tại Diệp Thần Phong gian phòng này huấn luyện trong phòng, trưng bày mấy đài tiên tiến nhất cắt chém máy móc, hôm qua làm những dụng cụ này vừa mới vận lúc đi vào đợi, Diệp Thần Phong thử dùng những dụng cụ này đi cắt chém hỏa diễm bỏ cặp xác ngoài có thể không như nhau bên ngoài là những dụng cụ này lưỡi dao toàn bộ băng rơi. Sau cùng Diệp Thần Phong chỉ có thể chính mình dùng đặc thù tài liệu chế tác một chút càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi lưỡi dao, tại phối hợp bên trên trong cơ thể hắn linh hồn lực. Hắn cuối cùng là miễn cưỡng cầm hỏa diễm bỏ cạp sát ngoài cho phân giải ra tới. Bởi vì ngọn lửa này bỏ cạp sát ngoài thật sự là quá cứng rắn. Diệp Thần Phong chỉ có thể trước tiên thô sơ giản lược làm một kiện thiếp thân lập tức giáp, có thể nói bởi vì tài liệu này nguyên nhân. Diệp thần phong chế tác công nghệ là phi thường thô giáp. Nhìn xem trước mặt một kiện hỏa hồng sắc tiểu mã giáp, diệp thần phong cũng không quan tâm nó vẻ ngoài, chỉ cần có thể tại thời khắc nguy cơ bảo mệnh là được. Diệp thần phong cầm hỏa hồng sắc lập tức giáp đặt ở trên mặt đất, hắn cầm trong cơ thể tông cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ quyền hướng phía hỏa hồng sắc lập tức giáp đập xuống, ầm. Um. Một tiếng, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy quả đấm mình nện ở một khối cứng rắn vô cùng tảng đá bên trên, cúi đầu nhìn về phía món kia Hỏa Hồng Sắc Lập Tức Giáp thì chỉ gặp Hỏa Hồng Sắc Lập Tức Giáp bên trên ngay cả một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Phải biết Diệp Thần Phong tuy nói chỉ có tông cấp đỉnh phong linh hồn lực, nhưng là hắn lực lượng có thể cùng tôn cấp trung kỳ cao thủ sánh ngang, cũng liền nói cái này Hỏa Hồng Sắc Lập Tức Giáp ngăn cản thánh cấp cường giả công kích hẳn là không thành vấn đề tại cầm hỏa hồng sắc lập tức giáp mặc lên người sau đó ở bên ngoài bộ một bộ y phục về sau diệp thần phong liền đi ra huấn luyện phòng tôn mỹ cầm cùng võ hiểu phỉ bọn người hẳn là tại biệt thự lầu hai giết thời gian dù sao các nàng một đống nữ nhân tụ cùng một chỗ không phải tâm sự bát quái cũng là cùng một chỗ đánh một chút bài diệp thần phong cũng không có đi lên lầu quấy giày các nàng diệp thần phong đang đi ra biệt thự về sau hắn đi thẳng tới phòng vệ doanh thao luyện trên trận Phong vệ đội thành viên là vừa vận thao luyện xong, giờ phút này, toàn bộ thao luyện trên trận chỉ còn lại có Diệp Đông Kiệt, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực, ba người này ngồi tại trên bãi cỏ, trong mồm mặt ngậm một điếu thuốc lá, đang tràn đầy phấn khởi trò chuyện, nhìn xem phong vệ đội ngày ngày trưởng thành, Diệp Đông Kiệt đám ba người trong nội tâm cũng đồng dạng là rất có cảm giác tự hào. "Thần Phong, từ hôm qua lão gia tử sau khi bọn hắn rời đi, ngươi liền không có từ biệt thự huấn luyện trong phòng đi tới qua?" người đến ở bên trong chơi đùa thứ gì diệp đông kiện khi nhìn đến diệp thần phong về sau hắn từ trên bãi cỏ đứng lên hỏi diệp thần phong nhìn xem trước mặt diệp đông kiện bọn người nói ra các ngươi ở chỗ này vừa vặn diệp thần phong dùng bàn tay vỗ vỗ bộ ngực mình tiếp tục nói ba người các ngươi thay phiên dùng toàn lực tới công kích ta nửa người trên nghe được diệp thần phong không khỏi rượu lời nói về sau diệp đông kiện đám ba người trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc Diệp Đông Kiện nói ra, thần phong, người đây là hát cái nào vừa ra? Chẳng lẽ tay ngươi ngứa muốn tới tìm chúng ta so chiêu một chút? Ba người chúng ta còn không phải chỉ có bị ngươi ngược phân. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, tiểu thúc, các ngươi yên tâm tốt, ta cam đoan sẽ không đánh trả, ta chỉ muốn muốn thử một chút cường độ thân thể, các ngươi liền dùng hết toàn lực tới công kích ta, không cần đến lưu thủ. Nhìn thấy Diệp thần phong chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, vũ khôn minh hỏi thần phong người xác định thật nếu để cho chúng ta làm như thế diệp thần phong gật gật đầu nói ra ta xác định tốt thần phong vậy ngươi cần phải tiếp chiêu diệp đông kiện đang nhìn ra diệp thần phong không phải đang nói đùa về sau hắn liền suy đoán diệp thần phong làm như vậy khẳng định là có một loại nào đó dụng ý hắn cái thứ nhất đứng ở diệp thần phong trước mặt cầm trong cơ thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên bởi vì sợ làm bị thương Diệp Thần Phong, Diệp Đông Kiện chỉ dùng gần một nửa lực lượng. Ầm, uhm, một tiếng. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không có nhúc nhích một bước, ngược lại là Diệp Đông Kiện cảm giác mình quyền đầu có chút đau đau nhức. Đón lấy, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực cũng theo thứ tự công kích Diệp Thần Phong, bọn họ đều sợ làm bị thương Diệp Thần Phong, cho nên đều không có sử xuất toàn lực đến, mà kết quả Diệp Thần Phong là phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, hắn dùng bàn tay vỗ ngực một cái. Nói ra, làm gì? Ba người các ngươi là chưa ăn cơm sao? Gặp Diệp Thần Phong không có chịu một chút xíu thương tổn, Diệp Đông Kiện từ trong mồm thở ra một hơi, nói ra, Thần Phong, đây là ngươi bước ta, đợi chút nữa ngươi không kiên trì nổi, ngươi cần phải thông báo tiểu thúc ta một tiếng. Âm, âm, phanh. Diệp Đông Kiện lần nữa đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, quyền đầu bên trong lực lượng là từng chút từng chút tăng lớn thẳng đến sau cùng hắn cầm bú sữa sức lực đều xuất ra, mà cái này Diệp Thần Phong biểu hiện trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Về sau, Vũ Khôn Minh cùng Vương Lực cũng nhao nhao sử xuất toàn lực công kích Diệp Thần Phong, mà kết quả vẫn là cùng vừa mới Diệp Đông Kiện một dạng, bọn họ đều không thể làm gì được Diệp Thần Phong, ngược lại là bọn họ trên nắm tay ra đều bị cọ rơi. Nha, Thần Phong, tiểu tử ngươi cường độ thân thể không khỏi cũng quá biến thái một điểm A diệp đông kiện trong mồm một bên thở phì phò một bên khó chịu nói ra diệp thần phong cầm ngoại y cho nhấc lên lộ ra bên trong một kiện hồng sắc lập tức giáp nói ra không phải thân thể ta cường hãn là cái này trang phục phòng hộ cường hãn diệp đông kiện trừng to mắt nói ra đúng đây là ngươi ngày đó lấy ra cái kia hỏa diễm bỏ cặp sắc ngoài từ hôm qua đến bây giờ ngươi chính là tại chơi đùa thứ này không được thần phong người nhất định phải cũng phải muốn cho tiểu thúc ta tới một kiện. Thần Phong, cái này trang phục phòng hộ không khỏi cũng quá nghiêu bê một điểm A. Cũng giúp phố thúc thúc ta chuẩn bị một kiện, Vũ Khôn Minh sáng mắt lên nói ra. Về phần vương lực cũng tin thề mỗi ngày nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn ánh mắt bên trong ý là không cần nói cũng biết. Cái này cực hạn trang phục phòng hộ đối với Diệp Đông Kiện bọn người sức hấp dẫn, nhất định cùng không gian giới chỉ đối với bọn hắn sức hấp dẫn có liều mạng audio điện tử võ tấn bền hết tập 53